chậm đã ra các trường trường thanh âm biến đổi nói ta có một tin tức rất quan trọng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú chẳng lẽ ngươi không muốn biết sở dương không cảm thấy hứng thú nói giết đi chậm đã ra các trường trường dâu tóc dựng đứng hết lớn một tiếng nói sở phi hàn đang ở trong tay chúng ta a à, sở nhạc nhi quát to một tiếng ân sở dương vừa thấy đồng vô thương muốn động thủ vội vàng ngăn lại hắn quay người lại nhìn ra các trường trường nói ngươi nói cái gì sở phi hàn bây giờ đang ở trong tay chúng ta. Gia các Trường Trường không dám dừng lại vội vàng nói, thì ra người thật sự là sở gia nhân ở Bình Sa Lĩnh. Sở Dương trong mắt bắn ra sát khí, Bình Sa Lĩnh, sở gia nhân thì... Sao? Gia các Trường Trường liên tục xua tay nói, đương nhiên không sao, chỉ là muốn xác định thân phận của ngươi thôi, ta dám thể, chúng ta cũng không có làm cái gì. Tam thúc ta sao lại rơi vào trong tay các ngươi? Sở Dương hỏi, sau khi đấu giá hội kết thúc, các đại gia tộc khiếp sợ thực lực của các ngươi nên liền đi điều tra. Ra các trường trường cho tới giờ khắc này không dám giấu giếm chút nào, mồm miệng phá lệ lanh lợi giải thích. Sau đó xác định thân phận ngươi, qua hai ngày sau, tình báo tại cửa. Thành trình lên, trong số những người vào thành phát hiện ra có một người tên là Sở Phi Hàn. Hắn đi mua thuốc cho nữ nhi mà đến. Vì thế, gia tộc, bọn ta đã lừa Sở Phi Hàn vào trong phủ, nói là sẽ bán thuốc cho hắn. Rồi lập tức khống chế lại sở dương cùng sở nhạc nhi nhìn nhau chỉ thấy sở nhạc nhi bờ môi run run trong mắt nước mắt ào ào chảy xuống nghe đến đó cơ bản đã có thể xác định được người đó chính là bản thân tam thúc sở phi hàn rồi vạn dược đại điển trong thiên hạ vạn dược tụ tập chính là thời điểm vạn dược đệ nhất trên thế gian tập hợp lại sở phi hàn những năm gần đây phiêu lạc bên ngoài đi tìm thuốc cho nữ nhi nên biết được vạn dược đại điển hắn sao có thể bỏ qua cho dù bị đánh gãy tay chân cũng sẽ đến Sở Dương nguyên bản vẫn thu thập tin tức ở cửa thành nhưng không có tin tức Sở Phi Hàn. Thì ra là thế, ở Thiên Cơ Thành, Gia Cát gia tộc dù sao cũng là bọn rắn độc, dĩ nhiên đã sớm khống chế Sở Phi Hàn rồi. chương 1163, chân chính nguy cơ, liều mạng. Chuyện được thực hiện bởi ALLBOOKAUDIO.com Gia Cát trường trường bộ dáng có chút đáng thương nhìn Sở Dương, hắn biết tánh mạng mình bây giờ đang phụ thuộc vào một ý niệm của Sở Dương. Tam thúc ta hiện tại đang ở đâu? Sở Dương vừa nghe ra các trường trường nói ra câu đi mua thuốc cho nữ nhi thì biết tin tức này tuyệt đối chân thật. Nếu không phải bởi vì Sở Dương thì gia tộc gia Cát căn bản sẽ không đi chú ý tới tiểu nhân vật như Sở Phi Hàn. Ở trong địa lao của gia tộc gia cát gia các trường trường vội vàng trả lời, người yên tâm, hắn chưa có chết đâu. Sở Dương hỏi tiếp, có từng bị tra tấn chưa? Gia các trường trường do dự một chút rồi nói, Sở Huynh, người cũng biết, cái này, lúc mới vào chỉ sợ là tránh không được. Nhưng, chúng ta sớm đã truyền xuống, vô luận như thế nào cũng không thể thương tổn đến. Tính mạng của hắn, sở dương hắc hắc nở nụ cười lạnh, trong lòng đau nhói. Biết nếu ra các trường trường đã nói như vậy thì sở phi hàn đã bị tra tấn không nhẹ. Bằng không, ra các trường trường cũng sẽ không vội vã giải thích như vậy. Trước mắt hắn hiện ra một cái thân ảnh gầy guộc, vì nữ nhi bị bệnh mà quanh năm suốt tháng bôn ba ở vùng khỉ ho cỏ gáy. Chỉ cần phát hiện ra bảo bối gì đều nhanh chóng thu hồi, Đổi thành tử tinh, bản thân một phần cũng không sử dụng mà toàn bộ đều mua thuốc cho nữ nhi. Chỉ cần nghe nói nơi nào có thuốc liền lấy tốc độ cao nhất chạy tới. Ngày qua ngày, năm lại năm vì nữ nhi bôn ba mệt nhọc, chỉ cần nữ nhi khỏe mạnh. Hắn cứ ôm một cái hy vọng xa vời gần như không thể với tới đi khắp cửu trọng thiên. Đã gặp bao nhiêu đau khổ, có ai có thể biết được, hiện giờ lại là vì thuốc cho nữ nhi mà từ ngàn dặm xa xôi đến thiên cơ thành. Lại bởi vì một đứa cháu từ đâu nhảy ra mà bị gia tộc Gia Cát bắt vào đại lao chịu tra tấn Đứng một bên, sở nhạc nhi rốt cuộc chịu đựng không nổi khóc hòa lên Hảo, hay cho một gia tộc Gia Cát, quả nhiên là danh phù kỳ thực cửu đại gia tộc A, Hảo Quang Minh thủ đoạn Hảo Quang Minh tính kế Hảo, thật sự là tốt sở dương cười lạnh nói từng chữ, khoản sổ sách này, ta nhớ rõ Rồi quát, Gia Cát trường trường Người còn không tự phong ấn tu vi rồi lăn lại đây cho ta, chẳng lẽ còn muốn ta phải động thủ ra các trường trường trong lòng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi biết cái mạng này rốt cục có thể bảo toàn rồi lúc này làm gì còn có tâm tư đi phẫn nộ nữa mà vội vàng phong ấn tu vi bản thân rồi phốc một tiếng ngồi dưới đất nói sở huynh ta có thể giúp ngươi cứu tam thúc ngươi ra sở dương khinh bị nhìn hắn một cái đối với dạng người này hắn thật sự là nửa câu cũng không muốn nói hắn vung tay lên đổng vô thương liền đem tu vi ra các trường trường phong ấn lần nữa rồi lấy dây thừng trói gô lại ném vào trong phòng trong phòng truyền ra một tiếng kêu đau của ra các trường trường với thủ pháp của đồng vô thương nếu so với người bình thường thì quá thô lỗ đại ca người phải cứu cha ta ra sở nhạc nhi lau nước mắt càng nghĩ càng thương tâm nói lão nhân ra ông vì ta không biết đã bị bao nhiêu đau khổ rồi sở dương chỉ cảm thấy cổ họng có chút bế tắc trùng trùng nói yên tâm đi ta nhất định sẽ đem tam thúc cứu ra chiến sự đã kết thúc trong lòng mọi người cũng thoải mái hơn một ít tuy rằng chuyện sở phi hàn làm cho trong lòng mọi người vẫn còn một tầng u ám nhưng cuối cùng nguy cơ lớn nhất đã qua đi, cái khó nhất là mọi người không có ai tổn thương thì càng thêm mừng rỡ. Mạnh siêu nhiên đứng ở cửa vuốt dâu mỉm cười, mạc khinh vũ sớm từ trong phòng vọt ra mà cố nén giận. Sớm biết thoải mái như thế vì sao không cho ta đi ra. Cư nhiên còn an bài nhiệm vụ gì cho ta chứ, đến bây giờ mới biết được, nhiệm vụ kia trực tiếp chính là không cần người đi làm gì cả. Điệu bộ của nàng làm cho mặc Lệ Nhi và Ô Thiến Thiến đều nở nụ cười, nhìn tiểu la lị này phồng miệng trợn mắt lên mà có chút vui cười. liền tại lúc này, có một người kêu lên, người chính là Sở Dương Hả. Sở Dương vừa quay đầu lại thì chỉ cảm thấy một cô áp lực thật lớn lao đến. Phong hồ vừa mới từ đầu vai Sở Dương nhảy vào trong lòng Mạc khinh Vũ cả người da lông đều dựng đứng lên, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía trước. Đồng vô thương tay đè lên chuôi đao, nhuế bất thông cũng cầm lấy đoạn kiếm chỉ thấy phía sau mọi người, một hắc y nhân, cả người quần áo màu đen che kín thân thể, chỉ lộ ra hai con mắt. Ánh mắt tang thương mà lợi hại nhìn xuống mọi người, hắn cứ như vậy khoanh tay đứng ở trong đống tuyết cách đó mười trượng nhưng ở trong cảm giác của mọi người căn bản không có một người như vậy tồn tại. Mọi người trong lòng hoảng sợ kinh hãi, người này tuyệt đối là một cao thủ. Hơn nữa, ngay cả không bằng phong, Nguyệt thì cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Ngay lúc đại chiến vừa mới chấm dứt sao lại đột nhiên xuất hiện một người như thế sở dương đồng tử rụt lại tuy người này đã thu liếm khí thức nhưng sở dương vẫn có thể cảm giác được sự cường đại cùng địch ý của hắn loáng thoáng có sát khí người này là địch nhân sở dương trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán hắn tiến lên trước một bước song trường khẽ mở ra bảo vệ đám đông phía sau sau đó lại đi lên phía trước hai bước cảnh giác nói ngươi là người phương nào đồng thời trong lòng kêu gọi kiếm linh người này quá cường đại cho dù mọi người ở đây gộp lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn Người này lộ ra ánh mắt tán thưởng nói, sở dương, quả nhiên không tệ, cũng khó trách ngươi lại có được uy phong cùng thế lực hiện giờ, thân làm đầu lĩnh, ngươi có thể lập tức phát hiện ra nguy hiểm đã là không tồi mà sau khi phát hiện ra nguy hiểm còn tiến lên đem huynh đệ bảo hộ phía sau lại càng làm cho người ta tán thưởng rồi. Nhân vật như ngươi thật có tiền vốn làm cho người ta nguyện trung thành. Sở dương cao mày nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta hỏi. Người này khoanh tay thản nhiên nói, trả lời hay không trả lời có ý nghĩa gì sao? sở dương hít một hơi thật sâu nói xác thực là không có ý nghĩa vị thần bí nhân này trong ánh mắt lộ ra ý cười như xuân thủy nhưng lại rất tang thương mang theo một loại hương vị như cây khô gặp mùa xuân vậy hắn thản nhiên nói ngươi yên tâm cũng không cần căng thẳng như thế đâu hôm nay ta vốn định chỉ tới thăm ngươi một chút nhưng vừa thấy ngươi xong thì liền quyết định muốn giết ngươi bởi vì ngươi quá xuất sắc để ngươi lại thật sự là sự uy hiếp quá lớn Sở Dương nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười nói, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nói chuyện xong, kiếm linh đã ra, cửu kiếp kiếm thương một tiếng đã xuất hiện ở trong tay, lập tức Sở Dương liền hóa thành một đạo cầu vòng bay lên, vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng bắn tới. Người này cường đại không thể địch lại, đây là cảnh cáo của kiếm linh nhưng Sở Dương không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình hơi chút do so dự thì huynh đệ mình sẽ ra tay, mà ra tay thì sẽ chỉ đi chịu chết. Mình cũng không thể lui được. Bản thân vừa lui các huynh đệ sẽ vì mình mà không để ý đến tánh mạng đi ngăn trở người này, cho mình thời gian đào tẩu. Các huynh đệ sẽ chết, cho nên, nếu sở dương muốn đi thì cũng chỉ còn lại có một con đường. Ngay mặt đột phá mà đi, chỉ còn lại đám đồng vô thương, với thân phận người này nói không giết chắc chắn sẽ không giết. Lại nói nữa, mục tiêu chủ yếu của hắn là bản thân mình, nếu hắn truy kích bản thân thì đám đồng vô thương và mạc khinh vũ sẽ càng thêm an toàn. Đương nhiên, tất cả cái này đều phải thành lập từ việc mình có thể đào tẩu thành công mới được. Kiếm hóa cầu vồng, thần bí hắc y nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, thân mình hắn bồng bềnh bay lên trên không trung. Một trường cắt ngang đập lên thân kiếm, kiếm linh nắm trong tay sở dương chấn động mạnh một cái rồi phốc một tiếng, phun ra một búng máu. Hắc y nhân kia ánh mắt ngưng trọng nói, trí tôn tu vi. Thì ra là kiếm, trung thánh quân thất phẩm, người che giấu thực lực hả. Uyên một trường nữa đánh lên thân kiếm hắn chỉ nói có mất câu rất ngắn ngủi nhưng so sánh với tốc độ của kiếm linh thì vẫn là sử dụng không ít thời gian tuy nhiên sau khi hắn nói xong rồi lại đánh ra một trường không ngờ vẫn như cũ có thể đánh vào thân kiếm đang lướt qua loại tình huống này mau cùng chậm cực đoan mâu thuẫn cùng diễn ra làm cho tất cả mọi người nhìn thấy khó chịu như muốn hộp máu thân thể sở dương lại lần nữa chấn động phun ra một ngụm máu tươi thân mình gặp lại lướt qua bên cạnh hắn nhưng người áo đen này khinh phiêu phiêu lui về phía sau chặn lại và lại đánh ra một trường kiếm linh lại chấn động nghĩ, người này đã bước đầu nắm giữ được không gian pháp tắc. Ngay tại lúc này, một tiếng gầm giận dữ chuyển đến, một đạo hắc quang lăng lệ như xét đánh lao đến, đó là đồng vô thương tay dơ mặc đao xông lại. Giờ khắc này, đồng vô thương đã liều lính kích phát toàn bộ sinh mạng tiềm lực của bản thân mà phát ra một đao cường đại nhất từ trước đến giờ. Hắn không nói lời nào nhưng đã đem thân tâm, thân hồn, thân thần, thân lực, thân ý, thân, đầy đủ mọi thứ đều hòa tan vào trong một đao này. Hảo đao, hắc y nhân trong mắt lại lộ ra vẻ tán thưởng cùng lúc đó nhuế bất thông cũng như tia chớp sông lên đánh về phía hắc y nhân hồng quang lượn lờ mạc khinh vũ mua hồng tụ đao hung hăng bổ tới phía trước nàng cũng có một đạo bóng trắng như tia chớp bắn thẳng đến phía hắc y nhân chính là phong hồ kiếm quang trong trẻo lóe lên rồi ô thiến thiến cùng mặc lệ nhi một tả một hữu giáp công mà lên rất rõ ràng ô thiến thiến nếu so với mặc lệ nhi thì tốc độ phải nhanh rất nhiều lại thấy một đạo kiếm quang ở phía sau mạnh siêu nhiên đã ngự kiếm tới rồi. Thân thể nhỏ bé của sở nhạc nhi bay lên trên không trung, lần đầu tiên trong đời nàng chủ động công kích kẻ địch. Trong lúc nhất thời, tám người và một đầu linh thú đồng thời phát động công kích. Hắc y nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường vung quyền đánh ra. Trường đánh vào mặc đao của đồng vô thương bốp một tiếng, mặc đao bị gãy, xương ngực đồng vô thương bẹp xuống hộp máu bay ngược ra. Cùng lúc đó, quyền trái hắn đánh vào trên người phong hồ, phong hồ hét thảm một tiếng rồi từ trên không trung rơi xuống ngón tay lại nhẹ nhàng búng ra, vài đạo kình phong lăng lệ phát ra, mặc lệ nhi rên thảm một tiếng, đầu vai và hai chân đã xuất hiện vài cái lỗ máu lăng không ngã xuống. Một cước đá ra đem mạc khinh vũ hất ra xa vài chục trường. Tất cả những hành động này đều phát sinh cùng một lúc. Lúc này, nhuế bất thông mới đánh tới, hắc y nhân cười lạnh một tiếng vung một cước đá vào bụng nhuế bất thông, nhuế bất thông hoa lên một tiếng. Ngũ tảng vỡ vụn phun ra một ngụm tiên huyết nhưng vẫn liều mạng ôm lấy chân trái hắc y nhân hắc y nhân nhẹ nhàng chấn động chân hất hắn tung đi nhưng nhuế bất thông ngay tại một khắc này mạnh mẽ cúi đầu há hai hàm răng bén nhọn cắn vào bắp chân hắn chương 1164, âm dương tu tích kiều dung thiến chuyện được thực hiện bởi allbookaudio com nhuế bất thông há hàm răng bén nhọn cắn bắp chân hắc y nhân mà ánh mắt lại lo lắng đảo về phía sở dương trong mắt lộ ra thần sắc mười phần rõ ràng lão đại đi mau răng nhọn bập vào cơ thể máu tươi bay tứ tung hắc y nhân cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn mắng to, đáng ghét. Chân trái hắn dùng sức chấn động đá ra, bịch một tiếng, người bất thông máu tươi điên cuồng phun ra, hai cánh tay gãy đoạn, cốt cách cả người vỡ vụn, thân thể mềm hoạt bay lên, bay cao lên bầu trời mấy trăm trượng mới bắt đầu rơi xuống. Tuy nhiên hắc y nhân trung quy vẫn bị hắn kiềm hãm một lát, thân mình hạ xuống đồng thời trong mắt toát ra lửa giận, tựa hồ bị khiêu khích rồi, hai mắt nhìn chung quanh tìm kiếm sở dương nói, sở dương, ta chỉ muốn giết ngươi chớ để cho ngươi những hảo huynh đệ này chết theo ngươi có nhẫn tâm không đúng vậy hắn nói một câu cũng không sai nhìn các huynh đệ vì mình mà chém giết sở dương trong lòng đau như bị đau cắt đúng như hắc y nhân nói hắn chỉ muốn giết bản thân hắn thôi chạy nhanh khỏi nơi đây để dẫn hắn đi như vậy các huynh đệ có thể bảo toàn được tuy hắc y nhân nói những lời này là có ý kích hắn nhưng lại nói đúng suy nghĩ trong lòng sở dương rồi sở dương hét lớn một tiếng một thân ngự kiếm như tia chớp bay nhanh ra ngoài chỉ thấy hai trưởng lao về phía sở dương, bóng đen chợt lóe lên, như tia chớp tới phía sau sở dương, ánh mắt hắc y nhân lộ ra thần sắc tàn khốc tựa như là kền kền nhìn sở dương mà hai trưởng mãnh liệt đánh tới. Từ dìa lòng bàn tay hắn không ngờ xuất hiện một đoàn hắc khí, tựa như không khí bị xé ra hai cái hắc động. Trưởng lập tức như tia chớp đánh ra, dưới hai trưởng này, kình phong gào thét, toàn bộ không gian xuất hiện hai đạo hắc động vắt ngang trong thiên địa tràn đầy tuyết trắng, tựa hồ như thông đạo đi tới u minh dưới vậy hắc y nhân toàn lực ra tay thề phải một kích đánh chết sở dương lại một thanh âm vang lên lúc này đồng vô thương đem hết toàn lực ném ra nửa thanh mặc đao còn lại chuôi đao này kể từ khi chế tạo ra tới nay hắn chưa bao giờ rời tay luôn luôn quý như tính mạng khi trước mấy lần tổn thương hắn cũng chưa bao giờ giảm bớt đi sự yêu quý của mình nhưng lúc này đây mặc đao đã lần đầu tiên rời khỏi tay hắn sau khi ném chuôi đao này ra đồng vô thương liền phun huyết ngã xuống đất Lúc trước hắn bị hắc y nhân uy hiếp lớn nhất, bị thương cũng là nặng nhất nên sau khi ném chuôi đao này ra hắn liền hôn mê bất tỉnh. Mặc đao mang theo thanh âm ô ô chém ngang vào cổ tay hắc y nhân. Hắc y nhân hừ một tiếng rồi thu bàn tay đang đánh về phía sở dương lại, một trường này cắt ngang lên mặc đao, nửa thanh mặc đao tranh lại lần nữa biến thành hai đoạn. Sinh tử một cái chớp mắt, một tiếng kêu to bén nhọn vang lên rồi một đạo cầu vồng lóe lên. Mạc khinh Vũ không ngờ không để ý tới sinh tử mà thúc giục thân pháp bình sinh đắc ý nhất do bố lưu tình truyền dạy, cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem lực lượng sống hay chết hóa thành tốc độ liều mạng mà đến. Giờ phút này Mạc khinh Vũ đã hoàn toàn hóa thành lưu quang rồi. Tinh mộng khinh vũ đào bị thúc giục đến cực hạn thì không ngờ ở cạnh rìa đao chiếu ra một vòng thải hồng, tựa như sinh mệnh mạc khinh vũ đang kịch liệt thiêu đốt. Tốc độ sinh tử một cái chóp mắt không ngờ lại hoàn toàn bù đắp được sự chênh lệch với tốc độ của trí tôn, thừa dịp hắc y nhân tiếp lấy mặc đao của đồng vô thương niên cuồng mà đến. Một đao bổ về phía hắc y nhân, trí tôn đao, là bí mật bất truyền của ninh thiên nhai. Hắc y nhân bàn tay vừa lật, bốc một tiếng đánh lên trên đao, đao run lên, mạc khinh vũ phun ra một ngụm máu tươi nhưng trong tay đao không ngừng mà vẫn hạ xuống. Hắc y nhân nhíu mày, lại đánh ra thêm mốt trưởng nữa vào mạc khinh vũ đao. Qua đây có thể nhìn ra được, bất kể là đối phó với mạc khinh vũ hay là sở nhạc nhi, hắn vẫn chưa dùng toàn lực không biết là đối ninh thiên nhai hay tử tà tình vẫn có chút cố kỵ. qua một tiếng, Mạc khinh Vũ chỉ kêu lên một tiếng, sở. Rồi ngay tại, giữa không trung hôn mê, thân hình bay ra sau. Giờ phút này, sở dương đã ra ngoài được bảy trượng. Hắc y nhân hừ lạnh nói, người thoát được sao? Rồi đứng dựng lên, trên không trung cất đi một bước, thoáng một cái đã đi tới trước mặt sở dương, một trưởng biên cuồng đập xuống. Kiếm linh phóng cửu kiếp kiếm ra đối đầu với một trưởng này. Thiên, kiếm linh vung song trưởng ra, hắc y nhân hừ một tiếng vung song trưởng chống lại, hai trưởng đụng vào nhau, huỳnh một tiếng, thân thể sở dương ngã xuống, hai cánh tay và cổ tay gãy đoạn. Hắn chỉ cảm thấy ngực giống như có lửa thiêu vậy, trước mắt không ngờ có chút mơ hồ, chỉ một chiêu đã bị nội thương nghiêm trọng rồi. Đối phương không lui mà như bóng với hình đuổi sát đến, trong mắt lóe ra sát khí cùng sự tán thưởng, hai tay như khai sơn cự phù đập về hướng về sở dương. Kiếm linh trong sở dương cùng nhịn không được nữa, ai thán một tiếng, kẻ địch cường đại không gì sánh kịp, giờ phút này thật sự là tới thời khắc sơn cùng thủy tận rồi. Vào lúc này, ô thiến thiến kêu to một tiếng, cũng không biết lấy khí lực từ nơi nào mà nàng không ngờ như quỷ mị vọt mạnh lại đây. Giờ khắc này, tốc độ của ô thiến thiến biểu hiện ra ngoài cũng không phải là nhân loại có khả năng có được. Cho dù là tiềm lực cũng tuyệt đối không được cường điệu như thế nhưng ô thiến thiến lại làm được rồi. Trong mắt nàng chỉ có nguy cơ của sở dương, Rốt cuộc không thể tưởng được mà giờ khắc này không ngờ lại có thể phát huy ra loại tốc độ tuyệt không nên có ở cửu trọng thiên này. Chỉ là siêu một tiếng nàng đã đến trước mặt sở dương rồi lao vào trong ngực hắn mà thay hắn đón nhận song trưởng của hắc y nhân. Ánh mắt ô thiến thiến thực bình tĩnh. Tại hạ tam thiên, ta từng muốn vì ngươi mà chết. Có thể vì ngươi mà ngăn cản. Hôm nay ta sẽ vì ngươi mà chết đi. Ngay cả ngươi phải chết đi thì hãy để ta đi trước chắn đỡ cho ngươi. Không cần. Sở Dương hô to một tiếng nhưng song trưởng của Hắc Y Nhân đã đập mạnh vào ngực Ô Thiên Thiến. Lúc hắn phát hiện ra không đúng thì trước mặt không ngờ đã thay đổi người rồi, không phải Sở Dương mà là một nữ tử Thiên Hương quốc sắc, tuổi còn thanh xuân. Ngay một khắc này mang theo thái độ quyết tử và sự bình tĩnh khác thường, sử dụng thân thể mềm yếu sẵn sàng đón nhận song trưởng khai sơn phá thạch. Hắn không ngờ đem trưởng lực trở thu lại, hắn nghĩ tới, đây chính là đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Phong Nguyệt còn chưa xác định tử vong, giờ phút này giết chết đồ đệ của bọn họ có chút quá sớm nhưng trong lòng hắn đồng thời nổi lên một trận hoảng hốt. Tựa hồ là nhớ tới vạn năm trước, tại một lần nguy cơ sinh tử kia, bản, thân ái thê hắn mang theo sự kiên quyết, đồng dạng đưa thân thể ra đón nhận đao kiếm của kẻ địch. Một đóa huyết hoa nỡ rộ cho nên hắn đem hai cánh tay thu lại nhưng trường lực đánh ra như di sơn đào hải, dù sao cũng đã thực sự đánh vào ngực ô thiến thiến. Sang rắc một tiếng, Ngược ô thiến thiến đột nhiên lõm vào trong nhưng vào giờ khắc này nàng vẫn không lui lại, vẫn duy trì tư thế xông lên, tiếp tục lao về hướng về hắc y nhân còn tay nàng vươn ra phía sau đẩy mạnh lên trên người sở dương. Sở dương vốn đang lui về phía sau nên tốc độ thân thể càng thêm nhanh. Hắc y nhân nhìn ánh mắt kiên quyết bình tĩnh của thiếu nữ trước mặt mà trong lòng thờ dài một tiếng, thân thể lăng không nhảy lên trên hơn 10 trượt, tránh khỏi ô thiến thiến mà bổ nhào về phía trước. Phía sau hắn, thân hình ô thiến thiến từ từ nhào xuống từ miệng, nàng máu tươi ảo ra, nàng muốn mạnh mẽ khống chế bản thân quay đầu lại, muốn nhìn xem sự hy sinh của mình liệu có giúp người yêu chạy trốn được không nhưng không kịp nữa, ý thức đã có chút mơ hồ rồi. Hắc y nhân thu lại song trưởng, mặc dù đã thu hồi đa số trưởng lực nhưng tu vi của hắn là trí tôn cửu phẩm hàng thật giá thật. Song trưởng đánh vào trên người ô thiến thiến, ngay cả là đã thu hồi rất nhiều thì cũng không phải nhân vật thánh cấp ngũ phẩm như ô thiến thiến có thể thừa nhận. Ngũ tạng lục phủ ô thiến thiến đều đã vỡ vụn, trước ngực sau lưng, cốt cách toàn thân đứt gãy, đan điền kinh mạch cũng đã nổ tung ở vào tình trạng không thể chữa trị nổi nữa rồi, hẳn là phải chết. Hắc y nhân nhảy lên không trung đang muốn lăng không chuyển hướng đuổi theo giết sở dương thì đột nhiên ánh mắt ngưng trọng rồi siêu một tiếng, thân mình lăng không rút lên ở giữa không trung lại chuyển hướng lần nữa mà biến mất trong gió tuyết. Cứ thế mà đi rồi, ngoài lan hương viên, chỗ lộ khẩu xa xôi có hai đạo bạch ảnh đang ngồi xe trượt tuyết đạp tuyết mà đến. Hai người này đều mặc bạch y như tuyết, ngồi ở trên xe trượt tuyết, sắc mặt hồng nhuận tựa như đang đàm tiếu với nhau nhưng khoảng cách quá xa nên nghe không rõ lắm nhìn thần thái hai người này thực là thanh thản thực nhàn nhã ở phía sau bọn họ trên xe trượt tuyết còn có một hắc y nhân nằm đó tựa như là chiến lợi phẩm trên không hắc y nhân bởi vì thấy được một nam một nữ này đang đi tới nên mới quyết định lui lại thật nhanh nếu không để một nam một nữ này phát giác ra chuyện phát sinh bên này thì ngay cả cách xa như thế mình cũng tuyệt đối đi không được nữa cho nên hắc y nhân quyết định thật nhanh bất chấp việc đuổi giết Sở Dương mà lập tức bỏ chạy vì này hai người chính là Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết, Phong, Nguyệt xuất hiện ở nơi này hơn nữa nhìn bộ dáng không có việc gì, xem ra đồ đạo chi chiến đã thất bại. Sở Dương về sau có thể giết nhưng mình chỉ có một mạng nếu mất ở nơi này thì liền xong rồi. Hắc y nhân siêu một tiếng đã biến mất, lúc này, thân mình Mạc Khinh Vũ mới hạ xuống, vừa lúc đụng phải mạnh siêu nhiên đang lao đến, mạnh siêu nhiên vội quang ra kiếm mà đón lấy Mạc Khinh Vũ hai người đồng thời quay cuồng trên mặt đất. Lúc này thân thể ô thiến thiến đứt gãy đang rơi xuống, mặc lệ nhi vội liều mạng bay lên đón, rắc một tiếng, xung lượng mạnh mẽ khiến hai cánh tay mặc lệ nhi đánh gãy, hai người đồng thời ngã xuống trên mặt đất. Thiến thiến từ trong lòng mặc lệ nhi lăn ra, sau khi lăn trên mặt tuyết hai vòng thì bất động. Mái tóc tán loạn che kín mặt nàng, thiến thiến, khinh vũ, sở dương rơi bịch một tiếng trên mặt đất rồi lập tức điên cuồng lao tới khinh vũ không có việc gì, người trước tiên nhìn xem thiến thiến thế nào. Mạnh siêu nhiên gấp giọng quát, sở dương hét lớn một tiếng, khóe miệng máu tươi đầm đìa, hai cánh tay vẫn gãy đoạn cứ như vậy mà điên cuồng sông lên, giờ khắc này hai con mắt hắn đỏ bừng. Sở dương vào tới cạnh ô thiến thiến dùng thân đỡ lấy nàng, đụng một cái chỗ cổ tay gãy đau nhói. Sở dương trao mày cắn chặt răng cứ như vậy đem ô thiến thiến dựng đứng lên để cho thân thể nàng tựa vào lòng mình hắn lại dùng miệng lấy ra hai khỏa cửu trọng đan nhét vào miệng ô thiến thiến sau đó bản thân mới dùng một viên và lo lắng nhìn phản ứng của ô thiến thiến. Sau một tiếng ừm khe khẽ, ô thiến thiến mở to mắt liếc mắt một cái nhìn thấy sở dương thì ánh mắt đầy vui mừng. Cửu trọng đan tuy bảo vệ được một ngụm nguyên khí còn chưa tan hết của nàng nhưng không thể chữa khỏi cho nàng mũ tạng phục đã hư nát. Thiến thiến, thiến thiến, thiến sư tỷ sở dương lo lắng hô hoán, nhìn mặt ô thiến thiến trắng bệch rồi xem xét thương thế của ô thiến thiến mà giống như rơi xuống vực sâu không đáy. Tổn thương của ô thiến thiến hẳn là phải chết, theo sở dương biết thì không có biện pháp gì có thể cứu được ô thiến thiến nữa. Điều này làm cho lòng hắn trong lúc bất chợt như bị xé rách, trong lúc nhất thời, tựa hồ cảm thấy tánh mạng mình cũng muốn mất đi màu sắc. Người không có chuyện gì, thật là tốt ô thiến thiến vô lực nhìn sở dương, thanh âm yếu ớt nhưng lại cực kỳ vui mừng nói. Ta không sao, tỷ cũng không nên có chuyện gì, Sở dương trong, lòng đau như cắt ôm lấy ô thiến thiến, trong lúc nhất thời cảm thấy tâm mình bị xé rách, khép lại rồi lần nữa bị xé rách. Nàng đến giờ phút này lại vẫn vui mừng vì, ta không sao, không cần an ủi ta, ô thiến thiến thanh âm yếu ớt, nàng cúi đầu hữu khí vô lực nhưng lại mang theo vô hạn thâm tình nói ta không được rồi. Ta cảm giác được, mẹ ta đang đến đón ta đi, sở dương, ta muốn đi, thiến thiến yếu ớt nói, ánh mắt lấp lè ánh sáng sở dương nhớ tới giấc mộng kia của ô thiến thiến mà trong lúc bất chợt rơi lệ đầy mặt từ mấy ngày trước nàng đã mơ thấy mẫu thân của nàng nói là mẫu thân tới đón nàng lần này giấc mộng có điểm xấu sở dương sớm đã nhận thấy nhưng nhưng không nghĩ tới tới đón nàng bằng một loại phương thức như vậy hắn dùng hai tay đã gãy liều ôm thật chặt ô thiến thiến vào trong ngực trong lúc nhất thời nghẹn ngào không thể nói nên lời đối với nàng bản thân hắn đã phụ lòng nàng rất nhiều từ hạ tam thiên bản thân sau mỗi bước đi của hắn phía sau lưng đều có bóng dáng của ô thiến thiến. Nàng tận tâm tận lực trợ giúp hắn, dùng hết tài trí của mình, nàng bắt buộc chính mình đi học tập những thứ mà một vị nữ tử mềm yếu không nên thực hiện. Vừa tới thiết vơ, nàng nhìn thấy máu tươi thì sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy thi thể sẽ lạnh run nhưng vì trợ giúp mình mà nàng tự bắt buộc mình tiếp nhận sự tàn khốc đó. Từng mệnh lệnh của hắn cũng từ trong tay nàng đi ra ngoài, mỗi một lần giải quyết tốt hậu quả đều có nàng tận lực đi làm. Mỗi một lần, sau khi hắn rời khỏi hạ tam thiên, nàng đau lòng nhưng vẫn kiên cường như cũ, mặc lên hắc bào của mình, mang lên trên mặt nàng mặt nạ của mình, thay mình gánh vác chức trách. Hôm nay, nàng đi tới Thượng Tam Thiên vẫn muốn phụng bồi mình, vào sanh gia tử, chiến đấu hăng hái đẫm máu nhưng ta lại không có cái gì cho nàng. Thậm chí ngay cả một câu hứa hẹn cũng không có. Đến bây giờ nàng bằng vào thân thể mềm mại đỡ đòn chí mạng cho mình. Vì mình mà giao phó cả tánh mạng, hạ tam thiên, khi kim mã kỵ sĩ đường ám sát, nàng đã lấy thân ra làm mồi nhữ, sau này khi cùng kim mã kỵ sĩ đường quyết chiến, nàng vẫn muốn thay bản thân mình chịu chết. Đến hôm nay, nàng đúng là đã sử dụng phương thức hằng mong mỏi để kết thúc tánh mạng của mình, nàng yêu hắn, hắn biết nhưng nàng chưa bao giờ nói ra. Ta yêu ngươi nhưng cái này không quan hệ tới ngươi, thiến thiến có chút quyến luyến tựa vào trong ngực hắn, cảm thụ được sự ấm áp mà có chút thỏa mãn vỉnh khóe miệng lên cúi đầu nói ấm áp quá. Thật là ấm áp, ta không nỡ rời đi, đây là lần đầu trong kiếp này, lần đầu tiên ta ở trong lồng ngực của hắn. Nước mắt của sở dương từng giọt lớn rơi trên mặt nàng. Ta đi đây, mẹ ta đang đợi ta, ta, ta rất vui vẻ, người không cần, lo lắng cho ta, ô thiến thiến cúi thấp đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn hắc bào của sở dương, trên một góc nhỏ của hắc bào kia nàng đã đích thân dùng mái tóc của mình thêu lên đó mấy chữ sở dương, thiến thiến thích ngươi. Đột nhiên nàng cảm thấy chua xót thật ra ta thật không nỡ rời đi, hắn, sở dương, sau khi ta đi, ngươi cũng đừng có mặc, hắc bào nữa, ô, thiến thiên yếu ớt nói, mặc hắc bào ngươi lại nhớ tới ta, nhớ tới ta ngươi lại khó chịu. Sở dương không biết nói gì, ôm nàng thật chặt nước nở nói, ngươi không cần đi. Ngươi sẽ không đi đâu, nhưng thật ra ta chết như vậy, ta thật cao hứng, thật sự đó, đây là, hy vọng của bản thân ta. Bởi vì, ô thiến thiên khóe miệng lộ ra một tia cười khó khăn cố gắng dương mắt lên nhìn, có chút mong ngóng nói, sở dương. Lúc ấy ngươi đã từng nói đã từng thiếu người khác một cuộc đời cho nên ngươi muốn bồi thường cho người ta hôm nay nếu như ta chết đi ngươi 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 có thiếu ta không sẽ tới kiếp sau trả cho ta có sở dương kiên định nói mãnh liệt gật đầu theo sau nước mắt lã chã rơi xuống nói ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi kiếp này ta liền trả lại cho ngươi thiến sư tỷ không được chết tốt ta chờ đợi kiếp sau ta sẽ sẽ chờ ngươi đến trả lại nợ cho ta một cuộc đời ô thiến thiến xuất thần từng bông tuyết rơi trên mặt nàng trong mắt nàng lộ ra vẻ yêu đương say đắm thắm thiết cúi đầu lầm bầm nói sở dương thiến thiến thích ngươi sở dương thiến thiến thích ngươi cô gái này vốn nhu nhược trong tình yêu nhưng lúc này lại trở nên rất kiên cường dám nói thẳng ra những lời giấu đã lâu ở trong lòng dám nói ra những lời chưa từng dám nói ra miệng chưa từng nói một lần vào lúc tánh mạng sắp biến mất nàng đã dũng cảm nói ra những lời này vì nàng biết nếu không nói ra thì thật sự không còn cơ hội nữa. Bởi vì, sở dương đã đáp ứng kiếp sau, hứa hẹn kiếp sau cho nên nàng e sợ cho bản thân thất ước, cho nên trước khi chết nàng muốn, sống chết cũng phải tự nhắc nhở bản thân. Sở dương nhất định sẽ không thất ước nhưng nàng sợ hãi, sợ hãi bản thân ngược lại sẽ thất ước, sẽ bỏ lỡ. Sở dương, thiến thiến thích ngươi, ta cũng thích ngươi, thật vậy, sở dương há miệng thở dốc hít sâu từng ngụm từng ngụm mà vẫn cảm thấy lồng ngực bế tắc, đầu óc mơ hồ bế tắc mảnh liệt bi thống khiến hắn cơ hồ hít thở không thông vào lúc nàng sắp rời đi này sở dương đột nhiên nhớ tới kiếp trước mạc khinh vũ lúc đó ở tử trúc lâm cũng ở trong ngực mình mà hương vẫn ngọc tiêu cảm giác khi đó và cảm giác bây giờ tại sao lại giống nhau đến thế tại sao bản thân chỉ đành nhìn nàng ra đi mà vô năng ra sức cửu trọng đan có thể chữa được trọng thương còn loại tánh mạng linh hồn tan biến này thì cửu trọng đan cũng vô năng ngay cả chân chính trở thành cửu kiếp kiếm chủ thì như thế nào ngay cả ta đứng ở đỉnh phong thì như thế nào ngay cả tương lai của ta chính là cửu trọng thiên khuyết thì như thế nào còn hôm nay nàng vẫn chết sở dương trong lòng đang nộ hống rít gào gào khóc thiến thiến lẳng lặng nhìn vạt hác bào của sở dương nàng đã không ngóc đầu lên được nữa cả người vô lực đã cảm giác được hồn phách mình tựa hồ đang muốn ly thể bay đi nhưng nàng không muốn rời đi nàng cố hết sức muốn ở lại thêm một chút nữa nàng không nỡ bởi vì đang cảm thấy rất ấm áp đời này kiếp này đây là lần đầu tiên thực sự tựa vào trong ngực của hắn, ấm áp như thế, thư thái như thế, an. Toàn như thế, nhưng lần đầu tiên này cũng là một lần cuối cùng. Nàng, sao có, thể bỏ đi được chứ? Sao bỏ đi được chứ? Có thể nán lại lâu một khắc cũng là tốt, cũng là hạnh phúc. Nhưng nàng biết mình cuối cùng sẽ phải rời đi, lồng ngực này, kiếp này không thuộc về mình. Thiến Thiến thê lương cười, ánh mắt của nàng tựa hồ đã thấy được mẹ ruột của mình đang nắm tay mình chậm rãi kéo đi mà Sở Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn mình rời đi, bản thân mình một lần một lần quay đầu lại nhưng cuối cùng vẫn bị mẫu thân kéo đi. Nàng dùng hết khí lực, bằng một loại khẩu khí gần như cầu nguyện nói: "Sở Dương, kiếp này nhất định phải hạnh phúc." Sau đó, nàng cảm nhận được mình rất mệt mỏi, linh hồn mệt mỏi muốn rời đi, thật sự muốn rời đi. Nhưng không nỡ, vào lúc này nàng đột nhiên lại nhớ tới một chuyện quan trọng. Nàng đột nhiên dồn dập thở dốc cố gắng mở mắt thậm chí kỳ thích giống như sắp mở ra nhưng ánh mắt của nàng đã vô thần. Sở dương gần trong gang tất nhưng ngay cả hắc bào của sở dương cũng nhìn không thấy. Nàng chẳng qua là tận lực, phải đem đại sự trong lòng nói ra có một việc. Trọng yếu, sở dương, sở dương, người đi, người đi Hà tam thiên, tìm thiết bổ thiên, nàng, nàng là nữ tử, người người, người môi ô thiến thiến khẽ mấp máy, yếu ớt nói. Nhưng mỗi một câu nói từng cái chữ của nàng bây giờ ở trong lòng sở dương như biến thành cửu thiên cuồng lôi hung hăng dã xuống. Giờ khắc này, sở dương chỉ thấy đầu óc mờ mịt. Thiết bổ thiên, nàng là nữ tử, thiến thiến lẩm bẩm thanh âm yếu ớt liều mạng dãy ruộng nói. Ngươi, ngươi lần đó ở trong lâu, là nàng cứu ngươi, sở dương, nàng, nhũ danh của nàng là, là tiểu điềm điềm, sờ. Dương, nàng, có hai tử của ngươi, Thiến thiến giấy dụa rốt cục nói ra câu nói sau cùng, chứa phụ nàng. Nàng ta tốt, ao ước, ta ta đối với ngươi. Không có thay đổi, thân thể của nàng chấn động rồi đột nhiên không có động tĩnh gì nữa. Nàng trước khi chết còn nói câu sau cùng và nói ra chấp niệm cùng oán niệm trong nội tâm nàng. Chớ có phụ bạc nàng, ta thật là hâm mô nàng, ta đối với ngươi không thay đổi. Ngươi, không phải cho là ta đã từng làm qua hoàng hậu sao có thể, hoàng đế là nữ. Cũng là nữ nhân của ngươi, ta, không có thay đổi thật sự sở dương trong lòng giống như bị đại truy đánh mạnh một kích trong lúc nhất thời cảm giác mờ mịt như trong mộng hết thảy đều là như mộng như ảo tựa hồ như trong thiên địa minh mông cũng chỉ còn lại có bản thân một mình hắn không nghĩ tới lần đó ngươi trúng độc là do nàng cứu ngươi nàng chính là tiểu điềm điềm nàng có hài tử của ngươi thân thể mềm mại trong ngực hắn chấn động ô thiến thiến đã không còn thanh âm nữa nhưng ánh mắt của nàng vẫn đang nhìn mình nàng vốn nhu nhược sau lại bởi vì chính mình mà trở nên kiên cường giờ phút này ánh mắt đã khôi phục lại vẻ nhu nhược như cũ. Nhưng ánh mắt này giờ lại trống rỗng và đờ đẫn, sở dương chỉ cảm thấy tâm thần mơ hồ một trận, trước mắt nhìn ra đều là một mảnh trắng xóa. Giờ khắc này, cảm giác ồn ào, đau lòng, hoảng sợ, hối hận, bi thống, đan vào một chỗ, trong lúc nhất thời, thân thể hắn lay động, hai chân chống đỡ không nổi mà phát một tiếng quỳ trên mặt đất, trong ngực ôm lấy ô thiến thiến mà ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt cuồn cuộn ào xuống chương 1165, Phong Nguyệt trở về. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com Sở dương hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi nhưng ngay sau đó lại liên tục oa oa ba tiếng, ba ngụm máu tươi lại phun ra, đầu óc thiên toàn địa chuyển, hắn chỉ nhìn thấy trước mặt một cái thân ảnh áo đen như mực, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, mi mục như vẽ, phong hoa tuyệt đại. Đó chính là ô thiến thiến, thiến thiến cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, Ánh mắt u oán không thôi nhìn mình tựa hồ như muốn vươn tay chạm vào mặt mình nhưng lại sờ không tới, tựa hồ muốn dựa vào ngực mình nhưng rồi lại càng ngày càng xa. Sở Dương, ta đi đây. Huynh hạnh phúc nha. Bên trong đầu hắn tựa hồ truyền đến tiếng kêu gọi mơ hồ của Ô Thiên Thiến, trong tiếng kêu đầy linh hồn lực toàn tâm toàn ý chúc phúc. Sở Dương vừa phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc nhất thời đau lòng đến chết, một lòng mịt mờ. Bên trong cửu kiếp không gian kiếm linh gầm lên, Bổ Thiên Ngọc Bổ thiên ngọc sở dương ngơ ngẩn nói cái gì sao kiếm linh giống giận nhanh dùng bổ thiên ngọc đi nếu không dùng nhanh để thân thể nàng cứng lại thì nàng thật sự sẽ chết đó bổ thiên ngọc sở dương chờ tỉnh ngộ lại thần chí mình bị đả kích quá mạnh nên quên mất bổ thiên ngọc một đạo đại sát khí này hắn cố gắng làm cho thần chí thanh tỉnh lại tuy vẫn còn có chút mờ mịt nhưng dưới tình thế cấp bách vẫn tiện tay nắm một thanh đoạn kiếm hung hăng đâm vào đùi mình nỗi đau đớn thấu xương làm cho tâm thần hắn mạnh mẽ thanh tỉnh lại. Bổ thiên ngọc, dùng như thế nào? Trước tiên bỏ vào trong miệng nàng để giữ lấy tánh mạng nguyên hồn đã. Kiếm linh gấp giọng nói, sở dương vội vàng đưa tay vào trong cửu kiếp không gian, tuy nhiên lúc này mới phát hiện ra tay mình đã gãy nhưng cũng không kịp kêu đau. Ba một tiếng hắn nắn xương cốt thẳng lại một chút rồi lấy ra bổ thiên ngọc, lấy một khối lớn nhất bỏ vào miệng ô thiên thiến. Nhưng môi ô thiên thiến mím chặt nên nuốt không vào, mắt thấy bổ thiên ngọc lấp lóe quang hoa ở bên môi ô thiến thiến mà từ từ bị hòa tan sở dương lòng như lửa đốt đột nhiên cúi đầu dùng miệng mình ngậm bổ thiên ngọc rồi kề vào môi ô thiến thiến mà mớm lúc này bổ thiên ngọc đã phát huy ra một loại sinh mệnh lực lượng tinh thuần hắn bèn thổi một hơi thông qua kẽ môi ô thiến thiến mà thổi đi vào nhưng ngay sau đó hắn sợ trải qua quá trình như thế linh khí của bổ thiên ngọc có thể bị mình chia sẻ mất ô thiến thiến không thể khôi phục lại nên lại lấy ra một khối khác cho ô thiến thiến phục dùng khi lấy ra miếng thứ ba kiếm linh liên tục không ngừng đau lòng nói, "Đủ rồi, đủ rồi. Không cần phải nhiều như vậy đâu, cẩn thận nàng phát nổ đó." Lúc này Sở Dương mới dừng tay lại, theo sau hắn nhanh chóng đem tay mình khôi phục lại, vận khởi Cửu Trọng Thiên Thần Công đả thông kinh mạch, đồng thời lấy ra mấy khỏa Cửu Trọng đan giao cho Mạnh Siêu Nhiên để hắn đi trị thương cho người khác. Ngay sau đó Sở Dương lại bắt đầu đợi chờ, đợi chờ Ô Thiến thiến tỉnh lại. Cuộc chiến mới vừa rồi miêu tả tựa hồ rất dài nhưng thật ra mọi chuyện cũng chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn, vừa mới bắt đầu cũng đã kết thúc. Địch nhân chỉ có một nhưng phía mình, trừ mạnh siêu nhiên ra ai nấy đều bị trọng thương. Chiến cuộc này quá hung hiểm, vượt xa bất kỳ một lần đại chiến nào của Sở Dương kể từ khi xuất đạo tới nay. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Dương đối trận với một vị trí tôn, hơn nữa còn là lần đầu tiên chống lại cửu phẩm trí tôn. Thực lực chênh lệch khác gì giữa đất bằng và bầu trời nói chung là không thể so sánh nổi. Mặc lệ nhi bị thương khá nhẹ còn đồng vô thương bị thương lại vô cùng nghiêm trọng, mặc dù không đến nỗi chết nhưng nếu không có cửu trọng đan thì sợ rằng đồng vô thương cùng không cách nào khôi phục được. Mắc khinh vũ liên tục liều mang hai lần, đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Sở nhạc nhi bị hắc y nhân hất bắn ra xa giờ phút này cũng căn bản không đúng lên được. Phong hồ khập khiến leo lên trên người mạc khinh vũ không ngừng thở dài, trong đôi mắt to thần sắc rất thống khổ, Nhuế bất thông bị đá lên giữa không trung lúc này mới rơi xuống, như một đống bùn rơi lên trên mặt đất. Tuy nhiên sở dương và đồng vô thương đối với người này lại không lo lắng vì nhuế bất thông chính là người không cần lo lắng nhất. Bất tử chi thân, mỗi một lần chết thực lực lại có gia tăng, chỉ có những người bị thương thì tương đối phiền toái. Đợi một hồi ô thiến thiến vẫn chưa tỉnh lại, thân thể mặc dù vẫn mềm mại nhưng không có nửa điểm dấu hiệu tánh mạng. Sở dương lo lắng hỏi kiếm linh nói, đến lúc nào nàng mới có thể tỉnh lại bổ thiên ngọc này mất bao lâu mới thấy được hiệu quả. Con mẹ nó, đúng là bốc phét mà, ta còn tưởng rằng so sánh với cửu trọng đan nó thần hiệu hơn, kết quả còn không bằng cửu trọng đan. Kiếm linh hấp hái mí mắt nói, các người có quá lo lắng cho ô thiến thiến cũng không cần phải chê bai bổ thiên ngọc như vậy. Bổ thiên ngọc đã sớm có hiệu quả rồi, nguyên hồn của ô thiến thiến đã được bảo vệ, tạm thời không chết được nhưng nếu muốn khôi phục lại như lúc ban đầu thì dễ vậy sao? Chỉ bằng bổ thiên ngọc này làm sao có thể làm được? chẳng lẽ còn cần thứ khác nữa sở dương hỏi cần gì nữa bổ thiên ngọc đã là thứ nghịch thiên rồi chỉ cần là người đã chết thân thể còn chưa cứng ngắc bổ thiên ngọc có thể giữ cho thần hồn không tiêu tan cho dù đã chết một canh giờ bổ thiên ngọc cũng có thể đem hồn phách câu trở về nói một cách khác ô thiến thiến mặc dù hiện tại không có hô hấp tim không đập nhưng hồn phách của nàng vẫn ở trong thân thể nếu ngươi chưa tìm ra phương pháp cứu sống nàng thì ngàn năm vạn năm sau thân thể cũng sẽ không nát đi chỉ cần có cơ duyên xảo hợp thỏa mãn điều kiện thì nàng vẫn có thể tỉnh lại. Kiếm Linh nói, ngươi chỉ cần nói cái gì có thể làm cho nàng tỉnh lại thôi, là cái gì vậy? Sở Dương đau lòng nhìn ô thiến thiến không nhịn được nói, nói những thứ khác dài dòng như vậy làm cái gì? Phải có cửu tử hoàn hồn thảo, kiếm linh vội vàng nói ra một cái tên, cửu tử hoàn hồn thảo. Sở Dương ánh mắt sáng người nói, nói xem ở đâu có vật này. Kiếm linh thở dài một hơi thật dài nói, cửu trọng thiên khuyết sở dương một thoáng ngơ ngẩn một hồi lâu sau mới như núi lửa bộc phát mắng to mẹ kiếp con mẹ nó đây không phải là làm khó người ta sao cửu trọng thiên khuyết bằng vào tu vi của ta hiện nay biết năm nào tháng nào mới có thể tới đó chứ năm nào tháng nào đó là chuyện của ngươi nhưng cần phải đi kiếm linh thản nhiên nói ta cần phải nhắc nhở ngươi nếu ngươi có thể tìm được cửu tử hoàn hồn thảo phối hợp với bổ thiên ngọc thì ô thiến thiến một khi sống trở lại sẽ có được khả năng cửu tử bất diệt Kiếm Linh nháy mắt mấy cái nhìn sở dương nói, có thấy nhuế bất thông có thân thể phượng hoàng không? Xanh lão bệnh tử chính là thiên đạo tuần hoàn, còn bổ thiên ngọc lại có thể nghịch chuyển sinh tử, cho nên điển phong lực lượng của bổ thiên ngọc vốn là nghịch thiên lực, nghịch thiên lực là cái gì? Chỉ có đại đạo lực mới có thể nghịch thiên được mà cửu tử hoàn hồn thảo, danh như ý nghĩa, cửu tử thượng còn hồn lại thêm nghịch thiên lực, đó chính là luân hồi cửu chuyển, thân thể bất tử. Sở dương yên tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi cười lạnh nói, người nói như vậy, thiến thiến hiện bị bước đến bộ dáng này, đó ngược lại là vận mệnh của nàng. Kiếm linh không chút phủ nhận nói, cũng không phải là ai cũng có thể nhận được nghịch thiên lực của bổ thiên ngọc. Nghịch thiên lực của bổ thiên ngọc được cửu kiếp kiếm chủ chủ chỉ luyện chế truyền cho người khác, từ tuyên cổ tới nay chỉ có một mình ngươi làm được và cũng chỉ có lần này. Kiếm linh nói, chuyện cho tới bây giờ ta cũng vô phương nói rõ. Ngươi trải qua sinh tử chi kiếp mà chưa chết, thuận lòng trời mà diệt, nghịch thiên mà sinh, sau ngươi, trên cõi đời này sẽ không còn có cửu kiếp kiếm nữa, cũng sẽ không có cửu kiếp kiếm chủ nữa. Cho nên bổ thiên ngọc chính là trên trời dưới đất hiếm có. Ô thiến thiên đáng chết nhưng lại được bổ thiên ngọc nghịch thiên lưu lại, chỉ cần có cửu tử hoàn hồn thảo là có thể sống lại. Sau khi sống lại sẽ có được 9 lần vượt qua tử kiếp mà không bỏ mạng. Kiếm linh thản nhiên nói còn nữa chính là, bắt đầu từ đó, ngươi cũng đã chân chính đi vào vận mệnh của chính mình. Chân chính đi vào vận mệnh của chính mình. Sở Dương ngơ ngẩn nói, không sai, vận mệnh của chính mình, kiếm linh nghiêm nghị nói, trước đó, ngươi không biết đến thiên ngoại hữu thiên nhưng sau khi tử. Tà tình xuất hiện ngươi đã biết, ngươi và tử tà tình hữu tình, có ước hẹn ở cửu trọng thiên khuyết, tuy nhiên có thể do quyết tâm của ngươi không kiên định, ngươi chỉ muốn cùng các huynh đệ của mình tiếu ngạo cửu trọng thiên, thỏa mãn mơ ước trước kia. Cho nên có thể vứt bỏ việc đi ra khỏi cửu trùng thiên, việc đó cũng không phải là không được thậm chí ngươi không đạt được ước định cùng tử tà tình cũng không sao. Nhưng vào lúc này, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi từ bỏ thì chẳng khác nào từ bỏ huynh đệ của ngươi. Cho nên ngươi chỉ có thể đi về phía trước, nhưng vào lúc này ngươi chỉ biết bảo vệ huynh đệ mà vẫn như cũ, không biết phương hướng phấn đấu của bản thân ngươi. Đúng vào lúc này ô thiến thiến lại chết đi, ta nói cho ngươi biết, phương hướng chính xác đó chính là cửu trọng thiền khuyết. Chỉ có đến cửu trọng thiên khuyết mới lấy được cửu tử hoàn hồn thảo. Kiếm Linh nói, những đáp án này chờ ngươi đến cửu trọng thiên khuyết rồi, một cách tự nhiên sẽ biết rõ. Đó mới là sứ mạng chân chính của cửu kiếp kiếm chủ. Kiếm Linh từng chữ nói, âm dương tu tích kiểu dung thiến cũng không chỉ là một câu thơ mà thôi. Cửu tử hoàn hồn, nghịch thiên mà đi, thiên vi chi u, địa vi chi minh chính là âm dương. Sinh tử tương tích chính là âm dương tu tích kiểu dung thiến. Không trải qua sinh tử, người có thể hiểu được và quý trọng nàng hay không? sở dương trầm mặc kiếp trước lúc ngươi mất đi mới hiểu được và quý trọng mạc khinh vũ người kiếp này sau khi mất đi mới biết được và quý trọng ô thiến thiến nhưng ngươi vì sao cứ sau khi mất đi mới hiểu được và quý trọng ngươi hiện tại cũng rất quý trọng huynh đệ của ngươi nhưng ta dám đánh cuộc nếu trong số bọn hắn có một người hiện tại chết đi thì sau này ngươi đối với những người khác càng thêm quý trọng như vậy thật ra lại không tốt lúc mất đi mới hối hận chứng minh ngươi làm không đủ kiếm linh nói một hơi Ánh mắt hắn nhìn Sở Dương nói, quý trọng ngay hiện tại không phải là tốt hơn sao? Sở Dương sợ hãi động dung rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lúc mất đi cái gì người mới thấy quý trọng cái đó, đó là tục nhân mà. Quý trọng ngay lúc hiện tại mới là trí giả và cường giả. Kiếm Linh khẽ mỉm cười nói, nơi này không chỉ có nữ nhân của người mà còn có huynh đệ, tỉ muội, cha mẹ, thân nhân, tu vi hoặc là sứ mạng. Hay nữa là địch nhân, còn nữa, hành vi thường ngày của bản thân, kiên trì quý trọng hết thảy những gì có thể quý trọng thì ngươi có thể nhận được hết thảy có thể lấy được hết thảy sở dương có chút hiểu được mà trầm ngâm kiếm linh có phải ý ngươi nói là hai chữ quý trọng này mới chính là đạo lý hiện lạc nhân sinh hả sở dương nói ta cũng không nói gì là tự ngươi nói thôi kiếm linh rảo hoạt cười cười sở dương cũng có chút hiểu được nở nụ cười trong miệng nhắc tới hai chữ quý trọng mà cảm thấy áp lực trong lòng thoáng cái đã giảm bớt rất nhiều tâm linh tựa hồ có thêm một tầng cảm mộ thì thào nói đa tạ ngươi kiếm linh, ta nghĩ rằng ta hiểu được, sau này ta sẽ càng thêm quý trọng những thứ ta đang có trong tay. Kiếm linh nhàn nhạt cười cười rồi trầm giọng nói, đúng vậy, trong đời có thể có được thứ đáng cho mình quý trọng đã là một chuyện hạnh phúc lớn lao rồi. Người đã rất hạnh phúc bởi vì có nhiều thứ đáng để quý trọng, rất nhiều rất nhiều thứ đáng quý trọng. Thanh âm kiếm linh có chút mất mát nói, sở dương lẳng lặng nói, kiếm linh, người cũng đáng được ta quý trọng. Hắn dừng lại một chút rồi nói, ta phi thường quý trọng ngươi thân thể kiếm linh run lên một cái rồi ha hả cười nói, đa tạ. Trong thanh âm có chút mất tự nhiên, sở dương trấn an cười cười rồi đau lòng nhìn ô thiến thiến trong ngực hỏi, đã như vậy, như vậy làm thế nào để bảo quản thân thể thiến thiến đây? Kiếm linh nhắc nhở, người có thể đưa nàng vào cửu kiếp không ra, cửu kiếp không gian mặc dù bằng vào cấp bậc của ngươi vẫn chưa thể dung nạp được vật còn sống nhưng nàng hiện tại đã là người chết, đối với tử thi mà nói. Cửu kiếp không gian không quan trọng, Sở Dương nghe vậy thì nhất thời giận tím mặt nói, "Người chết. Tử thi, ngươi, con mẹ nó mới là tử thi, cả nhà ngươi đều là tử thi. Gia hỏa này, mới vừa còn nói cảm ơn người ta, mới vừa mới nói quý trọng người ta, hiện tại một lời không hợp lại lập tức chửi ầm lên." Kiếm Linh Thức thời rụt cổ lại không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng thầm nghĩ, con mẹ nó. Lão Tử cảm thấy hoài nghi đối với lời nói của ngươi mới vừa rồi. "Mẹ kiếp, ngoi vừa mới nói quý trọng ta." tiếp theo liền mắng ta đây cả nhà đều là tử thi khiến lão tử giật cả mình. Gia hỏa này rõ ràng là đang bị stress nặng rồi, đã biết hắn nói gì cũng đều là do không vui. Không nói nữa, sở dương nhìn lại những người khác thì hơi yên tâm, ngoại trừ nhuế bất thông vẫn giống như một đống thịt vụn nằm một góc trông thê thảm không nỡ nhìn ra, những người khác cũng không có gì đáng lo lắng. Đồng vô thương đang giấy ruộ đứng lên, trên mặt đầy mồ hôi, hắn tự lấy tay chỉnh sửa lại mấy cái xương sườn gãy rồi lại đem tay phải chỉnh lại vừa làm vừa đau đớn đến mức khuôn mặt đen trở nên trắng bệch, mồ hôi hột cuồn cuộn rơi xuống, hít sâu một hơi lãnh khí nói, con mẹ nó đau quá nhưng hành động trên tay vẫn tiếp tục. Mạc Lệ Nhi nhìn thấy vừa tức giận vừa đau lòng mắng, thật chưa từng thấy loại ngu mốc này. Nơi này có thần y, người chờ một lát sẽ chết à. Không nên tự làm như vậy, đồng vô thương nhếch miệng, trợn mắt trắng dã nói, ngươi thì biết cái gì, lão đại đã nói, cần phải biết vượt qua chính mình. Rồi vừa đứng lên, đi tới đống thịt nhuế bất thông mắng, thằng nhãi này lần này chết thực khó coi quá rồi phanh một cước, đem nhuế bất thông đá bay đi ra ngoài. Sở dương nhìn thấy những người khác không có lo lắng đến tính mạng thì có chút yên lòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ôm lấy mạc khinh vũ đang hôn mê đưa vào trong phòng đặt xuống, sau đó lại đi ra ôm những người khác vào. Cho tới giờ khắc này, trong tim hắn vẫn không quên được thanh âm kia, câu nói kia. Nàng là tiểu điềm điềm, nàng là nữ tử, nàng đã cửu ngươi, nàng có hài tử của ngươi. Hai tử, Sở Dương trong lòng run lên, trong lòng nổi lên một ít tư vị khác thường, quả thực không biết nên hình dung như thế nào cho đúng. Nhớ tới năm đó, khi mình ở trong núi rừng Thiên Ngoại lâu chém giết với Kim Mã kỵ sĩ đường, sau đó chúng cấu giao chi độc lâm nguy trong sớm tối. Lúc ấy chỉ có Thiết Bổ Thiên ở bên cạnh, về sau mình tỉnh lại nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì mà Kiếm Linh cũng trùng hợp vào đoạn thời gian đó lại ngủ say mãi cho đến lúc sắp rời đi mới biết được mình từng được cứu nhưng muốn hỏi thì lại bị thiết bổ thiên hời hợt đánh chống làng hắn vẫn nhớ lúc ấy mình tức giận sách cổ thiết bổ thiên lên tức giận mắng nàng tức giận thiếu chút nữa là bóp chết nàng hôm nay mới biết được lúc ấy vì cứu mình vì mình mà phó xuất hết thảy dĩ nhiên lại là nàng dĩ nhiên là nàng sở dương trong lòng đau đớn một trận thiến thiến phó xuất đã đủ mệt như vậy thiết bổ thiên vì mình mà phó xuất làm sao đây hy sinh sự trong sạch của bản thân để cứu mình biết rõ trong lòng yêu mình nhưng giấu mà không nói yên lặng thừa nhận lúc đối mặt với mình còn cố gắng khắc chế tâm tình mạnh mẽ giả bộ bằng hữu trong lòng nàng lúc đó có tư vị gì có hai từ tự mình yên lặng sinh hạ nếu không phải ô thiến thiến hôm nay nói ra mình có lẽ cả đời chẳng hay biết gì nghĩ tới đây sở dương lại đau lòng lại áy náy lại là tức giận nhà đầu kia cũng quá quật cường rồi trong lòng nhớ tới khi mình rời khỏi hạ tam thiên Thiết bổ thiên đã xúc cảm làm ra bài thơ kia mà sở dương trong lòng lại run lên, tựa hồ như chỗ nhạy cảm nhất trong tâm trí trong phút chốc đã bị thiết bổ thiên động vào. Thu phong tà dương thiên bất tỉnh, tang thương thì hậu tự trầm ngâm, than nhẹ anh hùng đa cô phụ, bách truyền thiên hồi nữ nhi tâm, nhớ tới bài thơ này, trước mắt sở dương tựa hồ vừa xuất hiện một vị thiếu niên vương giả vàng bào vương nguyệt, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bế nghễ nhìn thiên hạ này, quân uy tứ hải. Nhưng, thời điểm thiếu niên đế vương này xoay người lại thoáng nhìn, trong mắt ẩn chứa đầy nỗi cô đơn cùng cô độc, thương tâm. Ai, sở dương thở dài nghĩ, ta vốn tưởng rằng, ta tiêu sái mà đi, không có chút nào nhớ mong, không nghĩ tới lại không tự chủ được. Ta vốn tưởng rằng ta không thẹn với lương tâm chính là thi ân tại người, lại không nghĩ rằng cũng anh hùng đa đoan, anh hùng nhiều cô phụ, bách chuyển thiên hồi nữ nhi tâm. Ta không phải là anh hùng mà đã có bao nhiêu cô phụ rồi. Thiết bổ thiên, lúc ấy ta vẫn nghĩ người ám chỉ ta với thiên thiến, thiến nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới ngươi lại nói về bản thân mình hắn cắn nhẹ răng thầm nghĩ nếu gặp lại tên khốn kia nhất định phải đét vào mông một trận chuyện lớn như thế lại gạt lão tử nghĩ tới đây sở dương lại tức giận lẩm bẩm nói không có ta một mình ngươi sinh được cái rắm lại còn không nói quả thực là có thể nhẫn cái không thể nhẫn nghĩ tới đây hắn lại có chút buồn bực nghĩ thiết bổ thiên mình đã từng hoài nghi nàng là nữ nhi vẫn từng âm thầm dò xét vài lần nhưng mỗi một lần đều thấy rõ ràng là nam nhân mà. Có hầu kết, không có ngực, không có mông, sao đột nhiên lại biến thành nữ nhân chứ? Sở dương trong lòng có chút ưu tư đột nhiên nghĩ, mẹ kiếp, gia hỏa kia là nam nhân cũng rất vấn tú, nếu là nữ nhân. Sợ rằng tuyệt đối là cứng nhắc, lần này, khụ khụ, có chút lỗ lã rồi, còn nữa, hai tử của ta, hai tử, không biết đã lớn đến mức nào rồi, hình dáng ra sao, đang suy nghĩ nguyên man thì phía cửa lớn có thanh âm truyền đến rồi một chiếc xe trượt tuyết dừng ở trước cửa hai người phong vũ nhu và nguyệt linh tuyết từ trên xe trượt tuyết chậm rãi đi xuống hai người phong nguyệt mất khá nhiều thời gian mới đưa được vũ tuyệt thành từ trên tinh vân sơn xuống lên núi thì dễ dàng xuống núi thật khó khăn nhất là sau khi tuyết rơi dày đi đứng càng khó khăn phong nguyệt chẳng qua là tạm thời có thể hành động còn lâu mới có thể tới mức khôi phục tu vi và vận dụng được nguyên khí thật là so với người bình thường còn không bằng trên đường xuống núi, hai người và Vũ Tuyệt Thành cùng nhau ngã vào vách đá nhiều lần. Thật vất vả mới xuống đến chân núi, đợi lâu mới có một đoàn xe trượt tuyết đi qua, Nguyệt Linh Tuyết đưa ra giá gấp 10 lần, cơ hồ là phải cầu khẩn vị thương nhân kia thì mới mua được cái xe trượt tuyết, đem Vũ Tuyệt Thành hầu hạ như tổ tông đem lên xe trượt tuyết, phía dưới lắc thêm. Cái đệm dày, lúc này mới một đường vội vàng đánh xe trượt tuyết trở lại Thiên Cơ Thành. Nguyệt Linh Tuyết bình sinh chưa từng cầu người, hôm nay coi như là khai sáng, cửu phẩm trí tôn tôn sư cầu khẩn một vị thương nhân. Thật là lần đầu tiên mà, điều này làm cho Nguyệt Linh Tuyết trong lòng thật sự có chút than thở và cảm ngộ. Tựa hồ đối với nhân sinh có thêm cái nhìn thâm sâu thêm một tầng. Xe trượt tuyết đã có nhưng cứ như vậy trở lại cũng không dễ bởi vì bên trong thiên cơ thành đang triển khai chiến đấu. Bằng hiện trạng hai người trở về tham gia chiến đấu thì không thể nghi ngờ là trở về tìm chết. Cho dù gặp phải một tên võ tôn cũng có thể dễ dàng chém giết hai vị cửu phẩm điên phong trí tôn này. Hơn nữa, hai người lần này trở lại còn có mục đích tối trọng yếu là cứu mấy tiểu tử kia thoát hiểm. Hiện tại lại không có điểm khí lực nào nên đành phải dùng kế. Cho nên, Nguyệt Linh Tuyết lại có một lần đầu tiên trong đời chát phấn. Phấn chuyên dùng cho nữ nhân, hai người thay đổi trang phục một chút, đổi một bộ quần áo khác, khôi phục lại vẻ bình thường giống như không nhiễm một hạt bụi, lại dùng phấn của phong vũ nhu chát lên mặt. Nhất thời mặt mày trở nên hồng hào, sau đó mới giả bộ làm ra vẻ vân đạm phong khinh ngồi trên xe trượt tuyết quay trở lại. Dọc theo đường đi, hai người không còn tu vi hộ thể nên rất lạnh, không khác gì gà bị vặt lông giữa đông hàn vậy, tuy nhiên vẫn phải ngồi trên xe trượt tuyết làm bộ mặt đầy hồng quang, phong thần tuấn nhã, tiêu sái tự nhiên, bộ dạng chi điểm giang sơn. Thật là cực kỳ phong nhã, theo phong vũ nhu thì lần này chính là lần phong nhã nhất trên đời. Còn chưa tới lan hương viên, trên không trung đã đầy mùi máu tươi đậm đặc, ngay cả tuyết rơi thật nhiều nhưng cũng không che hết được loại sát khí nồng đậm này. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cười khổ nhưng ngay sau đó lại càng thêm ra vẻ nhàn nhã đi chơi, ngồi trên xe trượt tuyết chuyện trò vui vẻ đi vào. Vị hắc y nhân kia từ xa nhìn thấy hai người nhưng không quan sát kỹ, nếu không, bằng vào tu vi của hắn nhất định sẽ có thể phát hiện ra, hai vị tuyệt đỉnh cao thủ uy chấn thủ trọng thiên này hiện tại chẳng qua chỉ là hai con cọp giấy, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể trừ đi hai người này chương 1166, không thành kế. Chuyện được thực hiện bởi ALLBOOKAUDIO.com Tuy nhiên Phong Nguyệt đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, hoành hành nhân gian, uy chấn thiên hạ. Vạn năm xây dựng ảnh hưởng, hình tượng vô địch đã sớm xâm nhập vào lòng người. Hắc y nhân kia vừa mới phát hiện ra bọn họ đã liền lập tức đào tẩu, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, e sợ bị thần thức của Phong Nguyệt phát hiện ra. Dù sao, mình vừa mới đánh chết đồ đệ Phong Nguyệt, dư ơi tình huống như thế hắn sao còn dám lưu lại nếu phong nguyệt không việc gì thấy đồ đệ đã chết tuyệt đối sẽ nổi điên một người mình cũng đánh không lại huống chi lại hai người hai người phong nguyệt cuối cùng đã tới cửa muốn đi xuống xe nhưng lại phát hiện ra rất khó khăn thân thể cơ hồ cứng ngắc lại hai vợ chồng cười khổ đành phải làm ra bộ dạng vô hạn ân ái buồn nôn nguyệt linh tuyết đi xuống trước sau đó làm ra bộ phong độ mỉm cười đưa tay đỡ phong vũ nhu xuống xe phong vũ nhu liếc hắn một cái rồi vịn tay hắn đi xuống hai người biểu hiện ra vẻ là một đôi tiểu vợ chồng ngọt ngào thân mật nhưng hai người cũng biết ngay cả việc đi xuống xe cũng đã làm hai người hao phí hết sức lực tích góp bao lâu rồi cả người thật sự là bị đông cứng lại thiếu chút nữa là trực tiếp té xuống ngã cắm đầu xuống đất hai người đang thong dong xuống xe thì thấy mạnh siêu nhiên đang bận rộn đưa người vào trong viện còn sở dương thì ôm ô thiến thiến đi vào trong phòng xảy ra chuyện gì vậy Phong Vũ Nhu thất kinh kêu lên, thiến thiến làm sao vậy? Đồng vô thương vừa mới tinh lại cố gắng đứng vững, thấy phu phụ Phong Nguyệt thản nhiên mà đến thì nhất thời tức giận không khỏi cười lạnh nói, hai vị tiền bối thật là có định lực, hàm dưỡng tốt, phong độ tốt, vào lúc này mà còn có thể chấn định như thế, phong độ như thế, thật là làm cho vãn bối khâm phục không thôi. Đồng vô thương từ trước đến giờ không cố kỵ cái gì, giờ phút này gặp đại biến lại càng thêm không cố kỵ. Nhìn thấy bộ dạng của phu phụ Phong Nguyệt thì lửa giận sông lên mà liền trào phúng nói. Phong Vũ Nhu đỏ mặt lên, Nguyệt Linh Tuyết thì ha hả cười nói, vô thương sao nói vậy, phải biết trượng phu lập thế cần phải bằng phẳng, đối mặt với Phong Vũ trên thế gian phải coi thường hết thảy, lòng dạ vừng vàng mới có thể tới đỉnh Phong, nếu vội vàng sao động dễ dàng tức giật, tâm tính tu vi không mạnh, khó tránh khỏi sẽ bị tâm ma xâm nhập. Đồng vô thương cười lạnh nói, nếu phải như thế mới có thể thành trí tôn, như vậy trí tôn này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? nói xong hắn quay đầu đi chỗ khác, khập khiếng bước vào nhà. Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi đi vào, sau khi vào nhà mới vừa đi vừa nói, nhân thế hay thay đổi, tâm phải bình tĩnh, đó mới là điều trọng yếu nhất. Mọi người nghe được thì lông mày đều cau lại, hận không thể đấm vào mặt mỗi vị trí tôn này một cái. Vừa vào đến trong phòng, nhóm người sở dương đang liên tục không ngừng thu dọn giường chiếu để lấy chỗ cho những người thương thế nghiêm trọng nằm xuống thì lại nghe thấy sau lưng có tiếng ca 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 ca, Họ lấy làm kỳ quay đầu nhìn lại thì thấy vợ chồng Phong Nguyệt bị hệ thống sửa bên trong phòng tác động như phát sốt, trên mặt vẫn hồng hào nhưng trên đầu thì mồ hôi lạnh toát ra rồi ào ào chảy xuống khiến cho hồng quang trên mặt cũng bị tan đi. Sở Dương sợ hết hồn hỏi, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi đều là những đứa ngốc, Nguyệt Linh tuyết cắn răng run run rồi thấp giọng dồn dập nói, hỏi cái gì nữa? Mau đóng cửa lại, chớ có lên tiếng, mọi người lúc này mới biết có điều bất thường, vội vàng đóng cửa lại rồi đỡ Phong Nguyệt ngồi xuống cạnh hỏa lò, Phong Vũ Nhu cũng lảo đảo muốn ngã tuy nhiên vẫn kiên trì đi tới cạnh ô thiến thiến đưa tay nắm vào huyền mạch của nàng, nhất thời sắc mặt thảm biến thân thể lảo đảo muốn ngã nói thiên thiên nó. Không có chuyện gì, nàng sẽ không chết đâu. Sở dương mặc dù trong lòng đang khó chịu nhưng lại nhạy cảm phát hiện ra có cái gì không đúng, bằng vào tu vi của Phong Vũ Nhu, dù có bi thương thì sao có thể thất thố như thế. Hơn nữa, bây giờ lại suy yếu như vậy. Sở Dương nhất thời phát hiện ra điều dị thường vội vàng an ủi nói, ta đã cho nàng ăn bổ thiên ngọc, có thể bảo vệ nguyên hồn bất diệt, sau đó chúng ta tận dụng thời gian đi tìm kiếm dược vợ, cũng không sao. Phong vũ nhu thần sắc hơi nguôi giận nói, thì ra là như vậy nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng, sau khi kiểm tra thân thể đồ đệ một phen, thấy ô thiến thiến mặc dù không còn mạch đập, không có hô hấp cùng nhịp tim nhưng thân thể vẫn mềm mại, vẫn còn ấm. Hơn nữa, khuôn mặt giống như đang ngủ say thì lúc này mới hơi yên tâm. Sau khi yên lòng thì thậm chí thiếu chút nữa ngã nhào. Sở dương vội vàng đỡ lấy, đưa nàng đến trước lò lửa ngồi xuống. Mạnh siêu nhiên, Nguyệt Linh Tuyết khống chế thanh âm, vẫn duy trì ý vị thoải mái nói, ngoài cửa, trên xe tuyết có một người, đó chính là Vũ Tuyệt Thành. Người đem hắn vào đi, lưng Vũ Tuyệt Thành đã gãy, không hoạt động được nên người phải cẩn thận, đem vị thần phong hậu nhân này vào phải hữu lễ. Mạnh siêu nhiên đáp ứng một tiếng rồi vội vàng đi ra cửa. Đám đồng vô thương nhịn không được muốn cười, Nguyệt Linh Tuyết ngay vào lúc này lại vẫn có tâm tư nói giỡn. Nguyệt Linh Tuyết hít sâu một hơi, nhìn mọi người một cái mọi người nhất thời hiểu ra nguyệt linh tuyết không phải nói giỡn mà thái độ này là phòng bị có địch nhân âm thầm nghe lén giờ phút này thật sự không thể phát sinh bất cứ chuyện gì bất chắc nữa cả đám đều bị thương nặng như vậy thân vẫn ở trong đại bản doanh gia cát gia tộc vạn nhất đối phương chẳng qua tiến hành công kích dò xét thì cũng đủ đem những người này một lưới bắt hết hơn nữa cũng không cần tốn nhiều sức không chỉ vậy mọi người cùng kinh hãi bởi vì nguyệt linh tuyết nói phút tuyệt thành thần phong hậu nhân vũ tuyệt thành là người nào chứ đây chính là nhân vật truyền kỳ từ rất xa xưa tại cửu trọng thiên đại lục hôm nay lại bị bắt sống mà đến mạnh siêu nhiên lúc này ôm vũ tuyệt thành đi vào vị thần phong hậu nhân này giờ phút này đã biến thành băng côn nếu không phải còn có hơi thở thì cơ hồ chính là cương thi rồi chẳng qua là bị ôm vào mà trong thời gian ngắn ngủn này hắn như chết đi sống lại mấy lần rồi loại thương thế này loại suy yếu này ngay cả sở dương thấy lông mày cũng cau chặt lại nhưng nguyệt linh tuyết ý bảo chúng nhân không nên lên tiếng nên mọi người đành giữ im lặng nguyệt linh tuyết ngồi một lúc rồi mới thản nhiên nói kẻ nghe lén kia còn không đi phải để ta tự mình đuổi ngươi đi sao thanh âm hơi có chút cao lên nhưng rất bình tĩnh trong thanh âm vẫn có ngạo khí như cũ đầy khí phách nghiêm nghị hắn nói xong một câu rồi im lặng lại qua thời gian nửa nén hương nguyệt linh tuyết đột nhiên cười lạnh một tiếng thản nhiên nói ngươi còn không đi chớ trách ta không nể mặt mũi của gia cát gia tộc đó. Đợi một lúc sau, Nguyệt Linh Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm nói, chắc là không có vấn đề gì nữa. Sở Dương lúc này mới dám mở miệng nói, Nguyệt tiền bối. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, Nguyệt Linh Tuyết mệt mỏi khoát khoát tay, thở dốc nói, ngươi trước hết để ta lấy hơi đã. Vừa nói, thân thể hắn giống như phát sốt run lên. Càng run càng lợi hại, qua nữa nén hương thời gian sau mới không run nữa. Liên tục uống bốn chén trà sâm, nguyệt linh tuyết mới nói hãy nghe ta nói lần này đồ đạo đại chiến phe ta toàn thắng pháp tôn bị tử đại nhân đuổi giết không biết tung tích ra sao tử đại nhân sau khi trở về cũng không có nói cụ thể về pháp tôn nhưng theo ta đoán thì bằng vào thực lực của tử đại nhân lại tự mình đuổi giết thì sợ rằng pháp tôn giữ nhiều lành ít ngay cả có giữ được mạng thì cũng tàn phế rồi tạm thời không đáng để lo về phần bát đại gia tộc dạ đế tiêu sắt lan mộ tuyết thạch kinh diệp khinh sầu tám vị nhị tổ đều chết rồi 769 vị trí tôn của bát đại gia tộc cùng chấp pháp giả, không một ai may mắn còn sống sót. Tin tức kia giống như bom nổ, bạo phát ra, không khí bên trong phòng thoáng cái nóng lên, tất cả mọi người đều nín thở, hai mắt sáng lên nghe kể. Đám tử tà tình lại sáng tạo ra kỳ tích huy hoàng như thế làm cho người ta không thể tin được. Kẻ địch đã thua, thậm chí tướng địch và toàn quân bị diệt sát. Chiến tích huy hoàng như vậy ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, từ tuyên cổ đến nay đây là lần duy nhất về phần bộ dạng ta bày đặt ra, các người cũng nhìn thấy rồi, chúng ta đã trọng thương, tánh mạng bổn nguyên bị thương tổn, trong vòng nửa năm đến một năm tới sợ rằng không cách nào vận dụng được nguyên khí, không chiến đấu được. Nguyệt Linh Tuyết đơn giản nói, mọi người đột nhiên hiểu ra mà kinh hãi, bằng vào tu vi của Phong Nguyệt. Mà bị thương nặng như thế, xem ra cuộc chiến đấu cực kỳ thảm khốc. Những người khác thì như thế nào? Đồng vô thương đỏ bừng cả mặt, vội đứng dậy nói, Nguyệt tiền bối, ta không đúng. Ta nói sai rồi vừa nói xong liền vung tay tự tát mình ba cái tốt dám nói dám đảm đương đúng là bổn sắc nam nhi nguyệt linh tuyết tán thường cười nói người đánh mấy cái bạt tai này đích thật là đáng tiếng bạt tai rất vang ta không trách tội ngươi nữa tất cả mọi người đều nở nụ cười sở dương quan tâm đến một vấn đề khác hỏi bọn họ đi rồi à tử đại nhân tự mình xé rách hư không bỏ đi rời khỏi cửu trọng thiên đại lục ngao du vũ nội rồi vẻ mặt nguyệt linh tuyết khâm phục cùng kính ngưỡng chậm rãi nói sở dương cảm thấy trong lòng một trận mất mát nàng cuối cùng vẫn đi rồi từ đại nhân lúc gần đi có bảo ta truyền cáo đến chư vị bảo trọng nguyệt linh tuyết nói hơn nữa nàng còn để lại hai câu nói nói cái gì mọi người hỏi tha nhật vân đoan như tương kiên thỉnh quân giang nam tảo lạc hoa nguyệt linh tuyết thản nhiên nói lúc nói chuyện lại như hữu ý vô ý nhìn sở dương một cái sở dương ánh mắt sáng ngời bố lưu tình bố đại ca ở lúc chiến đấu cuối cùng đã lĩnh ngộ băng linh hãm thiên phá toái hư không đã vượt qua thiên phạt đi ra thế giới bên ngoài cửu trọng thiên rồi nguyệt linh tuyết nói ra việc của bố lưu tình mà trong lời nói mang theo vẻ kính trọng cùng hâm mộ ngồi cạnh hỏa lò phong vũ nhu cũng khẽ thở dài một tiếng mọi người tất cả đều thở dài một hơi bố lưu tình không có chết thật tốt quá tại cửu trọng thiên đại lục người thứ ba trong số các nhân vật trong truyền thuyết sau thần phong và lưu vân người thứ ba băng linh hãm thiên phá toái hư không thành công là bố lưu tình nguyệt linh tuyết nhìn sở dương nói từ đại nhân sai chúng ta đem vũ tuyệt thành mang về giao cho ngươi chữa trị sở dương trong lòng nóng lên nói ta nhất định sẽ hết sức chữa trị cho hắn biết từ tà tình đang nhờ cậy mình nàng sau khi phát huy thực lực chân chính xong lập tức phải rời khỏi không kịp trở lại nữa không thể làm gì khác hơn là ủy thác cho phong nguyệt đem vũ tuyệt thành về nguyệt linh tuyết nói xong thì trầm mặc xuống mà hỏi nói nơi này đã có chuyện gì xảy ra Tiến Thiến, sao lại bị thương như thế? Mọi người trầm mặc một trận đồng thời nhớ lại trận đại chiến vừa rồi mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chương 1167, phân một nửa người cho tỷ. Chuyện được thực hiện bởi allbookaudio.com. Sở Dương giản lược đem chuyện nói lại một lần, song xuôi Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương. Người áo đen là ai vậy? dựa theo miêu tả của sở dương thì tu vi người này có thấp hơn hai vợ chồng một chút nhưng cũng không thấp hơn bao nhiêu trong thiên cơ thành hiện nay lại có một vị cao thủ như vậy ư có thể là nhân vật sáng lập ra gia cát gia tộc hay không gia cát thương khung phong vũ nhu trầm ngâm nói không nói ở bên ngoài bây giờ bên trong thiên cơ thành cửu phẩm trí tôn tựa hồ cũng cũng chỉ có người này nguyệt linh viết nhíu mày nói chuyện này cũng có thể nhưng cũng không thể mọi người đều biết Gia Cát gia tộc sở dĩ một thân mặc ma y là bởi vì Gia Cát Thương Khung. Phụ thân Gia Cát Thương Khung năm đó thân là cửu kiếp, sau khi thành lập Gia Cát gia tộc thì liền lập tức vô cớ mất tích, về sau có tin truyền ra nói là đã chết nhưng sống không thấy người chết không thấy xác. Gia Cát Thương Khung mang tiếng là con mà không được báo hiếu nên vẫn canh cánh trong lòng, từ đó trở đi Gia Cát Thương Khung cả đời chỉ mặc đồ tang mà thôi. Gia Cát Thương Khung làm gia chủ mà lại làm như vậy nên tộc nhân tự nhiên tranh nhau noi theo, về lâu về dài, mà y đồ tang trở thành dấu hiệu của gia cát gia tộc. Năm đó gia cát thương khung đã từng nói, tánh mạng chưa hết, tẫn hiếu không ngừng. Một vạn năm qua hắn vẫn không thay đổi y phục khác Nguyệt Linh tuyết nhíu lông mày nói, theo lý mà nói, hiếu tử như vậy. Nếu đột nhiên đến đây đánh lén đám sở dương thì có chút không thích hợp lắm. Phong Vũ Nhu liên tục gật đầu, một bên, mặc lệ nhi nghe được thì tức cười nói, hai vị tiền bối nói, tiểu nữ tử cảm thấy mười phần sai rồi, gia cát thương khung làm chuyện đó không bài trừ một khả năng khác đó chính là khắp thiên hạ ai cũng biết gia cát thương khung là hiếu tử vĩnh viễn mặc ma y cho nên bất kể xuất hiện chuyện gì cũng đều không hoài nghi hắn cứ như vậy thật là phương tiện cho gia cát thương khung âm thầm làm việc như chúng ta bây giờ hai vị tiền bối là người đầu tiên loại trừ gia cát thương khung từ một trình độ nào đó mà nói chính là tin hắn mặc lệ nhi nói mà hắn cùng chúng ta bây giờ là địch nhân tin tưởng địch nhân cũng là đem bản thân đưa vào đường bại Bây giờ trong thiên cơ thành, ngoại trừ cao thủ gia cát gia tộc lưu lại giữ nhà ra, cơ hồ là không có trí tôn cao thủ nào. Lúc này lại xuất hiện một vị cửu phẩm trí tôn, cho dù cuối cùng chứng minh không phải là gia các thương khung làm ra nhưng bây giờ hắn cũng là kẻ hiềm nghi lớn nhất, sao có thể dễ dàng bài trừ ra chứ? Phong Nguyệt trầm mặc lại còn mọi người dối rít gật đầu. Không thể không thừa nhận mặc lệ nhi nói rất có đạo lý. Mấy ngày tới nên tranh thủ thời gian dưỡng thương đi. Nguyệt Linh Tuyết nói, chờ sau khi thương thế khỏi hẳn, ta mang bọn ngươi rời khỏi thiên cơ thành. Hắn nhướng mắt lên thản nhiên nói, chỉ cần tin chúng ta bị trọng thương không bị truyền đi, chỉ cần biết chúng ta đang ở chỗ này, dõi mắt nhìn cửu trọng thiên, kẻ bây giờ dám đến gây chuyện thật sự là không có ai. Mọi người mỉm cười gật đầu, Nguyệt Linh Tuyết nói những lời này quả thật là không bốc phét. Pháp Tôn bị đánh chạy đi đâu không biết tung tích, Vũ Tuyệt Thành nửa chết nửa sống ở chỗ này, bố lưu tình đi rồi. Ninh Thiên Nhai trọng thương chạy trốn, tám vị nhị tổ chết oan chết uổng, dõi mắt nhìn cửu trọng thiên, phong nguyệt thật đúng là vô địch, dĩ nhiên là dưới tình huống không biết bọn họ đã bị trọng thương. Vào lúc này, phía ngoài chợt có một thanh âm cả giận nói, mẹ kiếp. Các ngươi còn sống mà lại không trông nom ta, ta bị đánh thành thịt vụn, lại còn ném ta vào trong đống tuyết, ném vào trong đống tuyết thì thôi, sao lại ném cạnh nhà vệ sinh chứ? Ai làm, là ai, đồng vô thương, có phải là ngươi hay không? Đi ra đây, để ra ra ta giáo huấn ngươi một chút. Chính là thanh âm nhuế bất thông, nhuế lục gia bây giờ thật khó lường. Trong vòng một ngày đã chết ba lần rồi lại trở về, lần chết đầu tiên sống trở lại, tu vi từ thánh cấp ngũ phẩm nhảy lên đến thánh cấp thất phẩm. Lần thứ hai chết sống trở lại, tu vi lại thành cửu phẩm. Hôm nay, lần thứ ba chết thành thịt vụn, bây giờ lại vui vẻ đi vào đã là trí tôn nhất phẩm rồi. Tốc độ thăng cấp kiểu này từ xưa đến nay chưa hề có. Mành cửa đột nhiên mở ra, nhuế lục gia đính đạc đi vào, sau khi thấy phong nguyệt thì nhất thời sướng ra xoa xoa tay nói a à, nhị lão ngài ở đây à? Hắc hắc, Nguyệt Linh tuyết híp mắt nói, nghe nói người đang ở đây trách chúng ta. Phi thường bất mãn hả? Nhuế bất thông nịnh nọt nói, nào có, nào có. Ta đã nói vậy sao? Mọi người cùng sinh cùng tử, họa phúc cùng hưởng, đồng chu cộng tể, sống chết gắn bó. Nói như vậy ta sao có thể nói vậy chứ? Nói ra chẳng phải là sẽ làm tổn thương tình cảm giữa mọi người sao? Người nói lời như vậy quả thực chính là trứng chim A. À. Sở dương cùng đồng vô thương, Mặc lệ nhi nhịn không được nở nụ cười. Gia hỏa này, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Bất quá, từ một loại trình độ nào đó mà nói, hắn thật sự chỉ là quả trứng chim thôi a. À. Nguyệt Linh tuyết hừ một tiếng nói, nếu đã biết mình chính là trứng chim thì sao còn không ngồi đàng hoàng ở một bên cho ta. Nhuế bất thông luôn miệng đồng ý rồi quy củ ngồi xuống. Mọi người trong lòng đều bội phục không dứt. Nguyệt Linh Tuyết bây giờ chẳng khác gì đang làm một cái thí nghiệm, lấy nhuế bất thông ra làm thí nghiệm một lần, hắn ngay cả bây giờ có chút mệt mỏi thường thế không thể che đậy hết nhưng chỉ dựa vào ảnh hưởng mà đã ép nhuế bất thông tới mức phục phục thiếp thiếp đây là người quen nếu không quen thì như thế nào nhuế bất thông sau khi ngồi xuống trong mông đít tựa hồ có đút một con bò cạp quay trái quay phải nhịn không được hưng phấn trong lòng hắn không cách nào nhịn được sự phấn chấn cho tới nay hắn vẫn là người yếu nhất trong số các huynh đệ cũng là người nhỏ nhất nhưng bây giờ đã triệt đề phiên thân là người đầu tiên đạt tới trí tôn những người khác ngay cả cao nhất là sở dương và đồng vô thương vẫn còn bồi hồi ở thất phẩm. Nhuế bất thông sao có thể không đắc ý vinh váo chứ? Giờ khắc này hắn hận không đem tên cố độc hành kêu lên, ngay mặt mắng một tiếng Nguyễn Lão Nhị, sau đó đem ra hỏa kia đánh thành Nguyễn Lão Nhị. Đem kỳ mặc cùng la khắc địch kêu lên, hung hăng đấm cho một trận để phát tiết buồn bực trải qua thời gian dài kia. Dĩ nhiên hắn càng muốn đem đồng vô thương đánh cho một trận, sau đó lại đi tìm sở dương khiêu chiến địa vị lão đại một cái nhưng còn chưa kịp áp dụng đã bị nguyệt linh tuyết áp chế nên trong lòng có chút khó chịu ngồi một hồi lâu sau hắn mới nháy mắt ra hiệu nói lão đại ta lại đột phá hắc hắc sở dương thản nhiên nói vậy hả nhuế bất thông ngẩn ra hắn không có dự liệu được mà kinh ngạc nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục khoe lão đại người biết ta đột phá đến mức nào không cạc cạc hắc trí tôn nhất phẩm đó sở dương thản nhiên nói tốt tiếp tục cố gắng đi nhuế bất thông buồn bực đây là cái phản ứng gì vậy Trước kia ta đột phá một lần, tất cả mọi người rất kinh ngạc và cũng thật cao hứng, sao lần này lại phản ứng như thế chứ? Sắc mặt hắn xịu xuống, vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn đồng vô thương nói. Tứ ca, ta đột phá đến trí tôn rồi. Đồng vô thương không cười mà quát lớn, đột phá thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Chí tôn chỉ là nhất phẩm thì có gì đáng giá đâu mà nhìn ngươi loay hoay không yên. Loại tâm tính này làm sao có thể thành đại sự được? Đây không phải chỉ là một cái đột phá nho nhỏ sao? Vô liêm sỉ, quả thực là tiểu nhân đắc chí, đáng ghê tởm làm cho người ta buồn nôn. Cút ra ngoài cho ta, đi xối tuyết đi. Nhuế bất thông chố mắt đứng nhìn, môi run run nói, ngươi ngươi. Ngươi, rồi quay đầu nhìn sở dương cầu cứu, lão đại ngoi nhìn. Sở dương giận dữ quát một tiếng, cút ngay đi. Nhuế bất thông nhất thời giống như nuốt phải run, ủ rũ, chỉ cảm thấy niềm vui vừa mới đột phá không còn sót lại chút gì cúi đầu đi ra ngoài. Trong miệng vẫn nghi ngờ lầm bầm, đây là chỗ nào vậy? Cái này có cái gì không đúng a à? vừa mới đi tới cửa đã nghe bên trong phòng vang lên một trận cười đinh tai nhức óc nhuế bất thông vội như gió lốc chạy ào vào cả giận nói tốt các người đùa bỡn ta mọi người lại càng cười to mọi người đã sớm nhìn thấy bộ dạng của nhuế bất thông cái loại tiểu nhân đắc chí này đột phá cũng chính xác là kinh người nhưng vẫn cố ý nghiêm mặt bất động thanh sắc sở dương cùng đồng vô thương lại càng tệ đem tiểu tử này phủ đầu mắng cho một trận giờ phút này mới cười ầm lên bên trong phòng không khí sau đại chiến nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Nằm trên giường nhắm mắt hôn mê nhưng Vũ Tuyệt Thành vẫn đột nhiên thở dài một tiếng. Nhìn mấy huynh đệ sở dương cười đùa, Vũ Tuyệt Thành không khỏi nhớ lại các huynh đệ của mình năm đó. Rồi nhịn không được tâm hồn trong lúc nhất thời bay đi đâu mất. Các huynh đệ, các người đang ở nơi đâu? Vũ Tuyệt Thành lặng lặng nằm đó, nghe các huynh đệ người khác cười đùa mà cảm giác mình càng ngày càng cô độc. Một cổ ớt ức cùng tức giận trong lòng chợt đùng đùng nổi lên. Ta muốn báo thù cho các ngươi nhất định pháp tôn tên tiểu nhân hèn hạ này thân đồng dạng đã từng là cửu kiếp tao ngộ giống nhau thế nhưng thậm chí ngay cả ta ngươi cũng muốn tính toán ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đối với một điểm này đến bây giờ vũ tuyệt thành vẫn không hiểu được pháp tôn và mình có cùng mục tiêu giữ lại mình so sánh với giết mình thì sự trợ giúp sẽ lớn hơn nhiều lắm vì sao hắn phải tính toán bản thân mình mình ở trong đại trận kia nếu sinh cơ tiêu tán hoàn toàn mà tử vong thì pháp tôn có chỗ tốt gì ngoại trừ việc mất đi trợ lực cường đại gia thì thật sự là nửa điểm chỗ tốt cũng không có về phần sợ mình cùng hắn cạnh tranh cái gì nhưng mình quen hắn nhiều năm như vậy nếu muốn cạnh tranh gì thì đã tranh rồi nhiều năm như vậy không có tranh nhau cái gì hắn lo lắng cái gì chứ vũ tuyệt thành trong lòng cực kỳ buồn bực ưng một tiếng mạc khinh vô tỉnh lại kêu lên sở dương sở dương vừa mở mắt nhìn thấy mọi người thì mừng rỡ nói huynh không có chuyện gì thật tốt quá Tiểu La Lị sau khi nghe kể lại chuyện mới vừa rồi thì lệ như mưa bay tán loạn ngồi cạnh ô thiến thiến không nói gì mà cũng không đi. Ta muốn chiếu cố cho thiến thiến tỷ, chính miệng nói cảm ơn với nàng. Nàng một ngày không tỉnh lại, ta liền chiếu cố nàng một ngày. Mạc khinh Vũ lau nước mắt nói, nàng đã cứu sở dương ca ca, ta cảm ơn nàng. Thiến thiến tỷ, ngươi nhanh tỉnh dậy đi, ngươi tỉnh lại ta sẽ đem sở dương phân cho tỷ một nửa mà. Nghe những lời này, phòng vỗ nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết cũng nở nụ cười người còn có thể phân một nửa ra ngoài. Chương 1168, thi ân cùng tính toán. Chuyện được thực hiện bởi ALLBOOKAUDIO.com Mấy ngày kế tiếp, mọi người một mực chữa thương mà sở dương cũng thi triển hết thủ đoạn trị thương cho mọi người. Tuy nhiên do mọi người thương thế rất nặng, nhất là phong nguyệt lại càng thêm trầm trọng nên dù. Sở dương đã đem hết khả năng mà cũng chỉ có thể khiến thương thế bọn họ thuyên giảm chứ không thể khôi phục được. Đồng vô thương, mặc lệ nhi, Mạc Khinh Vũ cũng tương đối trầm trọng. Tuy cùng là trọng thương nhưng là loại chuyện hoàn toàn khác nhau nếu đối tượng hạ thủ khác nhau. Bị thánh cấp đả thương khác với việc bị trí Tôn đả thương, mặc dù đồng dạng đều là bị lực lượng lớn đánh vào nhưng đòn đánh của Chí Tôn lại mang theo trí Tôn thần niệm khiến cho vết thương bị phá hư một cách vi diệu. Nhất là đối với thần hồn và kinh mạch, sự tổn hại càng thêm nghiêm trọng, không dễ dàng khôi phục. Mà lần này lại là cửu phẩm Chí Tôn xuất thủ nên sự nguy hại cũng càng lớn cho nên mọi người lần này bị thương tốc độ khôi phục rất chậm. Bị thương nghiêm trọng nhất đương nhiên là Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành tổn thương đã đến trình độ ngay cả kiếm linh cũng có chút bó tay. Sở Dương đã từng có ý niệm sử dụng bổ thiên ngọc trong đầu nhưng lại bị kiếm linh ngăn lại. Bổ thiên ngọc chỉ có người sau khi chết mới có thể phát huy được công dụng lớn nhất. Bổ thiên, danh như ý nghĩa, phải bổ thiên, cần phải là đã suy sụp. Thiên không sụp cần gì phải bổ mà Vũ Tuyệt Thành bây giờ rõ ràng là vẫn còn một hơi khẩu khí. Nếu thật sự lãng phí sử dụng Bổ Thiên Ngọc thì Vũ Tuyệt Thành cũng giống như Ô Thiên Thiến, lâm vào ngủ say và chờ đợi có Cửu Tử Hoàn Hồn Thảo mới có thể tỉnh lại. Việc Sở Dương bây giờ có thể làm cũng chỉ có dùng thuốc đem thương thế của Vũ Tuyệt Thành tạm thời ổn định lại. Những thứ khác thì chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân hắn mà từ từ khôi phục lại. Ngoài ra đối với Vũ Tuyệt Thành này, tuyệt đối không thể vận dụng Cửu Trọng Đan vì một khi vận dụng thì chẳng khác gì là lập tức bộc lộ thân phận. Biến số thật sự là quá lớn sở dương bây giờ căn bản không chịu nổi biến số như vậy trong mấy ngày này trong thiên cơ thành là một mảnh không khí bi thương sau cuộc chiến tinh vân sơn gia cát gia tộc đợi lâu không thấy có ai trở lại thì bèn phái người đi tinh vân sơn xem xét những người đi dò xét vừa nhìn mấy cảnh tượng nơi đó thì sợ đến tè ra quần trên tinh vân sơn toàn là thi thể người của cửu đại gia tộc đều chết ở nơi này tin tức truyền về gia cát gia tộc kinh hãi Bọn họ phái không ít người đi Tinh Vân Sơn đưa thi thể trở về đồng thời báo cho mấy đại gia tộc khác. Lúc này cả cửu trọng thiên đại lục đều bị một mảnh mây đen bao phủ, cửu đại gia tộc để tang, người người than khóc, trong đó bao gồm cả Lệ gia. Lệ gia lệ tương tư mang người một đường bắc phản, trên đường bị chặn đánh, đến cuối cùng vẫn có thể quay về Lệ gia nhưng ngoài Lệ tương tư gia cũng chỉ còn lại có 5 người. Lệ thị gia tộc giận tím mặt, thề trả thù, đệ Ngũ gia tộc trong tiểu viện của đệ Ngũ khinh nhu Người chúng ta phái đi cũng toàn quân bị diệt, không ai sống sót, Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra vẻ khiếp sợ, chuyện này thật sự là không phải chuyện đùa. Đệ Ngũ gia tộc bây giờ cũng không phải mạnh, bọn họ đã điều đi năm vị trí tôn, cái này chiếm hơn nửa lực lượng của Đệ Ngũ gia tộc thế mà toàn quân bỏ mạng ở Tinh Vân Sơn, cái này há có thể không làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu khiếp sợ và lại là đau lòng. Đúng vậy, lão nhân đứng đó, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng sâu thêm một chút nói. Lợi hại thật, đệ ngũ khinh nhu thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới, bọn họ có lực lượng cường đại như thế. Nhưng đại nhân rõ ràng đáp ứng là trợ giúp sở dương kia, hơn nữa cũng nói với hắn về quần áo của người chúng ta mặc, sao bọn họ lại giết cả người của chúng ta. Thật là vong ân phụ nghĩa, lão già kia tức giận nói, đệ ngũ trầm mặc một hồi rồi nói, mấy người kia, trên quần áo thật ra cũng không có chữ ngũ. Lão già nhất thời chố mắt đứng nhìn, chữ ngũ kia là theo bên trong áo, Đệ ngũ khinh nhu nói tiếp một câu lại càng làm cho lão giả hoảng sợ kinh hãi. Kia, vì sao, cái này, lão giả có chút khàn giọng hỏi. Đệ na khinh nhu nét mặt phức tạp nói, ngươi cho già ta thật sự trợ giúp sở dương sao, thật ra cái ta chân chính giúp hắn chỉ là tin tình báo mà thôi. Mà sở dương trong lòng cũng hiểu như vậy. Đệ ngũ khinh nhu thản nhiên nói, sở dương đối với mấy cái tin tình báo của ta nói cảm ơn, nhưng cái tối trọng yếu thì lại có vẻ rất bình thản, Đệ ngũ khinh nhu chậm rãi nói, hắn cũng ôm hy vọng nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Xin hỏi lý do mà đại nhân làm như vậy? Lão giả hỏi, đệ ngũ khinh nhu khổ sở cười, bởi vì chúng ta an bài một cách thỏa đáng nhất cho đệ ngũ gia tộc, để giảm bớt tổn thất. Lần này xuất chiến chúng ta muốn mọi việc đều thuận lợi. Nếu cửu đại gia tộc thắng, như vậy bọn họ không cần bộc lộ thân phận, còn nếu cửu đại gia tộc bại, bọn họ chỉ cần xé mở vạt áo, lộ ra chữ ngũ kia là được bảo vệ tánh mạng nếu thế lực ngang nhau thì đồng dạng cũng xé rách quần áo của mình để lộ ra cái chữ kia, dẫn đạo cho bọn họ chạy trốn. Khi đó mới là sự trợ giúp, trận chiến này ta có ba loại tính toán, vô luận như thế nào cũng muốn bảo toàn cho trí tôn cao thủ của gia tộc bọn ta. Đệ ngũ khinh nhu thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới, tính toán đã tường tận nhưng vẫn không giữ được. Lão giã kia đã hoàn toàn sửng sốt, nếu là như vậy thì sở dương bên kia chẳng lẽ là không công bị lừa gạt sao? Đây cũng quá âm hiểm đi, hơn nữa ban đầu sau khi sở dương đi rồi ngươi và ta nói chuyện ngươi cũng sử dụng luận điệu này chẳng lẽ ngay cả ta cũng lừa sao để ngũ khinh nhu nhìn ra ý nghĩ của hắn nên chậm rãi nói cũng không phải là muốn lừa ngươi mà là khi đó tuyết rơi nhiều quá ta sợ sở dương không đi xa mà quay trở lại nghe trộm thì quả thật vậy thì thật sự hỏng việc lão già nhất thời thoải mái hơn nữa sở dương bên kia tâm tư sở dương thế nào ngươi cũng đoán không ra hắn bán tín bán nghi nên cũng có an bài của hắn đệ ngũ khinh nhu ha hả cười một tiếng nói nếu không phải như thế hắn cũng không phải là sở dương nữa chỉ là ta không ngờ tới chuyện lại ác liệt như vậy đệ ngũ khinh nhu thở dài một tiếng nói đợi lát nữa đem thi thể đón về gia tộc nên an táng làm lớn chút đi về sau này đường đi cũng chỉ đành đi một bước nhìn một bước thôi may mà ta cùng sở dương bên kia cũng không có rõ ràng vạch mặt nhau hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói mấy ngày nữa xem động tính của sở dương thế nào đã Đệ ngũ khinh nhu nói không sai. Đối với việc đệ ngũ gia tộc chuẩn bị cao thủ, lúc đầu sở dương cũng có chút bán tín bán nghi, về sau có lúc hắn có 7 tám phần tin tương ngơ nhưng đột nhiên lại nhớ tới. Bây giờ nhìn bề ngoài thì mình đang kém thế, đệ ngũ khinh nhu lần này làm ra cử động như vậy sẽ khiến cho đệ ngũ gia tộc bị hiềm nghi trên phạm vi lớn. Như vậy rõ ràng là không hợp lý, những gia tộc khác chẳng lẽ nhìn không ra. Một khi nhìn ra, phía bên mình đã phá vây rồi, an toàn rồi còn đệ ngũ gia tộc sẽ bị diệt hết, không thể nghi ngờ. Đệ ngũ khinh nhu sẽ không cao thượng đến mức quên mình vì người, huống chi làm như thế là từ bỏ cả gia tộc hắn. Do đó sở dương kiên quyết sẽ không tin tưởng vào lời hắn. Cho nên khi tử tà tình đi, chuyện này hắn hoàn toàn không nói gì. Thành bại mấu chốt vẫn ở chỗ tử tà tình, tử tà tình mới là chủ lực. Thậm chí sở dương còn suy nghĩ chuyện này nếu không phải như thế thì nhất định là quỷ kế của đệ ngũ khinh nhu nếu từ tà tình chỉ vì mấy trí tôn kia mà bị giết thì không phải là chuyện tốt tối hôm đó sở dương sau khi xem thương thế cho mọi người xong thì trở lại phòng mấy ngày qua quả nhiên rất bình tĩnh sở dương đem ý niệm đắm chìm vào cửu kiếp không gian tiếp thu hồng mông tử khí linh hồn được tưới tắm mà thích ý nói với kiếm linh có phong nguyệt ở chỗ này gia cắt gia tộc chỉ có thể hết sức tránh xung đột với chúng ta tuyệt không dám chủ động tìm tới cửa đâu kiếm linh ha hả cười một tiếng nói mấy ngày qua ngươi rất lo lắng hả? Sở dương liếc xéo hắn hỏi, chính xác là rất lo âu, ta phải đè ép hơi thở, thu liếm khí tức bằng không vũ tuyệt thành tuy không thể phát hiện ra nhưng còn kiếm cương bên trong cơ thể hắn thì tuyệt đối có thể phát hiện ra ta. Kiếm linh cười khổ, vừa phát hiện ra ta, kiếm cương kia sẽ gây ồn ào, một khi ồn ào thì vũ tuyệt thành sẽ biết, vạn nhất ồn ào quá lớn thì còn có thể làm vũ tuyệt thành chết đi. Chuyện này có chút quá, quá nghẹn khuất rồi, rõ ràng đó là đồ vật của mình, bây giờ không chỉ phải khống chế khát vọng lấy về mà lại còn phải né tránh nó. Vạn nhất phố tuyệt thành thật sự khỏi hẳn như vậy càng phiền toái hơn. Sở dương ách một tiếng rồi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu và nói, bản thân ta chính là biện pháp. Biện pháp gì, kiếm linh nhãn tình sáng lên hăng hái bừng bừng hỏi. Hắn đang khẩn cấp muốn thu hồi kiếm cương lại, người có thể không bộc lộ mình mà lại có thể làm cho kiếm cương sao động không? Sở dương hỏi, cái này, kiếm linh khó khăn nói, rất khó rất khó cũng là có thể. Sở Dương ngắt lời nói, cũng nên có biện pháp. Kiếm Linh chố mắt nhìn hắn nghĩ, rất khó cũng là có thể. Đây là luận điệu gì vậy? Mấy ngày kế tiếp, Sở Dương bắt đầu từng bước trị liệu cho Vũ Tuyệt Thành nhưng thương thế hôm nay khá hơn một chút, ngày mai lại chuyển biến xấu một chút. Mỗi một lần Sở Dương đều phi thường kinh ngạc cái này. Đây là chuyện gì đây? Chuyện như vậy không chỉ làm cho Sở Dương kinh ngạc mà Vũ Tuyệt Thành cũng vậy, bởi vì bản thân hắn lúc đầu còn dễ dàng điều động một số năng lượng, bắt đầu khôi phục nhưng sau một giấc ngủ dậy thì tất cả lại biến mất. Đây là chuyện gì? Vũ Tuyệt Thành bản thân cũng là thần y nên tự nhiên biết Sở Dương chữa trị cho hắn đã tận tâm tận lực rồi, hơn nữa thủ pháp đều rất tinh diệu. Là người trong nghề nên đối với Sở Dương hắn tuyệt đối không hoài nghi gì. Như vậy, vấn đề chính là do ở trên người mình nhưng trên người mình có thể có vấn đề gì đây? Vũ Tuyệt Thành hết sức xem xét bản thân nhưng vẫn không thể phát hiện ra. Lại một ngày kia, sau khi vô tuyệt thành phát hiện ra tình huống càng thêm xấu đi thì bây giờ hắn rốt cục đã phát hiện ra vấn đề ở chỗ kiếm cương kiếm cương đang nhanh chóng hút lấy lực lượng của mình bản thân hắn điều động được một điểm thì nó liền hấp thu một điểm bằng vào tình trạng bây giờ của hắn căn bản là không cách nào ngăn cản được việc nó hút lấy năng lượng của bản thân nếu vào lúc toàn thịnh điểm tổn thất này hắn chỉ cần thổ nạp một cái là có thể bù đắp được căn bản không cần để ở trong lòng nhưng ngay tại lúc này thì lại hoàn toàn muốn lấy cái mạng già của hắn rồi Ta còn đang giãy dụa giữa sống và chết mà ngươi còn hút lấy lực lượng của ta, ta sao có thể khỏi hẳn đây? Giờ khắc này, trong lòng vị vũ đại nhân này lạnh như băng. chương 1169, kiếm cương trở về vị trí cũ. Chuyện được thực hiện bởi allbookaudio com Ba ngày sau đó, vũ tuyệt thành hết đường xoay sở nhưng kiếm cương lại càng sinh động hơn. Tốc độ hấp thu của nó càng ngày càng nhanh chóng, hơn nữa còn bắt đầu hấp thu sinh cơ của vũ tuyệt thành. Vũ Tuyệt Thành hiện tại thân thể rất yếu, ngay cả động ngón tay út cũng không được nên căn bản là không thể ngăn cản được. Hơn nữa, kiếm cương ngoại trừ hấp thu sinh cơ ra thì vẫn còn máy động trong đan điền hắn. Tựa hồ như kiếm cương phát hiện ra kẻ vây khốn mình giờ này thực lực đã không đủ để áp chế bản thân nữa cho nên nó muốn rời đi vậy. Kiếm cương càng nhảy càng lợi hại rốt cục bị sở dương, phát giác ra. Một ngày kia, sau khi dùng thuốc xong, sở dương ngồi cạnh vũ tuyệt thành nghiêm túc nhìn hắn nói, vũ đại nhân, Ta nghĩ, có một việc ta phải nói với ngươi." Vũ Tuyệt Thành khó khăn suy nghĩ một hồi rồi nói, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nói đi. Mấy ngày qua, rốt cuộc ta có thể điều tra ra, không phải là Vũ đại nhân không phối hợp, cũng không phải tại hạ dùng thuốc không đúng mà là do trong cơ thể Vũ đại nhân có một thứ tai họa ngầm ẩn núp." Sở Dương nghiêm túc nói, đối với những lời này của Sở Dương, Vũ Tuyệt Thành hoàn toàn đồng ý. Hắn dùng ánh mắt khích lệ nhìn Sở Dương để hắn nói tiếp có một cỗ lực lượng không biết tên ngấm ngầm chiếm lấy linh khí của vũ đại nhân chỉ có trước tiên thỏa mãn nhu cầu của nó đã thì số linh khí còn lại mới có thể dùng cho vũ đại nhân chữa thương được sở dương trầm trọng nói nhưng bằng vào tình trạng bây giờ của vũ đại nhân thì căn bản không thể thỏa mãn nó được cho nên cũng không thể trợ giúp bản thân ngài được thuốc của ta sau khi được kinh mạch của vũ đại nhân chuyển hóa thành linh lực đồng dạng cũng bị lực lượng này ngầm chiếm lấy nên trên thực tế trong mấy ngày qua vũ đại nhân căn bản là không có được bất kỳ sự trị liệu nào thường thế chuyển biến xấu đi đúng vậy vũ tuyệt thành thở dài nói cho nên mấy ngày qua ta đang suy nghĩ liệu có phải trước tiên trục xuất cỗ lực lượng này ra đã hoặc là nói tạm thời buông tha cho nó chúng ta trước tiên đem thân thể khôi phục lại đã đến lúc đó hoặc là một lần nữa tu luyện lại hoặc là có biện pháp khác ta tin tưởng bằng vào sự hiểu biết của vũ đại nhân đối với cổ lực lượng này nên phải có biện pháp sở dương thành thật nói không sai vũ tuyệt thành đồng ý nói cỗ lực lượng này không ra thân thể ta không cách nào khôi phục được làm thế nào để trục xuất nó ra sở dương nói điểm này ta thật sự không có kinh nghiệm kính xin vũ đại nhân chỉ giáo hắn còn tăng thêm một câu vũ đại nhân thứ cho ta nói một câu không lọt tai bây giờ cần lấy tánh mạng làm trọng bất kể là để báo thù hoặc là việc khác không có tánh mạng cũng không cần nói tới cái gì nữa vũ tuyệt thành thở dài từ bỏ lực lượng này vũ tuyệt thành trong lòng thật sự không nỡ Kiếm cương là thứ vũ khí vô kiên bất tồi, là lá bài tẩy lớn nhất miểu sát trí tôn uy năng và tìm kiếm cửu kiếp kiếm chủ. Nếu không có nó, thực lực của mình sẽ suy giảm rất nhiều nhưng sở dương nói cũng không sai, không có mạng thì đừng nói là ngươi có được kiếm cương, cho dù ngươi có được đầy đủ cửu kiếp kiếm cũng không có phước mà dùng. Vũ Tuyệt Thành bất đắc dĩ nói, nhưng bằng lực lượng bây giờ của ta muốn đuổi nó ra cũng bất lực. Trước mắt, cổ lực lượng này rất nóng nảy, nhìn bộ dáng là muốn phá thể mà ra. Chỉ có thể đợi chính nó đi ra sau khi đi ra chúng ta nên làm như thế nào để bảo tồn lực lượng này sở dương thiện ý hỏi không có cách nào bảo tồn vũ tuyệt thành thở dài nói sau khi đi ra tùy theo ý nó thôi nó muốn đi đâu không khống chế được sở dương ách một tiếng nói thật đáng tiếc lực lượng cường đại như thế vũ tuyệt thành thở dài nghĩ đáng tiếc thôi sao nếu ngươi biết được đây là dạng lực lượng gì thì ngươi lại càng tiếc nuối không thôi đó lại qua hai ngày nữa thương thế của đám đồng vô thương vốn đã khỏi hẳn mạc khinh vũ cũng khôi phục hơn phân nửa nói chung ngoại trừ vũ tuyệt thành cùng ô thiến thiến ra thì căn bản đã khôi phục dĩ nhiên tổn thương của phong nguyệt thì chỉ có thể nói là đã khởi sắc khoảng cách đến lúc hoàn toàn khôi phục thì còn cách xa đến vạn dặm bên trong cơ thể vũ tuyệt thành kiếm cương sao động càng ngày càng lợi hại khiến cho thương thế của hắn cũng càng ngày càng xấu đi bộ vị đan điền đã mơ hồ phồng lên có chút trong suốt có thể mơ hồ nhìn thấy một vật màu bạc ở bên trong qua lại tán loạn Vũ tuyệt thành mỗi một ngày đều thảm không thể nói hết được, sống không bằng chết. Suốt cục, một ngày nó khi sở dương đến vũ tuyệt thành đưa ra biện pháp, dùng đao mổ xẻ đan điền ta ra. Để vật kia nhanh đi ra ngoài, đủ rồi, vũ đại nhân thật sự bị hành đủ rồi. Bất kể là ai, ngày nào cũng phải trải qua hình phạt ở 18 tầng địa ngục thì đều cho rằng đủ lắm rồi. Bây giờ, đối với vũ tuyệt thành mà nói, chỉ sợ trong đan điền hắn chính là một thanh cửu kiếp kiếm hắn cũng không chút do dự từ bỏ, đây chính là muốn chết a tốt sở dương lập tức đi ra ngoài chuẩn bị kim sang dược loanh quanh một hồi lâu rồi mới đi vào vũ đại nhân người cố chịu đựng sở dương chậm rãi nói lúc này kiếm cương càng ngày càng sao động mạnh vũ tuyệt thành đã đau đến mức chết đi sống lại nên cả giận nói nhanh lên thanh âm đã có chút run rẩy sở dương không do dự nữa vung đao chém vào đan điền vũ tuyệt thành ngay sau đó chỉ thấy một vật màu bạc với khí thể tựa như ngựa hoang từ trong người vũ tuyệt thành vọt ra như gió lốc vọt lên, thương một tiếng, nó đã xuyên phá tan nóc phòng lao lên chín tầng trời, hóa thành một tia chớp dài mấy dặm rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ đầu đến cuối, không dừng lại, không quay đầu lại. Không chút nào lưu luyến, vũ tuyệt thành thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ núi tiếc không thôi, thân thể trong phút chốc đã thoải mái hơn nhưng kiếm cương dù sao đã không còn nữa. Sở dương lập tức bận rộn cầm máu sau đó dùng kim sang dược xử lý miệng vết thương, vận khởi thần công chữa trị cho vũ tuyệt thành. Cái này cũng hao phí hơn một canh giờ mới miễn cưỡng xử lý xong cho Vũ Tuyệt Thành. Lúc này Vũ Tuyệt Thành phục dụng dược vật mới cảm nhận được một cổ lực lượng chậm rãi từ trong dược vật phát ra mà tiến vào kinh mạch đã hoàn toàn khô cạn, tiến vào đan điền sau đó cố gắng chữa trị vết thương. Mạng mình cuối cùng đã bảo vệ được rồi. Hơn nữa, có vị sở dương không kém thần y mình ở chỗ này, nên mặc dù thời gian có lâu nhưng một thân tu vi cũng chẳng khác gì là đã được bảo vệ. Vũ Tuyệt Thành trong lòng thở dài, như thế đã là phi thường không tệ rồi, còn muốn gì hơn đây? Ngoài lan hương viên, trên bầu trời, một đoàn bóng đen đang lẳng lặng nổi lơ lửng phát ra ba động không tiếng động. Đoàn kiếm quang màu bạc kia sau khi nhìn thấy đoàn bóng đen này thì trong lúc bất chợt phát ra một tiếng kêu phấn chấn, ngay sau đó giống như lao vào chỗ chết vậy, vọt về phía bóng đen, thể tích ngân quang cũng càng ngày càng nhỏ, nó bay vòng quanh hắc vụ. Hoạt bát xoay quanh, tung tăng giống như là đứa con xa nhà đã lâu lao vào lòng mẹ vậy. Cuối cùng nó lặng yên tan ra lao vào trong hắc vụ và hắc vụ cũng vô thanh vô tức tản ra mà tiêu tán vô ảnh vô mạng cái này hết thảy cũng phát sinh vô thanh vô tức sau khi sở dương trị liệu xong cho vũ tuyệt thành vũ tuyệt thành mới phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi chua sót nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi thấy vậy sở dương im ắng lui ra sau khi trở lại phòng một đoàn bóng đen khẩn cấp tiến vào cửa kiếp không gian sở dương vội vàng đem ý thức đắm chìm vào thì thấy kiếm linh vẻ mặt hưng phấn nói đắc thủ rồi Kiếm linh hưng phấn hô, ha ha ha, kiếm cương đã trở về rồi, được vũ tuyệt thành ân cần săn sóc bấy lâu, bây giờ phong mang đã nội liếm, sau khi hòa vào cửu kiếp kiếm, bất kể là kiếm tiêm, kiếm phong hay kiếm nhận, uy lực cũng sẽ gia tăng gấp đôi. Sở dương hưng phấn nói, đây chẳng phải là nói, ta sau này cũng có thể miểu sát trí tôn sao. Kiếm linh nhất thời xem thường nói, đại ca ngươi chưa có nói đùa. Bằng vào lực lượng bây giờ của ngươi, có thể phát động ra hình thái sơ cấp của kiếm cương đã là rất tốt rồi ngươi cho là kiếm cương ở trong tay vũ tuyệt thành có thể miểu sát trí tôn thì ngươi cũng có thể sao sở dương cả giận nói vũ tuyệt thành cũng không phải là cửu kiếp kiếm chủ mà hắn có thể sử dụng ta đây chính là cửu kiếp kiếm chủ sao lại không thể dùng chứ kiếm linh nói không phải là như vậy nếu phát huy được uy lực chân chính của kiếm cương thì ngay cả cửu trọng thiên đại lục ngươi cũng có thể một kiếm bổ đôi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải phát huy được gia tu vi lớn nhất Mọi người đều biết là cửu kiếp kiếm có thể nhất thống cửu trọng thiên nhưng ngươi bây giờ có thể sao? Vũ Tuyệt Thành đã sớm là tồn tại ngoài cửu phẩm trí tôn, ngươi thì sao? Sở Dương cả giận nói, ta chỉ bất quá nói vậy, nói một câu ngươi cũng nói lại mười câu, giống như đàn bà vậy. Kiếm Linh giận giữ im lặng, Sở Dương nhìn vào đan điền của mình thì thấy trên cửu kiếp kiếm có một đạo bạch quang đang từ kiếm tiêm bơi tới kiếm phong, sau đó lại bơi tới kiếm nhận, dao động đến kiếm cách. Chẳng qua là kiếm phong, kiếm nhận và kiếm tiêm kiếm cách tựa hồ đối với đạo bạch quang này rất là bất mãn, thỉnh thoảng kiếm tiêm hất nó bắn ra, kiếm phong lại đem nó ném xuống, kiếm nhận trực tiếp đem nó cắt thành mấy phần, kiếm cách trầm mặc không thèm làm quen. Sở dương nhìn lấy mà làm kỳ, kiếm cương này dường như không được hoan nghênh lắm thì phải. Bọn chúng thấy trên người nó có khí tức khác nên phi thường bất mãn. Kiếm linh giải thích giống như là trưởng phu bắt được thê tử vụng trộm, muốn rửa sạch sẽ đi bọn chúng hành động như vậy là đang muốn xóa đi khí tức của vũ tuyệt thành đó. Trượng phu bắt được thê tử vụng trộm, rửa sạch, sở dương mồ hôi đầm, bia, hắn sợ không dám nói chuyện cùng con hàng này nữa mà chuyên tâm nhìn kiếm cương. Chỉ thấy nó đang không ngừng va chạm cùng dao động bên trong, bạch quang trên người cũng dần dần trong suốt, từ từ lóe sáng rồi biến thành bạch quang nhu hỏa sau đó mới bám vào trên mũi kiếm. Lúc này kiếm tiêm run lên nhưng không cự tuyệt nữa, tiếp theo, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách cũng không cự tuyệt, ngay sau đó cả cửu kiếp kiếm đều phát ra quang huy trói lọi. Một loại ánh sáng nhu hòa từ từ tan ra thẩm thấu vào cửu kiếp kiếm rồi biến mất. Trong lòng sở dương dâng lên một cảm giác, nếu cửu kiếp kiếm là một con người, như vậy kiếm cương chính là kinh mạch. Bây giờ, kinh mạch đang trở về vị trí cũ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được uy lực của cửu kiếp kiếm lại một lần nữa tăng lên, ít nhất là mấy lần. chương 1170, sở dương phúng viếng. Chuyện được thực hiện bởi ALLBOOKAUDIO.com, sáng sớm, trước đại môn gia cát gia tộc, trong mấy ngày này gia cát gia tộc đang có tang sự, khắp nơi đều là vòng hoa. Khăn tang, suốt một tháng nay tuyết rơi thật nhiều, hôm nay mới ngừng, tuy nhiên trên bầu trời thi thoảng vẫn có vài bông tuyết lẻ rơi xuống, trên bầu trời vẫn có mưa bụi lất phất. Mấy vị thủ vệ một thân ma y, dây thừng buộc ngang lưng mặt mũi bi thương đứng đó. Trong thiên địa là một mảnh hôn ám, trong nội viện vang vọng tiếng khóc, hôm nay chính là ngày đưa tang hơn 10 vị trí tôn kia tại lúc này đám thủ vệ chợt nhìn ra xa ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ thấy phương xa trong biển hoa tang trắng có một người áo đen khoan thai tiêu sái đi đến hắn lẻ loi có một mình nhưng lại làm cho người ta thấy được trong thiên địa trắng như tuyết lại đột nhiên xuất hiện một cái đốm đen hai gã thủ vệ đều kinh ngạc mấy ngày nay người lui tới cho dù là người gia tộc khác tất cả đều mặc bạch y tựa hồ trong thiên địa lúc này chỉ có màu trắng nên nơi này làm sao lại có người mặc áo đen đến đây hắc y nhân nhàn nhã tiêu sái mà đi hai tay chắp sau lưng hai mắt láo liên ngó sang hai bên đường bộ dáng của hắn tiêu sái nhưng cử động lại giống như nông dân ra thành phố lớn vậy cái gì cũng mới lạ và tò mò hơi có một loại ý than thở thật là tốt thật là đồ sộ vậy tuy nhiên hiện tại cũng là lúc người ta đang bi thương nhất là lúc đưa tang lại xuất hiện một người như thế quả thực chính là có chủ tâm tới gây hấn mà lửa giận trong lòng hai vị thủ vệ nhất thời như bùng cháy từ phía xa cũng có mấy người mặc bạch y đi đến phúng viếng đó là người gia tộc khác mấy người đó mặc bạch y đi rất nhanh không lâu lắm đã vượt qua hắc y nhân một người trong đó quay đầu nhìn lại tựa hồ đang muốn nói gì thì lại bị tên đi cạnh ngăn lại kéo đi sau khi vội vã chào hỏi thì vội tiến vào đại môn không quay đầu lại nhìn cái nào hắc y nhân đi tới trước đại môn ánh mắt vẫn ngó nghiêng chung quanh hai gã thủ vệ tức giận nói tôn giá là người phương nào tới đây có chuyện gì hắc y nhân ngoẻ cổ nga một tiếng nhưng ngay sau đó gật đầu cười cười sau đó lại nhìn vòng hoa trùng điệp chung quanh sách sách nói nhiều hoa như vậy thật là đẹp mắt mẹ kiếp nhiều người quá thật là sách 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 đáng thương a à, đáng thương thiên hạ này lại có thêm một nhóm cô nhi quả phụ rồi thủ vệ giận dữ quát tôn giá nguyên lai là tới gây chuyện hắc y nhân đảo mắt cả giận nói người nhìn lại đi cái gì gọi là gây chuyện ta là người tâm địa thiện lương ý chí muốn giúp thiên hạ hôm nay chỉ là cảm xúc bột phát mà nói vậy sao lại thành đi gây chuyện Chẳng lẽ đám người chết này không lưu lại cô nhi quả phụ? Chẳng lẽ những cô nhi quả phụ này lại không đáng thương xót? Hai gã thủ vệ nhất thời giận đến phát run cả người song song rút đao quát. Ngươi là ai? Hắc y nhân cũng không thèm nhìn bọn hắn mà nói, vào báo với gia cát gia chủ. Sở dương đến đây phúng viếng, thuận tiện có chuyện muốn thương lượng cùng gia cát gia chủ. Vừa nghe đến cái tên, sở dương, này, hai gã thủ vệ nhất thời như sấm oánh bên tai, ngây người ra như phỏng. Người hiện tại gia cát gia tộc sợ nhất là ai? Đó là Sở Dương hoặc là nói thế lực của Sở Dương. Bởi vì hơn 50 vị trí tôn chết đi này đều là chết trong tay đám Sở Dương. Cuộc chiến đồ đạo, toàn quân bị diệt mà đối phương tự nhiên là đại thắng. Đối phương đối mặt với sự liên thủ của bát đại gia tộc và chấp pháp giả mà vẫn có thể có được chiến tích như thế, phần thực lực này thật đáng sợ. Tôn Giá chờ một chút, ta vào bẩm báo. Một gã thủ vệ vội ôm quyền hành lễ ánh mắt phức tạp sợ hãi mà tức giận nhìn sở dương một cái rồi xoay người đi vào trong. Lúc này sở dương chắp tay sau lưng xoay quanh, trong miệng ha hả cười không ộ đồng thời nói, đồ sộ. Thật là đồ sộ, con mẹ nó, thật là đồ sộ, tên thủ vệ kia giận run cả người nhưng lại không dám nói gì. Suốt cục, tên thủ vệ đi bẩm báo kia vội vã ra nói, gia chủ mời tôn giá vào linh đường gặp nhau. Nhưng ngay sau đó bên trong lại có một người bước nhanh đi ra vái chào nói, đa tạ tôn giá đến đây phúng viếng, trên dưới gia cát gia tộc đều cảm kích không thôi. Sở Dương cười chắp tay nói, không sao, sau trận chiến vừa rồi còn tổ chức được tràng diện thế này, rất hoành tráng đó. Người khác tới phúng viếng đều có vẻ mặt trầm trọng, trong lòng có vui mừng thì cũng phải giả bộ làm ra vẻ bi thống nhưng con hàng này không chỉ mang vẻ mặt tươi cười mà lời nói càng thêm làm cho người tại muốn một quyền đánh chết hắn. Người ra đón khách kia cơ mặt hơi giật lên một chút, trong mắt lộ ra hận ý nhưng cố nén nói, bất kể như thế nào, các hạ đã tới, đúng là một phen tâm ý, Sở Dương ha ha cười rồi đi về phía trước, trong miệng thì thào nói tâm ý. Tâm ý, hắc hắc, hắc hắc, sau lưng hắn, người nọ cơ hồ là cắn nát răng cửa nhưng rốt cục hắn vẫn đưa được sở đại thiếu ra đi tới linh đường. Đoạn đường này đi mất không ít thời gian, trên đường đi sở dương tựa như ngắm cảnh vậy, luôn miệng sách sách lấy làm kỳ nói, thật tốt. Phòng ốc này thật tốt, mấy cây này sợ là không dưới vạn năm rồi, chỗ này ghê gớm thật, không biết đã chiếm lấy bao nhiêu phòng ốc của dân chúng nữa. Nơi này thật xinh đẹp, ai, tùy tiện tiết kiệm một viên gạch, một hộ gia đình bình thường cũng có thể ăn cả đời không hết. Cách nói chuyện là lạ, thanh âm là lạ, tư thế là lạ, giọng điệu là lạ. Người dẫn đường kia cực kỳ buồn bực nhưng không nói một lời, hắn cố sức chịu đựng không nói một tiếng vì chỉ sợ mình vừa thốt ra khỏi miệng liền không khống chế được mà lôi tổ tông 18 đời kẻ này ra mà chửi. Linh đường rất lớn, người bên trong mặc bạch y như tuyết, rất đông đảo hầu như tất cả nhạc công trong thiên cơ thành đều ở đây mà diễn tấu sáo và trống. một khi có người đến phúng viếng, tiếng trống tiếng sáo lại rộ lên, sau đó lại đột nhiên im bặt. theo quy củ ở cửu trọng thiên, người chết thọ hơn trăm tuổi coi là trường thọ, đưa tang một ngày, có nhạc công tới thổi kèn một ngày. trong tiếng khóc nhạc đưa thân nhân về trốn cực lạc, còn người của gia cát gia tộc lần này chết, kẻ nào kẻ nấy đâu chỉ có hơn trăm tuổi mà mười mấy trăm tuổi đều có. vừa tiến vào linh đường đã thấy có vô số người chen trúc người người sắc mặt nặng nề trong linh đường người ra các gia tộc đều để tang đứng chỉnh tề thành hai hàng hai bên phía sau linh đường vang ra tiếng khóc thảm thiết xem ra là nữ quyến người chết đang than khóc đông nam chấp pháp giả đệ nhất dược sư cung phụng thứ bảy dược cốc dược sư sở dương đến phúng viếng người tổ chức nhận lấy tờ giấy trong tay không chút nghĩ ngợi sướng to lên sau khi sướng hắn mới biết mình nói cái gì sợ đến mức run lên tay run run tờ giấy kia phấp phới rơi trên mặt đất trong phút chốc cả linh đường yên lặng, sở dương, sao hắn lại tới, chẳng qua sự trầm mặc chỉ diễn ra trong nháy mắt, bốn phía nhà công lại tấu thổi lên, âm thanh lúc này càng thêm vang dội, vang đến tận mây xanh nhưng sau đó, đám nhạc công cũng phát hiện ra tình huống có cái gì không đúng, sao cái tên này vừa tới, tất cả mọi người đều không ai lên tiếng. Nữ quyến cũng ngừng khóc, tiếp theo tiếng đàn sáo cũng dừng lại, tuy nhiên do dừng lại quá đột ngột nên đám nhạc công bị nghẹn hơi ức một tiếng, giống như là con cháu bị người ta đạp mạnh một cước, ẳng lên một tiếng mà chạy trốn. Tên phụ trách tiếp đón của gia cát gia tộc tiến lên, sắc mặt cứng ngắc có chút miễn cưỡng nói, đa tả các hạ đến đây phúng viếng, mời vào. Ngày đưa tang gia cát gia tộc sợ nhất là sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vào dịp này người bình thường sẽ không thừa dịp đi quấy rối, bởi vì hành động quấy rối lúc này chính là sẽ gây ra oán cừu chi hận. Sau này song phương không chết không thôi, đời đời con cháu vĩnh viễn chém giết nhau cho đến khi Nhất Phương hoàn toàn bị tiêu diệt, mà Sở Dương đến đây vào lúc này chính là thể hiện thái độ của hắn. Sở Dương ta cùng ra các gia tộc các ngươi không chết không thôi. Hơn nữa còn có thêm một tầng ý nghĩa nữa, Sở Dương cũng không phải là người lỗ mãng, làm sao không biết là hôm nay đến đây rất không ổn. Bất kể có bao nhiêu oán cửu nhưng người đã chết rồi, ngày đưa tang đến gây rối luôn là chuyện thất đức. Nhưng nếu Sở Dương hôm nay không đến thì cũng hậu hoạn vô cùng mấy phe đều có người chết trong đó mà nguyên nhân thì lại ý vị sâu xa vô cùng. Sở Dương mỉm cười ôn nhu văn nhã nói, nên, nên đến. Nữa như thế nào nhỉ, chứ vì tiền bối chết đi tại hạ cũng khó thoát khỏi tội mà. Hắn vừa nói ra, khuôn mặt những người kia nhất thời méo sạch. Người cần gì phải làm vậy, người đã chiếm thượng phong rồi. Mọi người chết, trong tay các ngươi đến lúc đưa tăng còn gây rối làm gì. Đây không phải là khinh người quá đáng sao, mời vào gã tiếp khách đưa sở dương vào. Vào trong linh đường, chỉ còn lại một mình sở dương đứng ở giữa, bốn phương tám hướng có mấy ngàn ánh mắt bi vẫn phóng tới. Sở dương tiến lên hai bước, cầm nén nhang vươn người mà đứng, vái một cái rồi lớn tiếng nói, ô hô chư công, bất hạnh mất đi, ngày xưa anh danh hóa thành đau thương, phong vân mịt mờ, giang hồ thiết huyết, truyền kỳ tương đối tự mình ngăn chặn chúng cường, tung hoành thiên hạ, ai dám tương đối. Bạch Sơn Hắc Thủy, trực diện đại dương minh mông, trường thiên đại địa, vì quân danh dương, bao nhiêu cô nhi, suốt từ tay quân, bao nhiêu quả phụ vì quân mà đau thương, một lời không hợp, rút đao khiêu chiến, gia tộc thế đại, ai dám chống nào. Thủ hạ xương trắng, doanh sơn tương đối, thủ hạ máu tươi, tứ hải chảy xuôi, quân nay đã mất, thiên hạ điên cuồng. Vừa múa vừa hát, oán tiêu hận thường, từ đó thế gian, ai tự hào mạnh. Ô hô ai tai, phủ phục thượng hưởng, rứt lời, sở dương bước tới một bước cắm nhang vào lư hương sau đó vái thêm cái nữa rồi mới ngẩng đầu lên. Đoạn văn viếng vừa nói xong, nhất thời cả gia các gia tộc yên lặng như tờ. Ngay cả đám nhà công do ở khoảng cách gần nên cũng nghe được những lời này, không khỏi bị hù dọa mà sắc mặt thảm biến, ba một tiếng, nhà cụ trong tay rơi trên mặt đất nhưng không dám nhặt lên. Trong linh đường, tất cả mọi người sắc mặt xanh mét, hai mắt giống như phóng hỏa nhìn vào sở dương, có mấy người trên mặt da thịt run run, không khống chế được tiến lên trước một bước chuẩn bị tính sổ. Sở dương, người có ý gì? một người trong đó mạnh mẽ nhảy ra, căm thức quát sở dương. mươi 1171, cho các người một cái đại nhân tình. Chuyện được thực hiện bởi ALBOOKAUDIO.com Là địch cũng cần được tôn trọng. Sở Dương ngẩng đầu nói, người đã chết rồi, ta tới phúng viếng, đó là tâm ý của ta. Gia cát gia tộc chẳng lẽ ngay cả một chút độ lượng cũng không có sao. Vẫn đứng ở vị trí đầu não gia cát vân sơn âm trầm nói sở huynh đệ lần này đến không phải chẳng qua là đến phúng viếng thôi sao sở dương cười một tiếng nói đúng là gia chủ đại nhân minh xét lần này ta đến là có vài chuyện chuyện thứ nhất chính là phúng viếng chưa vị tiền bối chuyện thứ hai chính là muốn cùng gia chủ đại nhân thương nghị một số chuyện về phần chuyện thứ ba đó là muốn gia cát gia chủ hỗ trợ gia cát vân sơn ánh mắt chấp động nói ý sở thần y chính là nói chuyện ở chỗ này ư Sở Dương ngay thẳng nói, kính xin gia chủ di giá sang chỗ khác, tại hạ cùng gia chủ ngay mặt trò chuyện với nhau. Gia Cát Vân Sơn trầm ngâm một chút rồi nói, các ngươi ở chỗ này, ta cùng với sở thần y đi nói chuyện một chút. Tuy nhiên có người giận dữ hét lên, hạ người như thế, gia chủ nói chuyện làm gì. Trực tiếp đánh chết hắn ném xuống sông, Gia Cát Vân Sơn cả giận nói, câm miệng, hôm nay là ngày nào sao cho, người cản rỡ như thế, sau ngày hôm nay, lập tức về giới luật đường tiếp nhận trừng phạt ngay sau đó xoay người lại nhìn sở dương nói sở thần y mời sở dương cười một tiếng nói mời rồi đi theo gia cát phân sơn ra ngoài phía sau nhất thời là một trận tao loạn mọi người trong gia cát gia tộc đều giận muốn điên lên thi nhau chửi bới ẩm ý sau khi tới thư phòng phân chủ khách ngồi xuống gia cát phân sơn sai thị nữ dâng trà và nói sở thần y có chuyện gì muốn chỉ giáo cho lão phu xin nói rõ sở dương nhàn nhạt cười cười không nói gì ngược lại hỏi, gia chủ cho rằng hôm nay ta tới đây có đúng hay không? Gia Cát Vân Sơn có hàm dưỡng hơn nữa cũng suýt nữa bị một câu hỏi này làm cho tức tối đến nhảy dựng lên. Người hôm nay tới đây, một đường nhục nhã, đem cả người sống lẫn người chết mắng chửi một trận, người còn nói người tới đây có đúng hay không? Hôm nay lại tiện nghi mà khoe mẽ, người hỏi thẳng ta xem người tới có đúng hay không? Bản thân sở thần y cho rằng người tới có đúng hay không? Gia Cát Vân Sơn cố nén giận nhàn nhạt hỏi lại, đúng, Sở Dương nói như đinh chém sắt, "Hôm nay ta đến thật sự là chính xác vô cùng." Vẻ mặt Gia Cát Vân Sơn nhất thời xanh tím, hắn ngẩng đầu hung hăng nhìn Sở Dương nói, "Sở Dương, ngươi không khỏi có chút khinh người quá đáng rồi." "Không phải vậy, hôm nay ta đến đối với Gia Cát gia tộc các ngươi cũng là đại hảo sự." Sở Dương thản nhiên nói, "Tại sao lại nói là khinh người quá đáng chứ?" Gia Cát Vân Sơn giận dữ nói, người hôm nay đến đây chê cười chúng ta, sao lại nói là đại hảo sự?" "Quả thực là buồn cười." Sở Dương cười lạnh nói, xin hỏi Gia Cát gia chủ, tâm tình của mọi người trong Gia Cát gia tộc như thế nào? Có người muốn trả thù hay không? Có người chủ mưu xuất thủ hay không? Những thứ này, Gia Cát gia chủ cũng sẽ nói là không biết đấy chứ. Gia Cát Vân Sơn cứng họng, đúng là trong mấy ngày nay, Gia Cát gia tộc một mực thảo luận việc trả thù nhưng may có các tồn tại cao tầng cố gắng áp chế nên mới tạm thời đem áp xuống. Sau tang sự ngày hôm nay, có khả năng làn sóng báo thù sẽ ngày càng mạnh hơn. Gia Cát Vân Sơn lúc này cũng đang lo lắng về chuyện này, bởi vì, sau ngày hôm nay không khí sẽ sôi trào tới đỉnh, cũng sẽ khó lòng áp chế được nữa. Nếu sử dụng thủ đoạn cứng rắn áp chế thì sợ rằng sẽ có nội loạn. Nếu Gia Cát Gia Chủ không nói ta sẽ làm cho Gia Cát Gia Chủ phải thừa nhận. Ta chỉ nói một câu, nếu các người muốn đi trả thù, ta sẽ như thế nào? Sở Dương cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, hạ thủ lưu tình là chuyện chúng ta sẽ không. Những lời này nói ra không chút khách khí nhưng lại làm cho Gia Cát Vân Sơn rơi vào trầm tư. Chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra, Sở Dương thản nhiên nói, hôm nay Sở Mỗ một thân một mình cường thế mà đến chính là muốn nhắc nhở chư vị, chứ có làm cái chuyện không công chịu chết này. Gia Cát Vân Sơn trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói, Sở thần y hôm nay đến đây thật sự là có lòng tốt như vậy sao? Sở Dương thản nhiên nói, chẳng lẽ còn có ý khác? Gia Cát Vân Sơn cười lạnh nói, sau cuộc chiến đổ đạo các ngươi cũng tổn thất thảm trọng. Giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, cho dù bây giờ gia tộc bọn ta vọng động, thật sự đi trước nhất cử đem bọn ngươi triệt để diệt trừ cũng có nhiều khả năng. Mà điều sở thần y bây giờ đang lo lắng chính là chuyện đó sao? Điều sở dương lo lắng trên thực tế chính là chuyện này. Bởi vì Gia Cát, gia tộc bây giờ đã thành tăng binh, tình huống như thế lại thêm vào mồi lửa tăng sự khiến cho có mấy kẻ lỗ mãng liều mạng sông lên, nhưng hắn bây giờ sao có thể thừa nhận nên cười lạnh một tiếng nói, gia cát gia chủ bây giờ có thể đi trước một bước đi. Gia cát Vân Sơn đưa mắt nhìn Sở Dương nói, nhưng Sở thần y chắc cũng không có lòng tốt đến nhắc nhở như vậy. Sở Dương không hề nhượng bộ chút nào nhìn thẳng vào hắn thản nhiên nói, tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì, đối với gia cát gia tộc ta cũng có yêu cầu. Yêu cầu gì? Gia cát Vân Sơn hỏi, tam thúc Sở Phi Hàn của ta bị các ngươi bắt giữ. Trên mặt Sở Dương lộ ra một tiêu oán giận nói xin hỏi gia cát gia chủ cái này chính là thủ đoạn của cửu đại gia tộc sao lại có chuyện này à? ánh mắt gia cát phân sơn lóe lên hỏi lại nếu gia chủ nói một câu không biết như vậy tại hạ xin cáo từ sở dương đứng lên từ nay về sau ta cũng chỉ có thể ở lại thiên cơ thành thôi nơi này tuyết trắng phong cảnh rất tốt gia cát phân sơn đâu muốn để cho hỗn đản này thường trú ở thiên cơ thành ngươi thường trú cũng không sao nhưng cạnh ngươi còn có hai đại sát tinh phong nguyệt nếu hai gã đó cũng đi theo ngươi đến thiên cơ thành thường trú thì gia cát gia tộc chúng ta còn sống được nữa hay không? từ từ đã, sở thần y chưa có vội, gia cát vân sơn vội vàng ngăn trở, nhiệt tình giữ lại cười nói, chắc là đoạn thời gian trước khi lục soát kẻ khả nghi nên bắt nhầm quý tam thúc rồi. nếu không, gia cát gia tộc chúng ta là danh môn vọng tộc, sao có thể làm ra chuyện đó chứ? sở dương ha ha cười lạnh một tiếng nói, bắt nhầm, đúng, có thể là bắt nhầm. Gia Cát Vân Sơn cười khan một tiếng nói, nếu là bắt nhầm thì xin Gia Cát gia chủ hỗ trợ thả ra đi. Sở Dương thản nhiên nói, đây cũng là chuyện thứ nhất muốn Gia Cát gia chủ cho phép làm. Gia Cát Vân Sơn thở ra một hơi nói, vậy hả? Ha ha, Sở thần y, bằng thái độ như thế tới yêu cầu ta thả người sao? Sở Dương đứng lên nói, thật ra ta cũng không muốn vậy, chính là hai vị tiền bối Phong Nguyệt nhớ đến giao tình cùng Gia Cát gia tộc nên cố ý yêu cầu Gia Cát gia tộc thả người. Nếu gia chủ đại nhân không muốn như vậy ta liền trở về bẩm báo lại. Gia Cát Vân Sơn mặt liền biến sắc vội vàng lại đứng dậy ngăn cản nói, cái này tự nhiên là có thể thương lượng mà, Phong Nguyệt Tiền Bối đã có ý như vậy. Ha ha, không biết Phong Nguyệt Tiền Bối là nói như thế nào. Sở Dương nói, lúc ấy Phong Tiền Bối cũng không có nói gì mà là Nguyệt Tiền Bối nói. Nguyệt Tiền Bối nói, nói cho Gia Cát gia tộc, bảo bọn họ thả người bằng không hai chúng ta phải đến Hậu Hoa Viên Gia Cát gia tộc đi dạo một chút dù sao lâu rồi cũng chưa từng gặp thương khung vừa lúc đi thăm một chút sở dương nói những lời này tại hạ có chút không hiểu được nên không thể làm gì khác hơn là chuyển nguyên lời mà cũng không giải thích gì thêm thiên khung cái gì đó rồi vì sao lại phải đến hậu hoa viên gia cát gia tộc thì ta không biết gia cát vân sơn trong lòng cười khổ những lời này cần gì phải giải thích lần này thương khung không phải là thiên khung mà chính là lão tổ tông chúng ta tên là gia cát thương khung nguyệt tiền bối còn nói Vô tuyệt thành đại nhân thương thế trầm trọng, muốn đưa hắn ra ngoài tìm thuốc chữa thương. Nhưng vướng nhiều loại tục sự quấn thân nên cũng khó có thể rời đi. Nếu thật sự không có biện pháp thì cùng đành phái người đi ra ngoài còn hai người bọn họ ở lại thiên cơ thành ngồi chờ. Gia Cát Vân Sơn khẳng khái nói, chứ nói đây là tâm nguyện của hai vị tiền bối phong nguyệt, nếu không có thì Gia Cát gia tộc chúng ta cũng sẽ không bắt người vô tội. Sở thần y chờ đó, ta đi xem chuyện này rồi lập tức cho sở thần y một cái công đạo xin sở thần y hồi bẩm với hai vị tiền bối phong nguyệt hắn thầm nghĩ quả nhiên là lợi hại ngay cả nhân vật như vũ tuyệt thành cũng bị bắt làm tù binh sát tinh như vậy nên sớm đi đi là hơn bọn họ còn ở chỗ này gia cát gia tộc chúng ta ngay cả ăn cơm cũng ăn không vô nữa sở dương mỉm cười nói ta đi cùng gia cát gia chủ gia cát gia chủ nói là bắt nhầm như vậy sợ là cũng không nhận ra tam thúc ta nếu ta không đi thì chẳng lẽ lại bắt gia cát gia tộc đem tất cả những người bắt được thả ra hay sao Gia Cát Vân Sơn cười khổ nói, cũng tốt, vừa mới nói ra là không biết ai là tam thúc người ta, tiếp theo lại đem tránh chủ thả ra thì không phải là tự vả vào miệng mình sao. Nhưng đưa sở dương đi vào nhưng cũng có chút không ổn bởi vì trốn lao ngục kia chính là một trong mấy nơi bí ẩn của Gia Cát gia tộc, nơi đó giam giữ không ít nhân vật trọng yếu. Sau khi bắt được sở phi hàn, Gia Cát gia tộc vốn muốn đầu cơ kiếm lợi nên tự nhiên là phải cẩn thận giam giữ ở loại địa phương này. Đâu dự đoán được, con hàng này lại mượn ra hổ kiêu ngạo trực tiếp tìm tới cửa. Hơn nữa còn tỏ thái độ uy hiếp và hù dọa, làm cho người ta khó có thể chịu được. Không biết làm sao bây giờ, Phong Nguyệt bên kia cứng không qua được. Trong lòng Gia Cát Vân Sơn đang cực kỳ bối rối, hắn đang suy nghĩ thì lại nghe Sở Dương nói: thế nào, Gia Cát gia chủ, ta có lời nói thật, ta đây chính là muốn tặng cho gia tộc các ngươi một cái nhân tình thật to." Ách, Gia Cát Vân Sơn đột nhiên ngẩn ra, dựa vào lời này của ngươi thì đến cuối cùng ngược lại thành ngươi đưa cho chúng ta một cái đại nhân tình sở dương ha hả cười một tiếng chẳng lẽ không đúng sao chẳng lẽ bằng vào tu vi của hai vị tiền bối phong nguyệt trực tiếp tới cứu một người chả phải là quá đơn giản hay sao gia cát phân sơn chỉ cảm thấy đầy bụng đều là hoàng liên đành liên tục gật đầu nói sở thần y đúng là có thịnh tình gia cát gia tộc vĩnh cảm ơn đại đức này không làm sao được không thể làm gì khác hơn là mang theo sở dương mà đi hắn thầm nghĩ nên nhanh chóng tống con hàng này đi thôi Mau để cho bọn họ rời Thiên Cơ Thành đi, sau này Cửu Đại gia tộc cứng không quản người này nữa mà toàn lực chuẩn bị chiến tranh với Cửu Kiếp Kiếm chủ. Dĩ nhiên, vào lúc thích hợp nếu có thể thì cứ muốn cho người này nếm chút đau khổ nhưng trăm triệu lần không thể để bị nắm được nhược điểm. Sở Dương một đường đi theo ra Cát Vân Sơn, đi một hồi lâu mới đến cửa mật lao nhưng hoàn toàn dưới lòng đất. Thủ vệ mở cửa, hai người được hai vị cao thủ hộ tống một đường đi vào, càng ngày không khí càng âm u chương 1172, Thánh tộc trưởng lão Sở Phi Hàn. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Sau một đường quanh co khúc khuỷu tiến vào mấy trăm trượng phía trước, mới đột nhiên sáng lên, nơi đây khá khô giáo, trên tường có sẵn vô số hạt dạ minh châu phát ra bạch sắc quang mang. Qua một quãng đường khá dài đường hầm lại bắt đầu đi xuống. Đi thêm một chút nữa thì bắt đầu lại có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên. Ngoài, xem ra cách nơi này không xa có một mạch nước ngầm bất quá mặc dù gần như vậy nhưng nước lại không thể thẩm thấu sang loại thủ đoạn này cũng thật sự có thể coi là quỷ phủ thần công một đường đi xuống sau khi xuống sâu thêm mấy trăm trượng thì sở dương bỗng nhiên phát hiện ra thạch bích nơi này rất kỳ dị cứng rắn tới cực điểm hắn thử ấn vào vách tường một chút nhưng bằng vào tu vi hiện tại không làm gì được xuống sâu vài chục trượng nữa lại hiện ra mặt đất phía trước dọc hai bên đường cũng bắt đầu có phòng giam trong phòng giam có người đầu tóc rối bù ánh mắt đờ đẫn Bọn họ nhìn đoàn người đi qua trước cửa mà mắt không thèm chấp một cái. Có thể thấy được những người này tâm đã như cho tàn, không còn hy vọng gì nữa. Sau khi đi tới tận cùng bên trong Gia Cát Vân Sơn mới hỏi vị sở phi. Hàn mới bắt được kia đang giam ở đâu? Một tên thủ vệ vội vàng nói, ở phía trước, một mình một phòng, đi tới trước qua hai ngã rẽ nữa là tới. Sở dương thanh sắc bất động nhưng trong lòng lại cười lạnh. Gia Cát Vân Sơn đang diễn trò, sở dương sao có thể không nhìn ra chứ? Tuy nhiên khi nghe những lời này, Gia Cát Vân Sơn cũng là sửng sốt nói. Đưa đến đó lúc nào vậy, mà trong lòng thầm kêu hỏng bét, sở phi hàn vốn nhốt tại dãy này, sao lại chuyển vào bên trong rồi. Ở trong đó chính là chỗ của trọng phạm mà, là có người cầm lệnh bài đưa đi rồi, thủ vệ kia vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Gia Cát Vân Sơn vẻ mặt co quắp quay đầu nhìn sở dương nói, sở thần y, dù sao đã đến nơi này, không bằng ngươi ở đây chờ, ta đi đem người đưa ra đây. Sở Dương cười nhạt nói, đúng như Gia Cát gia chủ đã nói, dù sao đã đến. Nơi này rồi, vào xem một chút có ngại gì đâu. Cũng chỉ bất quá mấy bước mà thôi. Gia Cát Vân Sơn khổ sở nói, cũng tốt, cũng tốt rồi hung hăng chừng mắt nhìn gã thủ vệ kia một cái, sau đó đi về phía trước. Quả nhiên, sau hai lối rẽ, sự đề phòng lại càng thêm xâm nghiêm, rõ ràng so với những phòng giam khác thì mức độ cảnh giới còn cao gấp 10 lần. Thường xuyên có một cổ thần thức đảo qua đảo lại, trước mặt có hai phòng giam, một tả một hiếu gian bên trái có một người toàn thân bị khóa xương tì bà xương sườn xương chân đều bị xích sắt xuyên qua nằm im trong phòng giam nhưng vẫn ngóc đầu hung hăng nhìn mọi người ánh mắt sở dương lóe lên hắn thấy trên trán người này có một cái dấu hiệu hình nguyệt nha là vị trưởng lão tam tinh thánh tộc kia đây chính là người mà đệ ngũ khinh nhu đã lợi dụng để khiến cho các đại gia tộc đại chiến với nhau nay lại bị giam ở chỗ này giờ khắc này Sở Dương mới hiểu ra tại sao gia cát Vân Sơn lại có thần sắc quái dị lúc vừa rồi, thì ra hắn đang lo lắng về cái này. Sở Dương trong lòng vừa động, hắn nhớ sư đệ của mình. Đàm Đàm, ngày đó, mình cùng vị Đàm Đàm kia ở trên đỉnh núi nói chuyện với nhau. Ta vốn là vua của Tam Tinh Thánh tộc, Sở Dương nhìn gã Tam Tinh Thánh tổ này mà ánh mắt trở nên ôn hòa hơn một chút. Sư đệ thuộc hạ, làm thế nào để giúp hắn một tay đây? Bây giờ muốn cứu hắn ra thì hiển nhiên là không thể nào nhưng Người này thật đúng là đáng thương. Sở Dương thản nhiên nói. Ha ha, người này tội ác tài trời, tội ác ngập trời, khóa ở chỗ này để gian đe. Gia Cát Vân Sơn sắc mặt oán giận nói. Nga, thì ra là như vậy. Sở Dương hiểu rõ gật đầu nói, nguyên lai là một đại ma đầu. Gia Cát Sơn Vân cười nói, đúng vậy. Bất quá nếu là đại ma đầu mà giam giữ tàn nhẫn như vậy cũng thật sự là. Hơi quá đáng, Sở Dương trách trời thương dân nói. Gia Cát Vân Sơn đảo cặp mắt trắng dã, Ngươi vừa tàn sát hơn 700 trí tôn của chúng ta, vậy thì không quá phận sao? Ngươi thật còn có lòng từ bi bực này sao? Nếu không, chỗ này của ta còn có một khối thịt, cho hắn ăn đi. Sở dương trở tay lấy ra một khối thịt hươu to cỡ nửa nắm tay. Cái này, không ổn đâu. Gia Cát Vân Sơn nói, hắn vừa nói vừa hữu ý vô ý cầm lấy khối thịt xem xét một hồi. Không vấn đề gì, đây đúng là một khối thịt bình thường, không có có bất cứ cái gì dị thường. Nhưng vì cẩn thận, Gia Cát Vân Sơn theo bản năng vẫn lựa chọn cự tuyệt. Sở Dương híp mắt nói, thật là hẹp hòi rồi trực tiếp đoạt lại khối thịt vươn tay ném vào. Ngươi, Gia Cát Vân Sơn im lặng nhìn hắn, một miếng thịt mà thôi. Sở Dương buông tay nói, khối thịt kia hắn ném vào dính vào một sợi xích sắt, ngay gần mặt hắn, người nọ chỉ cần nghiêng đầu là có thể ăn được. Gia Cát Vân Sơn tự nhiên sẽ không dễ giận như vậy, thịt cũng ném vào rồi, chẳng lẽ còn đi vào lấy ra nên đành dầu dĩ đi về phía trước. Tuy nhiên không ai chú ý đến có một đạo khói đen nhàn nhạt nhẹ nhàng chui vào, sau đó lại nhẹ nhàng đi ra. Vị Tam tinh thánh tộc kia tựa hồ như cảm thấy cái gì, con mắt đột nhiên sáng ngời lên nhìn thoáng qua Sở Dương rồi nghiêng đầu đi, đem khối thịt kia ngậm vào trong miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống đồng thời mơ hồ nói, "Đa tạ. Hôm nay nhận ân huệ, ngày sau nếu có thể đi ra ngoài, tất xin báo đáp." Sở Dương không để ý đến hắn mà vẫn đi cùng ra cát phân sơn tới một cái. Phòng giam khác, vừa đi qua một người bên trong đã giấy rụa bò lên giận dữ kêu to, thả ta ra. Thả ta ra, chuyện các ngươi hỏi ta, ta không biết, con gái ta còn đang chờ thuốc của ta cứu mạng. Các ngươi thả ta ra a a. Sở Dương đi đến nhìn vào, trong lúc bất chợt trong lòng đau xót, lửa giận đằng đằng dựng lên quay đầu nhìn ra Cát Sơn Vân nói gần từng chữ, ra Cát gia chủ. Cái này, đây chính là ngươi nói không làm khó hắn hả? Gia Cát Sơn Vân thấy vậy thì cũng nhịn không được trợn mắt há hốc mồm lầm bẩm nói, đây là chuyện gì vậy? chỉ thấy người bên trong vóc người gầy guộc cả người đầy máu đen hai mắt vô thần xem ra đãi ngộ của hắn so với vị tam tinh thánh tộc kia đều giống nhau cả người cũng bị khóa sắt xuyên qua xương trắng thảm lộ ra bên ngoài tóc cũng bị rụng một nửa trên lồng ngực còn đấu vết bị đốt qua chân trái vặn vẹo kỳ quái vừa nhìn đã biết bị chặt đứt rồi khuôn mặt mặc dù đầy máu đen nhưng sở dương vẫn có thể từ trên đó nhìn ra bóng dáng của cha mình sở phi lăng cùng tứ thúc sở phi yên người này đúng là tam thúc hắn Sở Phi Hàn, không thể nghi ngờ nhưng lại bị thương tổn như thế, hành hạ như thế. Giờ khắc này, lửa giận trong lòng Sở Dương ngập trời dựng lên, hắn hận không thể đem toàn bộ người gia cát gia tộc giết sạch. Cái này, lão phu thật không ngờ lại như vậy, gia cát Vân Sơn cực kỳ khó xử nói. Sau khi bắt được Sở Phi Hàn, bản thân hắn đã từng đặc biệt dặn dò không được hành hạ quá mức nhưng không nghĩ tới đã biến thành cái dạng này. Cái này mà còn nói là không cần hành hạ thì quả thực chính là liều mạng hành hạ rồi. Đây là chuyện gì vậy? Gia Cát Vân Sơn nổi giận nói, còn không đem người đưa ra. Lập tức có thủ vệ chạy tới mở cửa lao ra, rất cẩn thận đưa sở phi hàn đỡ xuống, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng dây xích sắt đâm vào trong trong xương cốt cọ sát, đây là tư vị gì? Sở phi hàn mấy lần hôn mê bất tỉnh rồi lại tỉnh lại, răng cửa cắn rách cả môi. Sở dương vội đi vào, lấy từ trong ngực ra thuốc trị thương, trước tiên dịt thuốc, đem vết thương trên người xử lý một lần, sau đó lại lấy ra một bình sinh linh tuyển thủy cho hắn uống hết. Sở phi hàn giống như nằm mơ, thân thể thoáng cái dễ chịu hơn rất nhiều, sự đau đớn cũng nhất thời giảm bớt hơn phân nửa, hắn nhìn người đang chữa cho mình hỏi, xin hỏi tiểu huynh đệ là. Sở dương trong lòng đau xót nói, tam thúc, ta là sở dương. Sở phi hàn thất kinh, người a, à, người chính là. Con của đại ca ta, cái, này, sở dương gật đầu, đúng vậy, tam thúc, ngài không có chuyện gì đâu, cứ yên tâm đi. Sở phi hàn vui mừng cười lên nói, thật là chuyện tốt vô cùng lớn, hai tư. Thì ra cha mẹ ngươi thật sự đã tìm được ngươi rồi. Ha ha. Thật tốt quá, thật tốt quá, thật tốt quá. Sở Dương mạnh mẽ nén sự chua xót trong lòng xuống nhưng Sở Phi Hàn này lại liên tục ba lần nói ra câu thật tốt quá lại làm cho Sở Dương cơ hồ chảy nước mắt. Hắn cúi xuống đem Sở Phi Hàn vác lên nói, "Tam thúc, Nhạc Nhi hiện tại đang ở chỗ cháu, nàng không có chuyện gì. Chúng ta đi ra ngoài đi, để thúc nhanh khôi phục lại tinh lực đã." Sở Phi Hàn gật đầu sau đó trận to hai mắt không thể tin nói nhạc nhi không có chuyện gì ngươi không gạt ta chứ sở dương mãnh liệt gật đầu nói không có chuyện gì mà bệnh của nó cháu đã trị xong rồi tốt lắm tốt lắm hai mắt sở phi hàn đột nhiên lệ nóng cuồn cuộn tuôn xuống mà nói con gái của ta đã tốt lắm ha 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 một trận cười to theo nước mắt vang lên nhưng ngay sau đó hắn úp mặt vào lưng sở dương ngủ thiếp đi không lâu lại vang lên tiếng ngáy trước đó một khắc vẫn còn cười to sau một khắc đã ngáy to trong lòng sở dương chua xót ai có thể biết sở phi hàn trong những năm qua đau khổ đến mức nào ở sở gia thấy đoạn thục nghi đã thật không dễ dàng nhưng sở phi hàn so với thê tử của hắn thì lại càng không dễ dàng hơn một ngàn lần bởi vì hắn là nam nhân hắn là trưởng phu và cũng là phụ thân sự đau khổ của sở phi hàn trong những năm này thật sự là khó có thể nói hết hắn không lúc nào dám nghỉ ngơi hoàn toàn vì chỉ e bản thân nghỉ ngơi một hồi khi mở mắt ra nữ nhi sẽ vĩnh viễn ra đi cho nên hắn chưa từng dám buông lỏng bản thân coi như là ở trong địa lao của gia cát gia tộc cũng như vậy hôm nay thoáng nghe nói nữ nhi đã ổn rồi sự căng thẳng mười mấy năm qua thoáng cái được buông xả nhất thời chống đỡ không nổi thậm chí ngay tại lúc này đã ngủ thiếp đi bởi vì hắn rốt cục đã có thể ngủ rồi bởi vì đã mười mấy năm hắn không được ngủ yên rồi bởi vì hắn rốt cục đã phóng tâm nữ nhi được cứu rồi sở dương trong lòng đau xót nghe tiếng ngáy mệt nhọc sau lưng mà nước mắt trong lúc bất chợt tràn đầy hốc mắt. Chương 1173, đại náo Gia cát gia tộc. Chuyện được thực hiện bởi allbookaudio.com. Sở Dương cõng Sở Phi Hàn lên, đi ra khỏi nhà tù. Liền gặp được Chư Cát Vân Sơn đang giận dữ. Đây là chuyện gì? Nét mặt già nua của Chư Cát Vân Sơn không có ánh sáng, là đại gia tộc truyền thừa vạn năm, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Ngược đãi phạm nhân như thế, quả thực là không còn chỗ nào để nói. Người cũng đã bắt được, còn phải tra tấn như thế sao? Huống chi đó là người thân của Sở Dương, đây đã là thời khắc mấu chốt, người tra tấn như thế để làm gì? Ngoại trừ đổ dầu vào lửa ra thì không còn tác dụng nào khác. Thương thế trên người Sở Tam gia vì sao mà có? Chưa Cát phân Sơn nổi cơn giận giữ lôi đình, thủ vệ khom người, toàn thân run rẩy, mồ hôi giọt giọt rơi xuống, lúng túng, không dám nói lời nào. Nói đi, Chư Cát Phân Sơn tức giận đến toàn thân phát run, tát một cái vào mặt thủ vệ, đánh cho hắn bay lên, lượn một vòng trên không trung rồi mới rơi xuống mặt đất. Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo, bộ dạng của Chư Cát Phân Sơn không giống giả bộ, xem ra hắn thật sự không biết chuyện này, bằng không hắn cũng sẽ không mang mình đến nơi đây. Nhưng chuyện này cũng không thể làm hắn bất hận ý đối với gia cát gia tộc. Thủ vệ kia đứng lên từ trên mặt đất, máu tươi ở khóe miệng rỉ ra, nhưng cũng không dám giấu giếm nữa. Là, là nhị thiếu gia thủ vệ run rẩy nói chư cát trường trường sở dương quái dị hỏi một câu vâng tại sao chư cát phân sơn kinh ngạc chư cát trường trường và sở phi hẳn có cửu hận gì sao lại tra tấn như thế là như thế này ngày đó nhị thiếu ra cầm lệnh bài của lão tổ tông đến đây thẩm vấn một người ở phòng phía trước sau khi xong việc nhị thiếu ra hỏi người của sở ra nhốt ở nơi nào thủ vệ run rẩy nói lúc ấy là tiểu nhân hòa lý tam nhi trực ban cũng chỉ có thể nói cho nhị thiếu ra biết sau đó nhị thiếu ra cầm lệnh bài đi đến nơi này. Sau khi đi vào, nói kẻ vô liêm sỉ bậc này, sao có thể ưu đãi như thế chứ? Người đâu, đưa hắn xử lý giống như thánh tộc tạp trùng. Tại sao, sở dương hỏi, lúc ấy nhị thiếu ra nói, con mẹ nó sở ra không chịu ở Đông Nam, mà lại chạy đến đây. Tiểu tạp trùng nhà các ngươi, lại dám đoạt nữ nhân ta nhìn chúng, thật sự là chán sống. Sau đó nhị thiếu ra bắt đầu dùng hết các loại thủ đoạn tra tấn. Tra tấn, vị sở sở tam gia này, thủ vệ run rẩy ánh mắt cũng không dám nhìn chư cắt phân sơn. Là vì ô thiến thiến, sở dương quái dị hỏi, đệ tử phong nguyệt trí tôn. Vâng, thủ vệ kia ngập ngừng nói, lúc ấy, hình như có mơ hồ nghe thấy một cái tên như vậy. Chư cắt phân sơn đôi môi run rẩy vì một nữ nhân. Sở dương chậm rãi gật đầu, ánh mắt trở nên băng hàn, thản nhiên nói. Tốt, tốt cho một gia cát gia tộc, tốt cho một chư cát trường trường. Trách không được chứ các trường trường lại hiểu rõ chuyện sở phi hàn như vậy, thì ra hắn lại làm ra chuyện này. Một mình chứ các trường trường, cũng không thể hoàn thành chuyện này. Người cũng tham dự đúng không? Sở dương lạnh lùng hỏi, tiểu nhân đáng chết, thủ vệ kia bịch một tiếng quỷ gối xuống trước mặt chư cát phân sơn, toàn thân run lẩy bẩy. Đã biết người đáng chết, vậy còn sống làm gì? Sở dương nhàn nhạt nói ra, tiến lên một bước, hung hăng dẫm nát bờ vai người này, dùng sức nghiến chân. Một tiếng kêu thê thảm tiếng vang vọng địa quật, tên thủ vệ bị hắn dẫm một cước, vai trái không ngờ lại nát bấy như bị đại trùy đập mấy trăm cái. Dừng tay, người của gia cát gia tộc, mặc dù phạm sai lầm nhưng đã có gia quy xử lý. Lúc nào đến phiên ngươi ra tay, chư cát phân sơn giận dữ, ngươi cũng dám hành hung người gia cát gia tộc ở trước mặt ta. Sở dương cười ha ha, đá ra một cước, mang thủ vệ kia đá ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đâm vào cửa sắt đối diện, trở thành thịt nhão đầy đất. Trong mắt vị tam tinh thánh tổ trưởng lão kia lộ ra thần sắc thống khoái, hét lớn một tiếng tốt, thực con mẹ nó đã ghiền, xem ra hắn ở trong địa lao cũng ăn không ít đau khổ của thủ vệ này. sở dương một cước đá ra, lúc này mới quay đầu, có chút bế ngế nhìn chư cát phân sơn kiệt ngạo nói, ra tay ngay trước mặt ngươi đó, ngươi muốn như thế nào? chư cát phân sơn mặt mũi tím ngắt, ô ô thở tốt, tốt, sở dương, ta hôm nay nhớ kỹ ngươi. sở dương hắc hắc cười lạnh, không cần ngươi nhớ kỹ ta, bởi vì ta đã sớm nhớ kỹ ra cát gia tộc các ngươi một ngày nào đó ta sẽ đến báo thù, nợ máu phải trả bằng máu. Chư Cát Vân Sơn đầu tóc gần như bị dựng lên, lạnh lùng nói, gia tộc Gia Cát sẵn sàng chờ ngươi. Sở Dương cười ha ha, cõng Sở Phi Hàn lên, đi lên trước. Đối với lời nói của Chư Cát Vân Sơn, coi như là không nghe thấy. Thái độ cuồng ngạo làm cho những người chứng kiến đều phải ngứa răng. Đi đến góc rẽ, đột nhiên trước mặt nhoáng một cái, một lão giả mặc áo xám xuất hiện ở trước mặt, chặn đường Sở Dương, nhìn chư cắt phân sơn hỏi gia chủ người này là ai lại dám ra tay sở dương mắng to chó ngoan không cản đường cút ngay cho lão tử lão già kia còn chưa dứt lời đã bị sở dương mắng chửi hắn lập tức giận dữ tốt một cái tiểu bối quả nhiên là muốn chết mà sở dương sải bước đi tới phía trước cười lạnh nói ngươi nói một chút cũng không sai đến giết ta giết ta tới giết ta ngươi không dám giết ta ngươi không dám giết ta ngươi chính là con chó chư cắt phân sơn ở phía sau lo lắng hô to không nên vọng động dừng tay thân thể lóe lên ngăn ở trước mặt sở dương lo lắng giải thích đây là sở thần y chính là sứ giả của hai vị ninh bố trí tôn con rể của hai vị phong nguyệt trí tôn hắn phụng lệnh trí tôn đến đây nhận người lão giả kia mặt mũi vốn thâm tím Tức đến sùi bọt mép sắp sửa ra tay thì nghe thấy mấy cái tên này mạnh mẽ run rẩy một cái lập tức lui về phía sau hai bước sứ giả ninh bố con rể phong nguyệt có như vậy thân phận, tại cửu trọng thiên đại lục, thực sự là có thể hoành hành không cố kỵ. Gần 800 vị trí tôn vây công phong nguyệt và bố lưu tình, còn bị đối phương giết sạch, may là mình không có động thủ. Tiểu tử này chính là phụng mệnh mà đến, nếu mình giết hắn, thì mấy người này sẽ tìm tới tận cửa, lại tự dước lấy một phiền toái cực lớn. Hiện tại gia tộc gia cát thoáng cái đi hơn 50 vị trí tôn, thực lực. Suy yếu rất nhiều, nếu mấy người này tìm tới tận cửa, thì có thể chính là họa diệt tộc ngạch, lão giả lui lại hai bước, nhưng vẫn hung hăng nhìn sở dương, nhưng tiểu tử này nói chuyện cũng quá khốn nạn. Sao vậy, không dám giết ta à? Sở dương đi qua, nhưng đầu nhìn lão giả này, cười lạnh con mẹ ngươi ở đây cũng không dám giết ta. Đã không dám, còn không cút đi, đứng ở trong này làm gì? Chờ tiền thưởng à, hay là bị mắng chửi đến sung sướng rồi? Chư cắt phân sơn trên đầu đổ đầy mồ hôi, xem ra tên này bị thương thế của tam thúc hắn làm cho giận điên lên, trực tiếp không để ý bất cứ chuyện gì nữa rồi. Người con mẹ nó đi ra chỗ khác mà nổi điên, đừng làm phiền ra cát gia tộc chúng ta chứ. Đẩy lão giả bị chọc giận đến sùi bọt mép kia ra, sở dương tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Ra ra, ngài nhanh rời đi đi, thực chịu không được, sở dương vừa đi vừa nói, ra cát gia chủ, người nói những người này của các người có phải rất thích bị coi thường không? Giống như người vừa rồi, nào có chuyện của hắn, khi không lại chui đầu ra cho ta mắng một lượt. Mắng xong thì hắn cũng sướng rồi, có khi nào đang cảm thấy mỹ mãn không? Thật sự là để cho ta không thể hiểu được, chư cát Vân Sơn mặt đen lên, dẫn đường ở phía trước, giống như vì hắn mở đường vậy. Bên trong, vị Tam tinh thánh tộc trưởng lão trên mặt lộ ra sự vui vẻ, không ngừng cười ngất, vị ân nhân này cũng thật là thú vị. Hắn đang muốn vận công hấp thu đan dược ân nhân giấu trong thịt. Bỗng nghe thấy ân nhân la to, ta gọi là Sở Dương. Chính là Sở Dương, ta đã đến gia tộc Gia cát ta lại đi rồi. Tính sao, tính sao, ha ha ha, thật là một người có tính cách, thánh tộc trưởng lão cười thầm, tiểu tử này cũng không phải là người thi ân để mong được hồi báo. Nhưng những lời nói của hắn tựa như cố ý chọc tức người ra các gia tộc, nhưng trên thực tế lại là nói với mình, người mau đi ra, ta chờ người báo đáp ta. Vị trưởng lão thánh tộc này không nhịn được cười, trên đời sao có thể có loại người này, nói quân tử không phải quân tử, nói tiểu nhân không phải tiểu nhân ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ báo đáp ngươi trong khoảng thời gian này thánh tộc trưởng lão đã tuyệt vọng ước định trước kia hình như cũng thành bọt nước bên kia cũng không dựa theo ước định đến thả mình ra hơn nữa vị đệ ngũ khinh nhu kia cũng giải thích qua chuyện này với mình nơi đây quá trọng yếu phòng vệ quá nghiêm mật không thể hành động chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi thời cơ chậm rãi mưu đồ nhưng lẳng lặng chờ đợi thời cơ chậm rãi mưu đồ là tới khi nào đây là chuyện tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Tu vi mình bị cấm chế, trong này không hấp thu được một chút nguyên khí nào, không hề có hy vọng khôi phục, thoát ra ngoài như thế nào. Nhưng lúc này đây, tuy không biết đan dược trong thịt nai kia là cái gì. Nhưng sau khi dùng thánh tộc trưởng lão rõ ràng cảm giác được, đan điền khô cạn của mình bắt đầu ngưng tụ lực lượng, Tu Vi lại từng bắt đầu khôi phục bước một. Tu Vi khôi phục, linh khí giữa trời đất cũng chậm chậm tụ lại. Chỉ cần đợi một thời gian, mình có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, mặc dù không có ngoại viện, thì bản thân cũng có thể thừa dịp bất ngờ giết ra ngoài. Nghe nói, gia tộc Gia Cát hiện tại đã chết hơn 50 vị trí tôn, thực lực suy yếu. Thánh tộc trưởng lão yên lặng ngẫm nghĩ, lập tức vận công, toàn thân phát ra một loại ánh sáng như ánh trăng, chậm rãi thẩm thấu đến xích sắt trong. Thân thể hắn, bắt đầu ăn mòn từ từ, chương 1174, đệ ngũ, chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Sở dương một đường la to mắng lớn, từ trong địa lao của gia cát gia tộc ra tới ngoài đường lớn. Gặp người nào là chửi người đó, người muốn xông lên sao? Và một cái rất ít nhất hai cái răng, một đoạn đường này có không ít người bị hắn khi dễ. Về sau, Gia Cát Phân Sơn dứt khoát mở đường cho hắn, đuổi những người phía trước đi chỗ khác. Rốt cục ra khỏi địa quật, sắc mặt Gia Cát Phân Sơn khó coi như bầu trời đầy mây đen, nói, sở dương, người đã cứu tam thúc người ra rồi, người sẽ rời đi chứ. Đi thì đương nhiên phải đi." Sở Dương híp mắt, cười lạnh nói, "Gia Cát gia tộc các ngươi dù có đưa ra tất cả mỹ nhân thiên cơ thành để giữ ta, ta cũng khinh thường không thèm ở lại." Khí nóng của Gia Cát Vân Sơn sộc lên đầu, "Đưa tất cả mỹ nhân thiên cơ thành cho ngươi, ngươi con mẹ nó có tư cách này à? Một khi đã như vậy, không tiến." Gia Cát Vân Sơn phất tay áo muốn rời đi. "Khoan đã." Sở Dương nói, "Ta vốn có việc khác, nhưng mà tam thúc ta đang cần trị liệu gấp, ta không rảnh đi làm nữa." có một việc nhờ ngươi nói dùm, nói cái gì, Gia Cát Vân Sơn càng ngày càng chịu không nổi, hai vị phong nguyệt tiền bối để ta chuyển cho lão tổ tông quý gia tộc một câu. Sở Dương thản nhiên nói, Gia Cát Vân Sơn lập tức nghiêm túc, hai vị phong nguyệt tiền bối chuyển lời cho lão tổ tông. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, hai vị tiền bối nói như vậy, ngươi có thể chuyển nguyên lời cho lão tổ tông các ngươi, hắc y nhân kia có phải là ngươi không? Nếu là ngươi, thì đến tạ tội, nếu không phải là ngươi, thì đến làm sáng tỏ chỉ có thời gian một ngày, nếu ngươi không đến, thì chúng ta sẽ đến. Sắc mặt của Gia Cát Phân Sơn biến đổi, sở dương cõng sở phi hàn trên lưng, lại mượn một cái chăn bông của Gia Cát gia tộc, quấn quanh người tam thúc rồi mới cười lạnh sải bước mà đi. Một thân một mình, đại náo một hồi, rồi tiêu sái mà quay về. Phần cuồng ngạo này, phần kiêu ngạo này, phần kiệt ngạo này, quả thực là vô tiền khoáng hậu. Nhìn bóng lưng sở dương đi xa, trên mặt Gia Cát Phân Sơn lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa sở dương chắc chắn có chỗ dựa đây là tất nhiên bằng không hắn sao có thể dùng lực lượng một mình hắn mà dám xông vào gia cát gia tộc hơn nữa hắn càng kiêu ngạo càng cuồng ngạo lại càng biểu lộ chiến lực của phong nguyệt không tổn hao gì cả hơn nữa trong lời nói còn ẩn chứa sự uy hiếp cuối cùng lại càng trực tiếp hơn lại nói gia cát thương khung đến xin lỗi hoặc là làm sáng tỏ nếu thật sự suy yếu sao lại có hành động như vậy gia chủ đại nhân sở dương này khinh người quá đáng chúng ta sao không trực tiếp bắt lấy hắn bên cạnh có một người nhẹ giọng hỏi lửa giận hừng hực trên mặt hắn cơ hồ kiềm chế không nổi ngu ngốc gia cát vân sơn giận dữ nói người cũng biết vì sao hắn kiêu ngạo như thế chứ hắn là muốn chúng ta đối phó hắn chúng ta động thủ với hắn phong nguyệt cũng sẽ có lý do động thủ với chúng ta đây chẳng phải là chúng kế của hắn sao nhưng chúng ta nếu giết hắn cho dù Phong Nguyệt động thủ với chúng ta thì hắn có chỗ tốt gì chứ?" Người nọ oán hận nói. "Ừm," um, Gia Cát Vân Sơn hít một hơi, trầm ngâm, "Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình?" Sở Dương biểu hiện rất là không bình thường, hình như gấp gáp không đợi được. Gia Cát Vân Sơn nhẹ giọng, "Chẳng lẽ hai người Phong Nguyệt sắp rời?" "Đi," sau khi tách ra, hắn muốn mượn sức bọn họ cũng khó khăn. "Chẳng lẽ là như thế?" Mẹ nó, người nọ cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, nói, "Đúng thật" chuyện này đúng là có ẩn tình. Dừng một chút, nói, gia chủ, bọn người đại thiếu gia, chuẩn bị sau khi đưa tang, thì sáng sớm ngày mai đi tìm sở dương gây phiền toái. Gia Cát Vân Sơn cuồng nộ nói, vô liêm sỉ, lão phu thân là gia chủ, cũng phải chịu nhục như thế này, tên hỗn đản kia muốn mang Gia Cát gia tộc hoàn toàn chôn vùi sao. Hắn nổi giận đùng đùng trở về, ngày mai, người giới luật đường chờ ở cửa, ai dám ra khỏi nhà một bước, lập tức chém đầu thị chúng. Tuân lệnh, Gia Cát Vân Sơn đi thẳng về gia tộc mật địa, trong nội tâm suy nghĩ về hắc y nhân mà sở dương nói. Quả thực là không thể hiểu thấu, lão tổ tông từ trước đến nay đều mặc áo xám, cái gì hắc y nhân. Mà Phong Nguyệt lại chỉ đích xác lão tổ tông, yêu cầu hắn đi làm sáng tỏ. Gia Cát Vân Sơn cảm thấy vô cùng buồn bực, sở dương cõng sở phi hàn ra cửa chính, đang muốn triển khai thân pháp, lại thấy phía trước có một đoàn người mặc áo trắng đi tới. Người đứng trên đầu đúng là đệ ngũ khinh nhu. Nhìn thấy Sở Dương một mình đi ra từ trong gia cát gia tộc, cả đệ Ngũ Khinh Nhu cũng phải lắp bắp kinh hãi. Thì ra là Sở huynh, Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Mọi người ở phía sau hắn nhìn thấy Sở Dương, trong mắt lộ ra vẻ thống hận. Năm vị trí tôn của gia tộc chết trên tay Sở Dương. Mặc dù là đối phó người ta trước, nhưng dù sao đây cũng là một nửa chiến lực của đệ Ngũ gia tộc. Đệ Ngũ huynh, Sở Dương khẽ giật mình, mỉm cười nói, quý gia tộc đến đây phúng viếng sao? Không sai đệ ngũ khinh nhu cười cười nói năm người của gia tộc bọn ta đã đưa tang hôm qua rồi cho nên hôm nay cố ý đến đây tiến đưa các tiền bối ra các gia tộc thanh âm đệ ngũ khinh nhu mềm mại êm ái tuyệt đối không có bất cứ ba động gì nhưng mà hắn cường điệu mấy chữ năm người của gia tộc nhất là chữ năm kia thanh âm càng kéo dài sau lưng người trong gia tộc đệ ngũ đều cho rằng đệ ngũ khinh nhu sắp tính sổ với sở dương có một cỗ hương vị dương cung bạt kiếm không khỏi cao hứng a à, quý gia tộc cũng chết năm người sở dương nhàn nhạt cười nói chắc là tham gia âm mưu gì đó cá trong chậu bị dính phải họa rồi đệ ngũ khinh nhu thản nhiên nói âm mưu thì có nhưng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi sở dương thản nhiên nói thân bất do kỷ có lẽ có nhưng mà trong chiến đấu thì đao kiếm không có mắt bọn họ cũng không nhận biết ai là đệ ngũ gia tộc ai là gia cát gia tộc ánh mắt đệ ngũ khinh nhu vừa động nói sở huynh nói như thế thì chính là chết chưa hết tội Sở Dương mỉm cười nói, họ đệ ngũ, tên đệ ngũ, đi 5 người, chết 5 người. Người đệ ngũ gia tộc các người đem chữ ngũ này khắc vào mặt được rồi. Đệ ngũ khinh nhu cười lạnh nói, khắc ở đó đến lúc nên chết cũng không sống được. Nói cũng không sai, Sở Dương cười ha ha nói, đệ ngũ gia tộc với chữ ngũ đúng là có duyên. Đáng tiếc ta lại vô duyên với nó, mặc kệ các người khác ở đâu, vào lúc nào thì ta cũng đều không nhìn thấy. Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, người đệ ngũ gia tộc có ngạo khí của đệ ngũ gia tộc. Chỉ nhìn bên ngoài thì căn bản là nhìn không ra, cần xem phải xem ở bên trong. Sở Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, Sở Mỗ sắp rời khỏi Thiên Cơ Thành, cũng chỉ có thể lãnh giáo đệ ngũ gia tộc trong tương lai rồi. Nói xong liền chắp tay cáo từ, Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm trọng ôm quyền, nói, núi cao nước rộng, bảo trọng. Ta cũng không tin núi cao bao nhiêu, nước rộng bao nhiêu. Sở Dương cười ha ha cõng sở phi hàn đi như bay. Đệ ngũ khinh nhu nhìn bóng lưng sở dương, sắc mặt trầm trọng, ánh mắt âm hàn. Vừa rồi hai người nói chuyện, cũng chỉ có hai người họ mới có thể chân chính hiểu rõ. Một chữ ngũ tạo ra vết rách giữa hai người. Đệ ngũ khinh nhu biết, tâm cơ lần thứ nhất của mình đã làm sở dương chính thức nổi giận. Nổi khổ tâm của mình, sở dương chưa hẳn đã không hiểu, nhưng dù sao lúc này cũng đã quá mức rồi. Câu nói sau cùng của sở dương, cho thấy thái độ của hắn, ta sẽ không tin tưởng ngươi nữa. Người này, thật cuồng ngạo, sau lưng, trong mắt một vị lão giả lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn hướng sở dương rời đi, lạnh lùng nói, lão phu rất không vừa mắt. Đệ ngũ khinh nhu thản nhiên nói, tám đại gia tộc người nào cũng không vừa mắt, có cả bốn năm trăm trí tôn của bát đại gia tộc, tất cả cũng đã vùi vào trong đất, hắn bây giờ vẫn cứ vui vẻ. Người nhìn hắn không vừa mắt thì sao? Tay áo phất một cái, nói, làm người chi bằng nhớ kỹ một câu, người nhìn người khác không vừa mắt, thì người khác nhất định cũng nhìn người không vừa mắt nếu ngươi muốn giết người nào đó thì cũng bắt đầu phải đề phòng người này tới giết ngươi vào thôi chuyện sở dương xem như đã qua tạm thời không ai được nhắc lại nữa sở dương về tới lan hương viên nghĩ đến những lời đệ ngũ khinh nhu nói lúc nãy hắn hử lạnh trong lòng may mắn lão tử đoán ra bằng không đã bị ngươi hãm hại không nhẹ sở nhạc nhi đã ở ngoài cửa đón sở dương sở dương mang sở phi hàn đặt trên giường đã chuẩn bị trước bắt đầu cẩn thận xử lý thương thế cho hắn nhìn thấy phụ thân bị giày vò đến mức thê thảm, nước mắt sở nhạc nhi, soạt một tiếng chảy xuống. Đại ca, cha ta bị làm sao vậy? Sở nhạc nhi tuy rất kiên cường, nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương. Nàng lau nước mắt hỏi, là người gia cát gia tộc hạ thủ. Sở dương nặng nề nói, người ra tay, cũng đã bị chúng ta cầm tù. Gia cát trường trường, trong mắt sở nhạc nhi lập tức tuôn ra thần quang trói mắt, cắn răng hỏi. Đúng vậy, nguyên nhân là vì ta. Sở dương cũng không giấu giếm, mà nguyên nhân ra các trường trường ra tay giải thích một lần. Làm sao có thể trách đại ca ngươi? Sở nhạc nhi oán hận nói, chịu oán hận tiểu nhân ra các trường trường này. Ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Sở dương gật gật đầu, người đã nói như vậy, thì ra các trường trường sẽ giao cho ngươi xử lý. Sở nhạc nhi dùng sức gật đầu. Sở dương nhìn sở nhạc nhi, nói từng chữ một, nhạc nhi, người cần phải nhớ kỹ, thế giới này, mạnh được yếu thua. Bị người tra tấn, cũng không kỳ lạ nếu chúng ta không cường đại lên thì sau này sẽ gặp chuyện như vậy nữa dù sao thực lực của chúng ta cũng còn quá kém ngươi hiểu không ta hiểu đại ca sở nhạc nhi dùng sức gật gật đầu còn có thứ ngươi học chính là độc công lại là công phu có một phong cách riêng cho nên ở phương diện tâm tính cần phải tôi luyện sở dương nói không thể là người ra tay tùy tiện chém giết lung tung nhưng không thể nương tay với người đáng chết vâng đại ca sở nhạc nhi cắn đôi môi đỏ mọng nói, người không hung ác, đứng không vững. Đại ca là muốn nói những lời này phải không? Sở dương hơi bị ngạc nhiên, vẻ mặt hắc tuyến, tiểu nha đầu là lúc nào học được những lời này. Sở nhạc nhi cắn cặp môi đỏ mọng, điêu mắt nhìn xuống tuyết trắng động lại trên mặt đất, nói khẽ ta, sẽ làm ra các trường trường này hối hận, hối hận vì dã sống trên thế giới này. Lời của nàng rất nhẹ, nhẹ tựa như một làn khói, vừa nói ra cũng đã chậm rãi phiêu tán. Nhưng sở dương run rẩy một cái, chương 1175, địa khí, chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Trong mấy người huynh đệ của Sở Dương, đồng vô thương đã khôi phục hơn phân nửa, đao của mặc địch cũng được Sở Dương nổi lại, so với trước khi đứt rời, uy lực còn cường đại hơn. Mạc Lệ cũng đã khỏi hẳn, Mạc khinh Vũ đã bắt đầu tới chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng ôm giới chỉ bổ lưu tình lưu lại trước khi phá toái hư không, thì thào tự nói một phen. Có thể nhận ra khi bổ sư phụ ở bên cạnh thì nàng thường xuyên nghịch ngợm gây sự, nhưng lúc hắn rời đi lại là đả kích không nhỏ với Mạc khinh Vũ. Nhuế bất thông không chỉ khôi phục toàn bộ, mà còn có tiến bộ. Mấy ngày nay, hắn cua tay đi tới đi lui ở trước mật đồng vô thương, để cho đồng vô thương hận đến ngứa răng. Hận không thể lập tức khỏi hẳn, đánh cho tên này một trận tơi bời. Thật sự không nhịn được mà, con mẹ nó. Trong khoảng thời gian này mạnh siêu nhiên đảm đương trước đại quản gia, lại cộng thêm trước bảo mẫu nữa. Hai người phong nguyệt chắp tay sau đít đi tới đi lui trong sân, hướng đi của hai người, đúng là một vòng tròn, mật đổi mật cách nhau bổn năm trượng, chỉ là đi thành vòng tròn nhưng hĩnh như trong đó có ẩn chứa nhịp điệu kỳ lạ. Sở dương trị thương cho sở phi hàn, vừa đi ra đã nhìn thấy, hắn không khỏi ngạc nhiên nói, hai vị tiền bồi đây là gì vậy? Nguyệt Linh tuyết nhàn nhạt cười, nói, sở dương, ngươi tới nhìn xem, đây chỉnh là thứ hai chúng ta mới lình ngộ sau khi bị thương. Sở dương lập tức có hứng thú, tiến đến, mới lĩnh ngộ. Không sai, lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Hơn nữa, loại lĩnh ngộ này, đối với các ngươi có tác dụng thực tế rất lớn. Nguyệt Linh Tuyết cười nói, xin lắng tai nghe, sở dương rất có hứng thú nói. Nguyệt Linh Tuyết mùn cười nói, trước đây, chúng ta luyện công, đều hấp thu linh khỉ của trời đất, hít thở tinh hoa của mật trăng, có phải không? Vâng, sai, 10 phần sai, Nguyệt Linh Tuyết nghiêm nghị nói, lúc bị thương hai vợ chồng ta luyện công ở trong phòng, nhưng vào ngày đông rét nên cảm giác có chút đè nén nên ra ngoài hít thở. Vì thân thể bị thương nên không thể hấp thu thiên địa linh khí trên đỉnh đầu, đành phải thử tản bộ trong sân, thử khôi phục thân thể một chút. Nhưng mà, ở trong quá trình này, Vĩ không thể hấp thu linh khí trên trời, nên ngược lại hai ta cảm giác được một cỗ nhiệt lực từ dưới chân sông tới. Mà cỗ nhiệt lực này không giống với linh khí trước đây. Nguyệt Linh Tuyết mùn cười nói, ta thử dùng cỗ nhiệt lực này dẫn vào cơ thể, khơi thông kinh mạch, không ngờ lại rất có hiệu quả. Sau khi tìm hiểu thì bọn ta mới hiểu được một việc, thì ra trước đây, chúng ta luyện công có chút phiến diện. Sở Dương trầm tư nói, ý của Nguyệt Tiền bối là. Chúng ta trước đây hấp thu thiên địa linh khí, kỳ thật chỉ là thiên linh khí. Nguyệt Linh Tuyết vui mừng cười nói, đúng là như thế. Trước đây, chúng ta luyện công, đều có thói quen hấp thu tỏ đỉnh đầu và thân thể, mà dưới chân lại không hề chú ý. Cho nên chỗ thiểu hụt của công pháp chính là đây. Vài ngàn năm qua, vô số tiền bối đều lo lắng hết lòng cải thiện công pháp, nhưng vẫn không thể đạt tới mức hoàn mỹ. Nguyên nhân thật sự, chính là đây. Bỏ đất lấy trời, sao có thể hoàn mỹ được Nguyệt Linh Tuyết nói ra Sở Dương cái gọi là tâm ma tẩu hỏa nhập ma trời phạt đây mới là nguyên nhân chân chính Sở Dương có chú thắc mắc nói kính xin tiền bối chỉ giáo công pháp đều là thiên truy bách luyện mấy ngàn năm cơ bản là không có sai lầm nhưng duy chỉ có không có hấp thu địa khí thiên địa linh khí và địa khí hoàn toàn khác biệt chú ý nghe ta nói địa khí có trợ giúp với bất kỳ công pháp gì cụ thể là như thế này Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi nói từng chữ, sở dương ngưng trọng, dụng tâm ghi nhớ. Thật lâu sau, Phong Nguyệt phu phụ lại bắt đầu đi vòng tròn, thần thái cũng tỏ nghiêm túc biến thành thoải mái. Sở dương đi qua một bên, cởi bỏ giày, dùng chân trần đứng trên mặt tuyết, muốn nếm thử loại cảm giác này một chút. Lúc đầu chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương truyền lên từ dưới chân, sở dương không bài trừ nó mà đưa nó men theo con đường của cửu trọng thiên thần công. Hắn không để ý tới linh khí vần quanh người mà hết sức chú ý tới lòng bàn chân sau đó theo sự vận công hắn lại cảm thấy bàn chân có cảm giác ngứa ngáy tựa hồ có một khí thức ôn hòa chậm rãi truyền đến từ lòng bàn chân cổ hơi thở này có cảm giác vô cùng trung thực tựa như nó là một người có thể yên tâm dựa vào nó cứ yên tĩnh ở bên cạnh mình đem khí thức này từng chút từng chút hút vào thân thể sở dương chậm rãi cảm thấy một loại cảm giác yên tâm không gì sánh được tâm linh an ổn tốc độ hấp thu bắt đầu nhanh hơn trong chốc lát chỉ thấy mặt đất dưới chân đang mở rộng ra, chậm rãi kéo ra bên ngoài. Loại cảm giác này kỳ diệu đến cực điểm, sở dương và phong nguyệt khác nhau, vì phong nguyệt hiện tại đang ở trạng thái cực độ suy yếu, lĩnh ngộ việc hấp thu địa khỉ nhưng tu vi hiện tại cũng không bằng sở dương, hấp thu địa khí cũng chậm hơn hắn một chút. Còn sở dương cả tinh khí thần đều ở trạng thái hoàn mỹ. Cố khí tức này được hút vào người càng ngày càng nhiều, chậm rãi tạo thành một cô lực lượng ấm áp, dung nhập vào trong đan điền. Sở dương mẫn cảm phát hiện, cửu trọng thiên thần công ở thời khắc này lại xoay tròn. Giống như là một đoàn xương mù dày đặc bất động, đột nhiên xông vào không khí lạnh lẽo, kịch liệt bốc lên. Kiêm linh đang vận công tu luyện thần hồn đột nhiên bừng tinh, không hiểu nhìn địa khí xông vào trong thân thể sở dương. Hắn phát ra một tiếng kêu sợ hãi không thể tưởng tượng nổi, hắn sao có thể lĩnh ngộ địa khí. Mặc dù điều kiện đã có đủ, nhưng lại quá đột nhiên đi. Sở dương chìm vào trong nhập định, thật lâu, đột nhiên trong nội tâm báo động, mở mắt ra, chỉ thấy ở cửa lớn có một vị lão nhân áo xám, khuôn mặt rộng rãi, thân hình cao giáo đang đứng ở nơi đó, hai mắt sáng ngời, nhìn vào bên trong. Sở dương trong nội tâm vừa động, nói vị này là. Phong Nguyệt vẫn nhàn nhã đi luẩn quẩn, tựa như không hề phát hiện lão giả đến đây, hoặc là có phát hiện, nhưng lại không thèm để ý, căn bản không để hắn trong lòng. Đồng vô thương, nhuế bất thông, mặc lệ, mạc khinh vũ, sở nhạc nhi cũng đang luyện công ở một góc sân, đổi với lão giả đột nhiên tới chơi cũng làm như không thấy lão giả tao nhã cười nói tại hạ họ ra cát được hai vị tiền bối phong nguyệt triệu kiến nên mới đến đây sở dương a một tiếng chợt nghe nguyệt linh tuyết nói ra vào đi đứng ở bên ngoài làm gì cũng không nhìn hắn lấy từ trong lòng ra một cái khăn lụa màu trắng mỉm cười đi qua lau lau lên trán phong vũ nhu phong vũ nhu dịu dàng cười cười mắt trắng không còn chút máu nói ta cũng không mệt người thực làm cho người ta chê cười Nguyệt Linh Tuyết cười ha ha, mang khăn lụa thu vào, nói, Sở Dương, người đi lấy mấy cái ghế, chúng ta và Lào bằng hữu trò chuyện trong sân. Sở Dương đáp ứng một tiếng, lập tức cùng đồng vô thương lấy ba cái ghế, đặt ở trong sân. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, ngồi, bản thân lại chậm rãi nhấc chân, cởi giày ra rồi để chân trần đi trong tuyết, từng bước một đi tới trước cái ghế rồi thư thái nhìn lên. Hai chân vùi sâu vào trong tuyết, thích ý đến run cả người, hít một hơi nói, loại cảm giác này, thật sự là thoải mái, thấy ra các thương khung trợn mắt khó hiểu nhìn mình, Nguyệt Linh Tuyết mỉm cười mời, thương khung, người cũng thử xem. Loại cảm giác này, rất không tệ, ra các thương khung cười khổ, phong vũ nhu ở một bên sảng giọng lớn như vậy mà còn như đứa bé. Cởi giày thì ra còn bộ dáng gì nữa, huống chi người còn bị thương, còn có khách quý ở đây. Nguyệt Linh Tuyết ha ha cười nói, thương thế tuy nặng, nhưng cũng không thể mất đi thói quen mà. Ngâm chân trong tuyết chính là chuyện thoải mái, vui vẻ nhất sao có thể dễ dàng từ bỏ. Ra các thương khung chăm chú nhìn lại, quả nhiên thấy sắc mặt nguyệt. Linh tuyết có chút tái nhợt, mang theo chút ít huyết sắc không bình thường, phong vũ nhu thì đỡ hơn nguyệt linh tuyết, nhưng cũng có chút tái nhợt. Thầm nghĩ, mấy người các ngươi người tàn sát nhiều trí tôn như vậy. Nếu nói không bị nội thương nghiêm trọng thì cả quỷ cũng không tin. Nguyệt Linh Tuyết bị thương nặng hơn là vì kiệt lực bảo vệ Phong Vũ Nhu. Nguyệt Linh Tuyết tựa lưng lên ghế, hai chân chôn ở trong tuyết, lạnh nhạt nói với Gia Cát Thương Khung, "Thương Khung, ngươi cũng thấy đấy thương thế của ta và nhu nhi rất nặng đã không thể hành động không thể đi tới chỗ ngươi nên đành phải gọi ngươi tới đây hỏi một chuyện ra các thương khung gật gật đầu mùn cười nói đây là điều hiển nhiên phải là ta tới bái kiến hai vị tiền bối sao dám làm phiền hai vị tiền bối di rời đại giá nhưng trong lòng nói các ngươi không thể hành động nếu ta tin những lời này thì có lẽ sau một khắc sẽ biến thành mấy khối thịt nhão nằm trong này phải không nguyệt linh tuyết mùn cười gật đầu sắc mặt dần dần trầm trọng xuống, nói ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Gia Cát Thương không nói, tiền bối mời nói. Vợ chồng chúng ta đi tinh vân sơn đại chiến, chuyện này, tạm thời không nói tới. Nguyệt Linh tuyết sắc bén nhìn ra Cát thương khung, nói ra, nhưng, bên bọn tiểu bối, lại bị tập kích, đồ nhi của ta bị người tập kích giết chết. Ánh mắt Nguyệt Linh tuyết biến thành hai đạo lợi kiếm, nhìn ra Cát thương khung nói ra từng chữ, kẻ ra tay là một người áo đen, hơn nữa, là cửu phẩm trí tôn. Người thấy chuyện này thế nào? người nọ thật đáng giận, ra các thương khung không cần nghĩ ngợi nói, cửu phẩm trí tôn, tự mình ra tay để đối phó những tiểu bối này. Quả thực là chẳng biết xấu hổ, Nguyệt Linh tuyết nhàn nhạt nhìn hắn, nghiền ngẫm nói, nói như vậy, không phải ngươi làm. Ánh mắt phong vũ nhu cũng lẳng lặng động nhìn ra các thương khung. Hai vợ chồng cứ như vậy lẳng lặng nhìn ra các thương khung, không khí thoáng cái yên tĩnh trở lại. Trên mặt ra các thương khung chậm rãi hồng lên, có chút sợ hãi nói. Thì ra hai vị tiền bối hoài nghi ta ta sao có thể làm ra chuyện bậc này? Chương 1176, trực giác của khinh vũ. Chuyện được thực hiện bởi allbookaudio com Nhìn thấy hai người Phong Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Gia Cát Thương không có chút sốt ruột, chỉ bằng giao tình tốt đẹp giữa Gia Cát gia tộc và hai vị tiền bối, thì Gia Cát gia tộc đã không thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như thế. Còn chuyện ta tự mình ra tay thì lại càng không thể. Hắn nghiêm túc nói, hai vị tiền bối hẳn là hiểu cách làm người của Gia Cát Thương khung ta, nếu nói chuyện khác thì còn có thể, nhưng chuyện này. Xin hai vị tiền bối minh xét, Nguyệt Linh tuyết chậm rãi dịch chuyển ánh mắt khỏi người hắn, nhàn nhạt nói, nếu không phải ngươi, thì không sao, ta đi điều tra là được. Nhưng có câu làm sao chi bằng nói trước, nếu bị ta tra ra là gia tộc các ngươi làm, thì hắc hắc. Nếu như vậy, vãn bối cam tâm tình nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào của tiền bối. Gia Cát Thương Khung nghiêm nghị nói, không, ta sẽ không trừng phạt ngươi. Nguyệt Linh tuyết cười ha ha, trong mắt lộ ra vẻ thương cảm, vợ chồng chúng ta sống cả đời, mãi cho đến năm trước mới thu được một người đệ tử. Nếu là các ngươi làm như vậy, gia cát, gia tộc tuyệt đối sẽ không có một con chó, một con gà nào còn sống sót." Phong Vũ nhu nhàn nhạt nói, người hôm nay phủ nhận, thì tới lúc đó cũng chớ trách bọn ta không niệm tình cũ. Khuôn mặt gia cát thương khung đỏ lên một hồi, mồ hôi lạnh trên trán thấm ra, ấp úng, nhưng lại kiên quyết nói, nếu hai vị tiền bối thật sự điều tra ra, mọi chuyện xuất phát từ gia cát gia tộc như vậy. Hắn cắn răng một cái, nên làm như thế nào, thì làm như thế đó là được, chúng ta cũng sẽ không oán hận câu nào. Nguyệt Linh tuyết hừ một tiếng, cho dù đến lúc đó các người oán hận, thì có tác dụng gì sao? Ra Cát Thương không hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói. Người đi đi, Nguyệt Linh tuyết nhàn nhạt nói, tính tình của ta bây giờ rất không tốt. Vì ta bị thương nên không muốn động khí, lại càng không muốn động thủ. Nhưng mà, trong khoảng thời gian ra các gia tộc các ngươi nên trung thực một chút. Chớ chọc giận ta, nàng điềm nhiên nói, cuộc chiến tinh Vân Sơn, ta sẽ thanh toán từng gia tộc trong bát đại gia tộc các ngươi. Ra các gia tộc nếu muốn tránh khỏi, thì trong 7 ngày cho ta một thuyết pháp. Đưa ra không được, thì 7 ngày sau chúng ta rời thiên cơ thành, sẽ diệt ra các gia tộc trước. Nói xong, Nguyệt Linh tuyết dựa vào ghế, nhắm mắt lại, nói, đi đi. Phòng vũ nhu ôn nhu khuyên, chớ tức giận, người bây giờ còn thụ thương nóng giận hại đến thân thể, bất lợi cho thương thế. Nguyệt Linh tuyết hừ một tiếng, một khi đã như vậy, tại hạ xin cáo từ. Gia Cát Thương khung xấu hổ nói, gia tộc tất nhiên sẽ thương nghị, cho tiền bối một thuyết Nguyệt Linh tuyết nhắm mắt không nói. Gia Cát Thương khung trù trừ một chút, chỉ là, nghe nói nhà ta còn có, một vị huyền tôn, thất lạc trong này, phong vũ nhu cười lạnh một tiếng tiêu, cả đồ đệ của ta cũng chết, huyền tôn của ngươi tính là thứ gì. Nếu ngươi không đi, thì để ta tiến ngươi đi gia cát thương khung cười khan một tiếng, nói: nếu như thế, ta cũng xin cáo từ, ngày khác lại đến bái kiến hai vị tiền bối. cúi người lui về phía sau hai bước, thân thể lóe lên, biển mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. nguyệt linh tuyết trầm mặt, cái gì cũng không nói. đợi đến khi xác định gia cát thương khung đã đi xa, nguyệt linh tuyết mới mạnh mẽ lay động một chút, sắc mặt xoạt một tiếng biến thành trắng bệch, ung úng một tiếng đã mang một ngụm máu tươi sắp phun ra tới nuốt trở về. hẳn là không có việc gì phong vũ nhu đau lòng khàn khàn nói vừa rồi ra các thương khung ở đây nhìn như không hề động thủ nhưng hai người phong nguyệt lại cần triệu tập tất cả tinh khí thần trí ứng phó hơi có một chút không đúng là có thể bị ra các thương khung phát hiện hai người kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đa một khi bị phát hiện như vậy hôm nay không có người nào có thể sống sót hung hiểm trong đó thật sự là khó có thể nói hết ngắn ngủn một phút đồng hồ nguyệt linh tuyết đã tiêu hao đến mức muốn phun máu nếu không phải để hai chân vào trong tuyết vụng trộm hấp thụ đại địa khí, chỉ sợ không thể chống đỡ đến bây giờ. Hôm nay, gia cát thương khung bị dọa đi, tâm thần hai người buông lỏng, lập tức chống đỡ không nổi. Dọa lùi ra cát thương khung, cũng đã hoàn thành một bước cuối cùng. Mang một nhân tố không xác định tiêu trừ sạch sẽ, bằng không, qua mấy ngày nữa mọi người rời khỏi thiên cơ thành, sẽ gặp phong hiểm lớn hơn bây giờ rất nhiều. Sở dương kiêu ngạo cường thế, cộng thêm phong nguyệt chấn định và đe dọa, hơn nữa lại trực tiếp nhắm ngay ra các thương khung, người cầm lái cao nhất gia cát gia tộc. Hôm nay Phong Nguyệt cố ý lộ ra bộ dạng thương thế trầm trọng, là một chiêu càng thêm tuyệt diệu. Không có có bất kỳ người nào, mà sau khi đối phó gần 800 tên trí tôn vây công lại không bị thương. Gia cát thương khung hôm nay sở dĩ bị lừa, nguyên nhân lớn nhất chính là Phong Nguyệt cho hắn một loại cảm giác, bị thương rất nặng, nhưng chắc chắn có năng lực ra tay. Gia cát thương khung không hề nắm chắc mang Phong Nguyệt bị thương giết chết. Hai người này chỉ cần chạy trốn một người, rồi ngày sau khôi phục trở lại thì kết cục của gia cát gia tộc chính là diệt tộc. Gia cát thương khung không thể mạo hiểm như thế, vạn năm cơ nghiệp, sao có thể vì xúc động nhất thời mà buông tha. Bọn người sở dương và đồng vô thương đã đi tới, nhuế bất thông dơ ngón tay cái, nguyệt tiền bối quả nhiên cao minh. Bất động thanh sắc đã đem ra cát thương khung không ai bị nổi dọa chạy. Sở dương hừ một tiếng chừng hắn, chưa có nói bậy. Cái gì gọi là bất động thanh sắc, Nguyệt tiền bối có thể làm tới mức tay chói gà không chặt dọa chạy cửu phẩm trí tôn ra cắt thương khung, là do uy danh hiển hách vạn năm ở cửu trọng thiên. Người cho rằng, người nào cũng có thể một câu dọa ra cắt thương khung chạy mất hả. Nhuế bất thông ngượng ngùng cười, kỳ thật ta cảm thấy hiện tại ta đi xuống trung tam thiên, cũng có thể dậm chân một cái làm phong vân biến sắc. Cũng có thể dùng một câu dọa lùi một gia tộc, tỉ như cổ gia của cổ lão nhị, ta hiện tại cũng là trí tôn, mặc dù chỉ là nhất phẩm đồng vô thương cười ha ha người mẹ nó nếu đi hạ tam thiên cũng có thể dọa lùi một cái vương quốc nếu đi tới một gia tộc thì có thể dọa chết nói những lời này có ý nghĩa gì không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện vô nghĩa còn không bằng đi luyện công bằng không lão tử cùng ngươi luyện không ngờ muốn dọa lùi cổ lão nhị thật sự là không biết sống chết nhuế bất thông đỏ mặt tía tai hú lên quái dị luyện thì luyện lão tử thực lực tăng nhiều ngươi cho rằng ta vẫn còn sợ đồng lão tứ ngươi hả Ngươi xưng lão tứ với ai? Đồng vô thương giận tím mặt, vừa vặn hôm nay khỏi hẳn, nghe vậy rút mặc đao ra, hai người lăn lăn lộn lộn đánh nhau ì xèo. Nguyệt Linh Tuyết nhìn bọn người sở dương và mặc khinh vũ, nói các người mới là người trong cuộc, người thấy người ra tay có phải hắn không? Sở dương trầm ngâm, hắn biết, những lời này cực kỳ quan trọng, Phong Nguyệt bây giờ nhìn thì bình tình, nhưng áp lực thực ra rất lớn. Vì chuyện đồ đệ mà Phong Vũ Nhu đều thở dài thở ngắn lấy nước mắt rửa mặt mỗi đêm một khi biết ra cát thương khung đã hạ thủ như vậy thì chờ cho phong nguyệt khỏi hẳn ra cát gia tộc diệt tộc chi là khoảnh khắc dáng người không giống ánh mắt cũng có khác nhau thân cao và béo gầy sở dương chậm rãi nói về cảm giác với thần thức hình như giống nhau một chút nhưng không giống lại nhiều hơn nguyệt linh tuyết nhíu mày lời sở dương nói là sự thật hiện tại hắn hận ra ra các tộc thấu xương nhưng vì chuyện người áo đen kia mà giật dây phong nguyệt ra tay thì không phải sở dương không phải làm được mà là hắn không xác định được. Nếu thật không phải là gia cát thương khung, chẳng phải là hắc y nhân. Kia thể vĩnh viễn nhơn nhơn ở ngoài, hơn trên đầu sẽ vĩnh viễn treo một thanh cương đao. Hiện tại thì có vẻ tốt, nhưng về sau thì hậu hoạn vô cùng. Dù sao thì gia cát gia tộc cũng ở ngoài sáng, mà người áo đen kia lại ở trong tối. Những người khác cũng đều tỏ vẻ không thể xác định, lông mày Nguyệt Linh Tuyết càng ngày càng nhíu, thì thao nói, nếu thật không phải là gia cát thương khung, như vậy thì từ đâu chui ra một vị cao thủ cửu phẩm trí tôn ngay lúc đó mạc khinh vũ một mực tựa bên người sở dương sợ hãi nhấc tay nói ta có thể nói không ngươi nói đi phong vũ nhu rất yêu mến hồng y tiểu cô nương này phá lệ hòa ái với nàng là như vậy ta cảm thấy người vừa nãy chính là người áo đen kia mạc khinh vũ nói a à, phong vũ nhu thắc mắc chứng cứ không có chứng cứ mạc khinh vũ nói trực giác của ta nói đó chính là hắn trực giác Phong Vũ Nhu cười khổ, tuy nữ nhân có trực giác là chuyện rất nhiều người nói, nhưng... Nữ nhân, cũng không là tiểu nha đầu ngươi đúng không? Trực giác của người khác đều không thấy gì, mà trực giác của ngươi lại bảo là hắn. Cười vuốt ve tóc Mạc khinh Vũ, lại xoay người ngồi xuống. Ta nói là thật, Mạc khinh Vũ lo lắng nói. Nguyệt Linh tuyết cười khổ, tiêu, khinh Vũ, không cần lo cho những... Chuyện này, vào phòng xem thiền thiền tỷ ngươi đi, nhưng sở dương trong nội tâm lại vừa động. Mạc khinh Vũ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không đem chuyện này ra nói giỡn. Nàng hẳn là biết nặng nhẹ, nhưng hiện tại nàng lại nói ra, hơn nữa, trực giác của nàng mách bảo đó là ra cát thương khung. Sở Dương đột nhiên nhớ tới giấc mộng của Mạc khinh Vũ. Nhất là dạng sáng khi ngủ với mình, Mạc khinh Vũ từng nói ra câu nói kia. Câu kia làm cho mình khắc cốt minh tâm, vinh viễn cũng khó quên, Sở Dương, nếu có kiếp sau, ta hy vọng người thấy ta tốt hơn, tốt hơn kiểm. Mạc khinh vũ có thể mơ giấc mơ có quan hệ vói kiếp trước, thì trực giác của nàng nhạy cảm hơn thường nhân một chút thì sao? Cũng không phải không có khả năng. Sở dương trầm tư, quả quyết ta tin tưởng lời của khinh vũ. Hắc y nhân, chính là gia cát thương khung. Mọi người hiện lên vẻ kinh sợ trong chốc lát. Hai mắt mạc khinh vũ tỏa sáng nhìn sở dương, ở thời điểm bị người hoài nghi, người mình thích nhất lại khẳng định mình đúng. Giờ khắc này nàng như muốn hung hăng nhào tới hôn hắn một ngụm. Chí tôn, có thể tùy tâm sở dụng cải biến thân thể và thần niệm khí chất. Cái này cũng không lạ, cho nên, muốn tìm chứng cứ thì thật không có. Sở Dương bình tĩnh nói, nhưng mà, lúc Hắc Y Nhân đến, lại nói một câu, hôm nay ta chỉ giết Sở Dương, không muốn giết những người khác. Sở Dương nhàn nhạt nói, đây là vì sao? Chương 1177, ông trời ơi! Chuyện được thực hiện bởi ALLBOOKAUDIO.com Hắn chỉ muốn giết ta, không muốn giết người vô tội, sở dương thản nhiên nói ai là vô tội hơn nữa hắn ra tay với khinh vũ và thiến thiến rõ ràng đã hạ thủ lưu tình đến cuối cùng nếu không phải thiến thiến hết sức bổ nhào vào người của ta căn bản sẽ không bị thương nặng sau lưng khinh vũ có ninh bổ sau lưng nhạc nhi có tử sau lưng thiến thiến có các ngươi hắn hiểu chúng ta rất rõ sở dương chậm rãi nói nếu là người của gia tộc khác hoặc người không thuộc chín đại gia tộc thì lúc đó muốn giết ba người này nhất bởi vì giết xong thì người không may đầu tiên, chính là gia tộc Gia Cát. Bởi vì đây là thiên cơ thành, đại bản doanh của gia tộc Gia Cát. Hắn nói xong những lời này, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Bởi vì ý của sở dương trong những lời này, đã rất rõ ràng. Ta tới nói vài câu, sở nhạc nhi từ trong góc chui ra, trên mặt mang theo một loại lãnh ý không hiểu, nói ta cũng không thể xác định kẻ áo đen là ai. Nhưng vừa rồi khi hắn vừa xuất hiện, trong nội tâm của ta đã cảm thấy rất không thoải mái. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu chậm rãi gật đầu, nói, một khi đã như vậy, từ nay về sau, tất cả mọi người cũng không cần phải nhắc lại chuyện này nữa. Hắn nhắm lại hai mắt, chờ chúng ta hồi phục, tự nhiên sẽ có hành động. Sở Dương thấy hướng Sở Nhạc Nhi vừa ra ngoài, đúng là nơi giam giữ ra các trường trường. Bên kia, Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông đã đánh tới mức sảng khoái. Không thể không nói, lúc này Nhuế Bất Thông đích thực đã chân áp Đồng Vô Thương. Thực lực trí tôn nhất phẩm, đổi phó một thánh cấp thất phẩm, ngay cả hắn là đao thánh đi nữa, thì cũng vô cùng thoải mái. Nhưng, Nhuế Bất Thông lại chưa hề cảm thấy thoải mái. Đồng vô thương hung hãn giả bá đạo, trong trận chiến hắn mới chính thức được lĩnh giáo. Thực lực trí tôn nhất phẩm, không ngờ lại bị đồng vô thương bước cho chói chân chói tay. Bởi vì hắn cũng không dám dùng toàn lực, lại không thể không toàn lực ứng phó. Dùng toàn lực công kích và toàn lực ứng phó, hiển nhiên là hai việc khác nhau. Bị đồng vô thương làm lồng lộn như ngựa như khỉ, lúc lên trên, lúc xuống dưới, chỉ trong chốc lát đã mồ hôi đầm đìa, liên tục xin tha tứ ca. Tứ ca, tứ ca ta sai rồi, ta thực sai rồi ta, ngài tha cho ta đi. Đồng vô thương cũng rất kinh hãi, bởi vì hắn đã ra toàn lực. Không thể tưởng được nhuế bất thông lại có thể chồng đỡ nổi. Nếu như là chiến đấu chân chính, thì chỉ sợ mình đã sớm thất bại. Hơn nữa còn vong mạng, đồng vô thương ở đao hoàng thất phẩm, có thể chiến thắng quân cấp 1-2 phẩm. Đao quân thất phẩm liều mạng, có thể chiến thắng thánh cấp nhất phẩm, hôm nay đao thánh thất phẩm, đấu với trí tôn nhất phẩm như nhuế bất thông, lại không hề toàn lực công kích mà đã cổ hết sức. Nhìn hai người dừng tay, nhuế bất thông hú lên quái dị như gặp quỷ rồi chật vật bỏ trốn, tinh thần của đồng vô thương rất ngưng. Nguyệt Linh tuyết tựa hồ biết đồng vô thương đang suy nghĩ cái gì, mỉm cười nói, vô thương, trí tôn. Và dưới trí tôn khác nhau, loại khác nhau này, chỉ có khi ngươi sông lên trí tôn thì mới có thể lĩnh hội. Đồng vô thương suy tư một hồi, nghiêm mặt nói vâng ngay vào lúc này một tiếng kêu thảm thiết giống như đã bị áp chế rất lâu rồi mới đột nhiên truyền ra âm thanh thảm thiết bi thảm sự thống khổ trong đó quả thực làm cho người ta sởn hết cả gai ốc ra các trường trường vừa vang lên tiếng hết thảm lại đột nhiên ngừng lại hình như lại bị cái gì đó đè nén dường như tiếng hết thảm này là do bị thống khổ đè nén quá lâu rồi mới phát ra nhưng vừa phát ra lại tiếp tục bị đè nén sở dương chấn động trong nội tâm cùng bọn người đồng vô thương đồng thời đi qua. Vừa thấy, mấy người đã run lên, toàn thân ra các trường trường vài lẽ đã nứt ra toàn bộ. Tất cả các sợi gân đều đã lòi ra ngoài, da thịt, cổ hỏng, cái chán nứt ra, máu thịt ở trong, gần như trong suốt. Thống khổ như vậy, đã không thể hình dung bằng thiên đao vạn quả, thảm nhất là vẫn còn những thử khác. Trên người của hắn, gân mạch không ngừng phồng lên, một khi phồng lên thì máu thịt tiếp xúc với nó sẽ bị nứt. Máu thịt vỡ ra, máu tươi chảy ra, mà máu thịt bị vỡ sẽ lập tức biến thành một màu xám kỳ dị ngay lập tức sinh ra một loài sâu nhung nhúc liều mạng chui vào trong người ra các trường trường sau khi chui vào lập tức quấy đạp trong đó cắn nuốt máu thịt mà ở bên ngoài thì có một tầng giòi bỏ bao trùm lên quay cuồng nhúc nhích ra các trường trường miệng há lớn lại kêu không ra tiếng hắn cũng không bị bất cứ cấm chế gì nhưng một tiếng cũng không kêu được hoàn toàn bị thống khổ khống chế làm cho người ta sởn hết cả gai ốc chính là những chỗ bị phá hư trên người của hắn sẽ được tái sinh. Bị dày vò rồi tái sinh, những giòi bọ chui vào trong người hắn sau khi cắn phá, sẽ chết đi rồi lại sinh sôi một lớp giòi bọ mới. Nói đơn giản là hắn không chết, hắn sống để thừa nhận loại trừng phạt này. Nhạc Nhi, Sở Dương hét lớn một tiếng, người làm như thế nào? Sở Nhạc Nhi tiến đến, rõ ràng rất nghi hoặc, làm sao vậy? Đi vào bên trong xem xét, đột nhiên a, à, một tiếng sợ hãi hai tay bưng kín con mắt kinh hoàng nói tại sao có thể như vậy bọn người đồng vô thương nhìn sở nhạc nhi như gặp quỷ cảnh tượng còn thảm hơn địa ngục gấp trăm lần là do sở nhạc nhi làm ra rốt cuộc đã dùng độc gì sở dương hỏi ta ta hận hắn thương tổn cha ta chỉ hạ vài loại độc cho hắn hạ độc xong ta liền rời đi không nghĩ tới hắn lại như vậy trái tim sở nhạc nhi nhảy bang bang tuyệt đối không ngờ mấy loại độc mình hạ lại dẫn tới tình trạng này có đoạn phách liệt hồn tán cửu sinh cửu tử đan phân cân thác cốt phấn vạn niên thi độc hủ độc cổ độc vạn thiên hóa thân cổ cuối là tiên thiên chỉ lai sở nhạc nhi lẩm bẩm nói ta đem những loại độc nghe nói có thể làm cho người ta sống không bằng chết đều hợp lại một chỗ mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chỉ cảm thấy rét run từng đợt thật là nàng tiểu cô nương tuần khiết đáng yêu co rúm thẹn thùng làm cho người ta thoạt nhìn cũng thấy nàng giống một con thỏ nhỏ lại tạo ra địa ngục nhân gian ngay cả nguyệt linh tuyết và phong vũ nhu vừa mới đi tới cũng sợ run cả người con mắt nhìn sở nhạc nhi giống như nhìn một quái vật một ác ma những độc này ngươi lấy từ đâu sở dương trợn mắt hỏi không từ đâu cả sở nhạc nhi vô tội nói ta chỉ cần vận chuyển độc công muốn dùng độc gì thì dùng độc đó điểm này ngươi cũng biết a à trời ạ à, sở dương hai tay ôm đầu ta tự tay dậy ra một cái gì a à, trời ạ à, ta giết hắn đồng vô thương tiện tay cắm một cây côn gãy vào trái tim ra các trường trường. Chỉ một kích trái tim ra các trường trường, đã lập tức nát thành bột mịn. Nhưng thân thể lại vẫn còn tiếp tục thống khổ. Vô ích, Nguyệt Linh tiết lộ ra thần sắc kiên kỵ, những độc chất này. Có một bộ phận, đều là do vô tuyệt thành tưởng tượng ra. Vô tuyệt, thành không có tiên thiên độc thể, cho nên hắn mặc dù biết những độc. Chất này tác dụng mạnh mẽ nhưng bản thân hắn lại bất lực. Những độc, chất này, có chết cũng không hữu dụng, bởi vì có cửu sinh cửu tử đan, và đoạn phách liệt hồn tán, thi độc, hủ độc và vạn thiên hóa thân. Cổ, cho dù người đã chết, hồn phách cũng sẽ bị giam cầm trong thân thể. Tiếp tục thừa nhận cha, trên đầu đồng vô thương xuất hiện mồ hôi lạnh, lại có độc bực này. Loại độc chất này, bá đạo đến tình trạng gì đây? Thiên cổ gian nan duy nhất tử, nhưng dưới độc này, rõ ràng cả chết cũng không, thiêu hắn sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng thành cho thì hắn có thể giải thoát. Nhưng phải triệt để biến mất, Bằng không, dù là cháy sạch chỉ còn lại có một khối xương, hồn phách cũng sẽ tiếp tục ở trong đó, thừa nhận thống khổ liệt hồn đoạn phách. Tất cả mọi người đều mang ánh mắt đăm đăm, ngây ra như phỗng. Người khởi sướng là sở nhạc nhi lại bịt mắt núp ở trong ngực sở dương, cả nhìn cũng không dám. Ta xem xem, ta xem xem, một cái thanh âm hưng phấn truyền đến, đó là vỗ tuyệt thành, giờ phút này sau lưng mạnh siêu nhiên toàn là mồ hôi lạnh. Xương sống và xương trậu của vũ tuyệt thành vừa mới khép lại, động đậy sẽ tạo ra thống khổ gấp bội, những chỗ gãy bắt đầu ma sát với nhau, loại thống khổ này không khác cực hình. Nhưng hắn rõ ràng không để ý tới thống khổ, cũng thúc mạnh siêu nhiên còng mình đi tới. Đau đến mật chảy đầy mồ hôi lạnh, toàn thân cũng đau đến chảy mồ hôi hột, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. Vị độc y năm đó há to miệng mở to hai mắt nhìn, kêu lên ôi ôi, lộ ra sự nóng bỏng như người phàm gặp được thần tiên vậy. Ông trời ơi, vị độc y này chừng mắt mở miệng kêu lên, đây là công tích vĩ đại thiên tiên tạo hóa, quỷ phủ thần công, thật sự là để cho lão phu ta bội phục sát đất. Tâm phục khẩu phục bội phục, mọi người lại run rẩy một cái, quay đầu dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn tổ tông dùng độc của cửu trọng thiên. Quá vĩ đại, vũ tuyệt thành vẫn đau đến mặt đổ đầy mồ hôi, nhưng thân thể rõ ràng lại hưng phấn vặn vẹo. Gương mật của mọi người co rút từng đợt, đại ca ngài chẳng lẽ không biết thương thế của ngươi bây giờ vặn vẹo như vậy chỉnh là kiểm củi 3 năm thiêu một giờ sao? Ngẫm lại cảm giác của Vũ Tuyệt Thành hiện tại, trên mặt mọi người đều đổ mồ hôi như thác nước. Xương sống hoàn toàn vỡ vụn, xương chậu hoàn toàn vỡ vụn, còn hoa chân múa tay vui sướng uốn éo mông. Sẽ có cảm giác gì? Cái này cái này cái này, đây là đoạn phách liệt hồn tán. Ông trời ơi, cái này cái này cái này, đây là cửu sinh cửu tử đan ông trời ơi, đây là phân cân thắc cốt phần ông trời ơi, đây là hủ độc thi độc còn có cổ độc, ông trời ơi. Lại cả vạn thiên hóa thân cổ ông trời đây là thần công của vị đại năng long trời lỡ đất nào. a à, ông trời ơi, chương 1178, cho dù là thần tiên, cũng muốn độc nghìn vạn dặm Chuyện được thực hiện bởi ALLBOOKAUDIO.com Mọi người ngây ra như phỗng, nhuế bất thông rốt cục không nhịn được mấy chữ ông trời ơi, chuyển vào một bó củi lớn, ném xuống đất, rồi đi lấy hai thùng dầu, xa xa dùng một cây trường côn khẩy gỗ vào thân thể ra cắt trường trường, tưới dầu lên rồi đốt. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, mang theo một mùi gai mũi. Thân thể ra các trường trường, ở trong lửa vẫn còn co rút, vặn vẹo, thân thể đã cháy đen nhưng vẫn còn uốn éo. Sở nhạc nhi toàn thân run rẩy rút vào trong ngực sở dương, mạc khinh vũ cũng rút vào bên kia. Hai tiểu nha đầu giống như bồ câu mất sạch lông vũ, lạnh run người. Mọi người không biết nói gì, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Người khởi sướng còn không biết kết quả sẽ như thế này. Hiện tại rõ ràng tất cả mọi người cũng không kinh hãi bằng người khởi sướng bên kia đốt, bên này vũ tuyệt thành lại nhảy truy vấn, là ai dùng độc? Sao lại thiêu rồi, hỗn đản, ai bảo ngươi đốt, là ai dùng độc, ai ai ai, mọi người không nói gì, mọi ánh mắt đều nhìn vào sở nhạc nhi. Vũ tuyệt thành theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, thấy được một tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, con mắt còn có nước mắt. Không khỏi chấn động một cái, không thể tin nói, chẳng lẽ. Nàng, a à, khục khục có được một quyển sách gọi là thiên hạ độc cương. Lại thấy tiểu Khục, Sở Dương ho khan vài tiếng, nói: "Là như vậy, vô tình tam muội của ta có hứng thú với việc dụng độc, nên ta đưa cho nàng để cho nàng tự luyện, về sau, từ đại nhân tới, cũng chỉ dẫn nàng một chút." Khục khục, hình như là như vậy, Vô Tuyệt Thành hô hấp dồn dập, hai con mắt như muốn lồi ra, nhìn chằm chằm vào Sở Nhạc Nhi, trong cổ họng ôi ôi liên tục. Thiên hạ độc cương, tự luyện, ngạch ha ha ha, đã khống chế không nổi nữa, vị độc y này trợn trắng mắt lại trợn trắng mắt, muốn nói gì đó lại mạnh mẽ cắn vào đầu lưới của mình sau đó muốn há miệng nói chuyện, khuôn mặt lại đỏ bừng, sau một khắc. Hắn cũng đã hôn mê bất tỉnh, cũng trách không được hắn, hắn nghiên cứu độc dược cả đời, tất cả tâm thần đều rót vào độc cương, mặc dù nói kỹ xảo dụng độc của hắn thiên biến vạn hóa, cực kỳ thuần thục nhưng mấy loại độc mấu chốt này hắn căn bản không thể vận dụng. Mình nghĩ ra là một chuyện, nhưng có thể dùng được hay không, mới là mấu chốt. Hôm nay, tiểu nha đầu này chỉ tự học theo một quyển sách. Không ngờ lại dùng ra được, gặp loại chuyện này, chỉ sợ khiêu Vũ đại nhân không bị thương cũng sẽ ngất đi, huống chi là đã bị trọng thương sẵn rồi. Mạnh siêu nhiên vội vàng đưa hắn trở về, Sở Dương theo vào kiểm tra cho hắn, không khỏi tắc lưỡi. Xương cốt vừa mới khép lại của hắn đã hoàn toàn vỡ ra. Sở Dương thở dài, tuy có thể giải thích tâm tình của Vũ Tuyệt Thành, nhưng vẫn không biết nên khóc hay cười. Xử lý thương thế cho Vũ Tuyệt Thành một chút, Sở Dương vừa muốn đi ra ngoài, liền thấy Vũ Tuyệt Thành mở mắt. Giờ khắc này, cái loại bi phẫn và nghẹn khuất trong mắt Vũ Tuyệt Thành đã hoàn toàn biến mất. Sau đó hắn nhìn Sở Dương, lẳng lặng, lặng địa nói, "Chờ ta một chút." Sau đó hắn nhắm mắt lại, Sở Dương ngồi xuống ngay bên cạnh. Sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh người, từ trên người Vũ Tuyệt Thành xuất hiện một đóa bạch phân, quay vòng quanh người Vũ Tuyệt Thành, mỗi khi chuyển một vòng, bạch phân cũng thu nhỏ lại một chút, chờ quay tới chân hắn, bạch phân đã biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức, một cơn gió tươi mát nổi lên, tươi mát như gió ngày xuân, như thấm vào ruột gan. Nhưng cơn gió này chỉ thổi vào người Vũ Tuyệt Thành, mà mấy chỗ đã khô quắt trên người Vũ Tuyệt Thành đã bắt đầu khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, làn da hắn cứ khôi phục sinh cơ như vậy. Khuôn mặt hắn cũng dần dần hồng nhuận, đợi cho thần phong dừng lại, sở dương rõ ràng nghe được tiếng kéo kẹt kéo kẹt. Hình như phát ra từ trong thân thể Vũ Tuyệt Thành, tựa như cốt cách đang trở về vị trí cũ rồi khép lại. Vũ Tuyệt Thành rốt cục mở mắt nhìn sở dương, mỉm cười lại ngồi dậy từ trên giường sau một khắc hắn hoạt động cánh tay nhúc nhích cái chân cảm thụ một chút thử thăm dò rồi đứng lên sau đó hắn đi thử vài bước càng đi càng thông thuận sở dương mở to hai mắt nhìn kỳ tích trước mắt hắn cảm thấy đầu óc của mình đã bị đông cứng nói không ra lời thương thế của vũ tuyệt thành ở giai đoạn hiện giờ trừ cửu trọng đan ra thế gian không còn bất kỳ dược vật gì có thể chữa khỏi cho hắn ngay lập tức nhưng hiện tại kỳ tích cũng xuất hiện ở trước mắt hắn Vũ Tuyệt Thành thậm chí không dùng bất kỳ đan dược gì, chỉ dựa vào một cổ thần phong, một đóa lưu vân, cũng đã hồi phục toàn bộ. Đây là chuyện gì xảy ra? Có phải ngươi cảm thấy rất thần kỳ không? Vũ Tuyệt Thành nhìn Sở Dương, mỉm cười hỏi. Đúng vậy, quá thần kỳ. Sở Dương gật gật đầu. Cái này cũng không thần kỳ. Trong mắt Vũ Tuyệt Thành có vẻ nghi ngờ, có buồn giàu, có hoài niệm. Hắn mang thần sắc phức tạp, nói tổ tiên của ta chính là thần phong và lưu vân. Lúc trước, khi ta bị lừa vào thời điểm cửu kiếp, tổ tiên ta đã rời khỏi Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Thời khắc cuối cùng, ta sở dĩ có thể còn sống, sống đến tận bây giờ, chính là do tổ tiên ta đã tính trước, ta sẽ có mấy kiếp nạn nên mỗi người ban cho ta ba cỗ sinh mệnh nguyên khí. Sinh mệnh nguyên khí của Thần Phong và Lưu Vân, Sở Dương Hoàng sợ nói, đúng vậy, ta có sinh mệnh nguyên khí của tổ tiên trong người, cho nên, lúc trước tuy thân thể của ta bị hủy diệt, nhưng vẫn có thể chạy ra khỏi Bổ Thiên Động, hơn nữa trong một đoạn thời gian tương đối dài, ta cũng dần dần khôi phục thân thể. Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt cười cười, ta đã dùng mất hai cỗ thần phong, hai đóa lưu vân. Loại sinh mệnh nguyên khí này chỉ cần tồn tại trong thân thể ta, tổ tiên sẽ không có tổn thất. Nhưng chỉ cần ta vận dụng, tổ tiên sẽ bị suy yếu và thương tổn ở một trình độ nhất định. Cho nên, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, ta cũng không dám vận dụng. Mà cũng không nỡ vận dụng. Hôm nay, đây là đóa lưu vân thứ ba và cỗ thần phong thứ ma. Vũ Tuyệt Thành chăm chú nhìn Sở Dương, người hiểu ý của ta không? Hiểu, Sở Dương gật đầu, do ta bị thương quá nặng, nên sinh mệnh nguyên khí của Tổ tiên chỉ có thể khôi phục thương thế, Tu Vi chỉ có thể khôi phục nửa thành mà thôi. Vũ Tuyệt Thành cảm thụ một chút, nặng nề nói ra, nhưng, cũng không cần nữa, nhất là sau khi phát hiện được tiểu nha đầu này. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, hoàn toàn bằng tự học, lại có thể thông hiểu thiên hạ độc cương. Hơn nữa, có thể tự động ngưng kết ra mấy loại độc đó, thiên tài bực này, ta sao có thể buông tha. Hắn nặng nề nói, loại độc này, chính là chuyện ăn năn lớn nhất trong cuộc đời ta, sự quan trọng của nó với ta còn hơn cả tính mạng. Sở Dương thử thăm dò nói ra, ý của tiền bối là. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành chấp động, nói, người gọi nha đầu kia đến, ta xem xem. Sở Dương gật gật đầu, nói tốt, đứng dậy đi tới cửa bên cạnh, nói, nhạc nhi, người vào đây. Sở nhạc nhi đáp ứng, nhanh chóng chạy tới, tiến vào trong cửa, chứng kiến Vũ Tuyệt Thành đã đứng lên, tiểu nha đầu cũng bị chấn động mạch, há to miệng ra, a một tiếng nói, sao lại đứng lên rồi? Sao lại đứng lên thì không quan trọng, quan trọng là... Ngươi, Vũ Tuyệt Thành cười nói, nhà đầu, tới, ta xem ngươi. Sở nhạc nhi nghi hoặc nhìn thoáng qua sở dương, sở dương nhẹ gật đầu. Cổ vũ, sở nhạc nhi cũng mềm mại đi tới. Nhà đầu, ta hỏi ngươi, thiên hạ độc cương là tự ngươi tu luyện. Vũ Tuyệt Thành hòa ái hỏi, đúng vậy sở nhạc nhi gật gật đầu có đôi khi đại ca cũng giải thích giúp ta nhưng mà mấy ngày này ta tự đọc đọc thuộc lòng rồi tự mình thí nghiệm hắn giải thích giúp ngươi vũ tuyệt thành nhướng mí mắt liếc nhìn sở dương chẳng thèm ngó tới nói hắn giúp ngươi giải thích thì có cái dám gì hắn là người mà cả cái dám cũng không hiểu sở dương cười khổ đại ca là người ta tôn kính nhất sở nhạc nhi sụ mặt xuống nhìn thiên hạ độc yêu y uy trấn thiên hạ có chút hít cảnh cáo nói ngạch khục 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 Vũ Tuyệt Thành mạnh mẽ ho khan một chút, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Nha Đầu. Tiểu Nha Đầu thần sắc kiên quyết, nói: "Bất luận người nào dám vũ nhục đại ca của ta, đều phải xin lỗi." "Xin lỗi?" Vũ Tuyệt Thành hôn mê, chẳng lẽ thần tiên vũ nhục hắn, cũng phải xin lỗi? Sở Nhạc Nhi bĩu môi một cái, nói: "Thần tiên thì như thế nào? Coi như là cao hơn thần tiên thì vũ nhục đại ca của ta, cũng phải nói lời xin lỗi." Sở Nhạc Nhi thản nhiên nói, độc của ta hiện tại có thể độc chết người trong tương lai chưa hẳn không thể độc chết thần tiên. Coi như là thế giới sau khi phá toái hư không, chỉ cần có độc dược phù hợp, chẳng lẽ không thể nhất độc thiên vạn lý. Vũ Tuyệt Thành kinh hãi, có chút nghẹn họng chân chối nhìn sở nhạc nhi. Coi như là thế giới sau khi phá toái hư không, chỉ cần có độc dược phù hợp, chẳng lẽ không thể nhất độc thiên vạn lý. Những lời này, làm cho hắn chấn động đế không gì sánh kịp. Mình chưa bao giờ nghĩ tới, độc của mình cũng có thể độc chết tiên nhân. Chứ đừng nói là dùng độc công, đi tàn sát thế giới phía trên cửu trọng thiên. Nhưng tiểu nha đầu này, tư tưởng lại điên cuồng như thế, chỉ vì người khác vũ nhục đại ca nàng mà lại muốn nhất độc thiên vạn lý, oa không đỡ được, tính cách như vậy, ta thực yêu mến. Sau một khắc, Vô Tuyệt Thành đột nhiên hớn hở, không ngờ lại cúi người với Sở Dương, "Xin lỗi, Sở huynh đệ, ta không nên vũ nhục ngươi, ta xin lỗi ngươi. Mong ngươi tha thứ cho ta." Sở Dương lại càng hoảng sợ nhìn xem Vũ tuyệt thành ở trước mặt mình cúi người đến mức cái chán muốn dán xuống mặt đất, hắn chừng to mắt, lông nghi bay lên đến tận chán, thốt ra hai chữ ta kháo. Vũ tuyệt thành trợn trắng mắt, không thể tưởng được lần đầu tiên mình thành tâm thành ý xin lỗi như vậy, lại đổi được hai chữ. Nhà đầu, để ta xem thể chất của ngươi. Vũ tuyệt thành mỉm cười, duỗi ngón tay ra, đặt lên uyển mạch của sở nhạc nhi. chương 1179, Vũ tuyệt thành thu đồ đệ. Chuyện được thực hiện bởi ALLBOOKAUDIO.com Tại sao phải xem thể chất của ta? Sở nhạc nhi lại lùi về phía sau hai bước, có vẻ cảnh giác, sao ai cũng muốn xem thể chất của ta thế? Vũ Tuyệt Thành sững sờ, nói ta chỉ xem thôi, không có ý gì khác. Đại ca ngươi cũng có ở bên cạnh, ta còn có thể hại ngươi sao? Sở nhạc nhi hừ một tiếng, nói, nói vậy cũng không đúng. Rồi nhìn sở dương xin giúp đỡ, đại ca. Sở Dương biết đây chỉ sợ là kỳ ngộ lớn nhất của Sở Nhạc Nhi. Trước mắt là người sáng tác thiên hạ độc cương, độc công của hắn tuyệt đối là xuất thần nhập hóa. Nhạc Nhi, khiêu vũ tiền bối chính là tiền bối cao nhân, hơn nữa, thiên hạ độc cương ngươi luyện không phải có rất nhiều chỗ không rõ sao. Khiêu vũ chính là người sáng tác ra quyển sách kia, Sở Nhạc Nhi méo mó gật đầu, nói, được rồi, vậy thì cho ngươi xem. Thanh âm giống như đang ban ơn cho Vũ Tuyệt Thành vậy. Vũ Tuyệt Thành hưng phấn nói, tốt tốt. Hắn vươn tay, đặt lên uyển mạch Sở Nhạc Nhi, lập tức, sắc mặt của hắn khẽ giật mình, thốt lên Tiên Thiên Không Linh chi thể. Sắc mặt lập tức thận trọng, lập tức, tựa như đã nhận ra cái gì đó, hắn đột nhiên lại là chấn động, không chỉ là Tiên Thiên Không Linh chi thể, mà còn có tu vi thánh cấp. Tuổi nhỏ như thế, lập tức, hắn run rẩy một cái, cả kinh kêu lên a, ông trời ơi. Tiên Thiên độc mạch, Tiên Thiên độc thể, Tiên Thiên chi lai. A, ông trời ơi. Khục khục khục, sở dương muốn cười, nhưng cũng không thể cười, đành phải ho khan vài tiếng. Nhắc nhở lão nhân này một chút, ngài là hậu nhân thần phong, mấy vạn năm trước là một trong cửu kiếp, siêu việt trí tôn cao thủ. Đừng cả kinh như vậy có được không, chú ý thân phận của ngươi, phải có phong độ, phải có phong độ. Nhưng vũ tuyệt thành rõ ràng là đã đem phong độ, và thân phận, ném lên chín từng mây. Hắn vẫn chừng mắt rung động tiếp tục bắt mạch, một chồng kinh hô liên thanh A, à, ông trời ơi! A! À, Ông trời ơi, thì ra là thế, thì ra là thế, thì ra thế gian này, lại thật sự có loại người này, loại thể chất này. a à, ông trời ơi, sở nhạc nhi trong mắt trợn trừng, có chút sợ hãi trở lại bên người sở dương, ôm lấy người hắn, nói nhỏ, đại ca, lão đầu nhi này có phải điên rồi hay không? Khục, nhạc nhi tư chất của người quá tốt, cho nên làm hắn bị chấn kinh. Sở dương vội ho một tiếng, nhỏ giọng giải thích, nhạc nhi ngươi phải kiêu ngạo mới đúng, có thể đem độc y vũ tuyệt thành làm cho khiếp sợ thành cái dạng này. Phỏng trừng từ xưa đến nay, cũng chỉ có một mình ngươi. Sở nhạc nhi, a à, một tiếng, nói ra, thì ra thể chất của ta lại là thứ tốt. Từ khi sinh ra đã bị lăn qua lăn lại, bị rằng co trong đau khổ hơn mười mấy năm. Mỗi ngày đều tới địa ngục chơi vài lần, lại có thể làm người ta khiếp sợ thành cái dạng này. Sở dương khục một tiếng, đúng vậy, không trải qua khó khăn, ngươi làm sao có thể gặp cầu vồng. Đau khổ của ngươi đã qua, trước mặt của ngươi bây giờ là một con đường dẫn thẳng tới cầu vồng. Hi hi, sở nhạc nhi mím môi nở nụ cười. Sở dương, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Bên kia, vũ tuyệt thành quát to một tiếng. Hả, chuyện gì? Sở dương kỳ thật biết rất rõ chuyện gì sắp xảy ra, lại còn giả bộ hồ đồ. Để muội muội của ngươi bái ta làm thầy. Vũ tuyệt thành trong mắt phát sáng, một phát nắm lấy tay sở dương, tay kia như kìm sắt kẹp lên bả vai sở dương, để cho nha đầu bái ta làm thầy dùng sức lớn đến mức bả vai sở dương kêu lên ken két ta kháo người buông tay ra trước bả vai ta sắp nát sở dương lập tức đau đến cái mũi và con mắt nhân lại với nhau a à, vũ tuyệt thành vội vàng buông tay ra trên mặt có chút ngượng ngùng sở dương vuốt vuốt bả vai tức giận nói người muốn thu đồ đệ thì hỏi ý kiến của người trong cuộc mới phải bẻ vụn bờ vai của ta để làm gì vũ tuyệt thành hừ một tiếng nói ai mà không nhìn ra nhà đầu này hoàn toàn nghe lời ngươi ngươi nói được nàng sẽ không nói không được ngươi nói không được lão phu coi như là thần tiên thì nàng cũng không bái ta làm thầy vị độc y này đúng là thật khôn khéo nhanh như vậy đã thấy được điểm mấu chốt sở dương đành phải hỏi sở nhạc nhi nhạc nhi ý của ngươi thế nào sở nhạc nhi thần sắc phức tạp nói ta nghe đại ca sở dương nghĩ một lát nhưng vẫn không thể quyết định được đối với sở nhạc nhi thì vũ tuyệt thành có thể nói sư phụ thích hợp nhất trên thế gian này ngay cả người của cửu trọng thiên khuyết đi xuống, cũng chưa chắc có thể thích hợp hơn vũ tuyệt thành. Nhưng sở dương vẫn cố kỵ sự an toàn sở nhạc nhi. Thân phận chủ nhân cửu kiếp kiếm của mình, vẫn phải chiếu cáo thiên hạ. Đến lúc đó nhạc nhi ở bên người vũ tuyệt thành, hắn có thể thương tổn nhạc nhi hay không? Người còn khó xử cái gì? Vũ tuyệt thành có chút nôn nóng, dương nanh múa vuốt nói, chuyện tốt như vậy mà còn lo lắng cái gì? Còn không mau để cho tiểu nha đầu bái sư, tư chất của nàng, cũng chỉ có ta mới hiểu rõ, chỉ có ta mới biết phương hướng phát triển của nàng những người khác cùng lắm là xem trọng tiên thiên không linh chi thể mà thôi nhưng tiên thiên không linh chi thể chỉ là cái rắm nhìn thấy một người thích hợp làm đồ đệ y bắt cả đời có được truyền nhân xem như một chuyện vui lớn của nhân sinh đúng vậy nhưng tiểu tử này lại ngập ngà ngập ngừng tiểu nha đầu thì hoàn toàn nghe theo hắn vũ tuyệt thành đúng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện như thế này dùng thân phận của mình hô một tiếng thu đồ đệ đệ cho dù bắt người ta ba bước quỳ Chín bước lại một vạn giảm thì số người xếp hàng cũng trải dài từ đông nam cho đến tây bắc. Sao đối với huynh muội này lại không, đáng tiền như vậy, thu làm đồ đệ thì có thể, nhưng ta có một yêu cầu." Sở Dương nói ra, "Yêu cầu? Nói mau." vũ Tuyệt Thành quả thực tức đến thở hổn hển, "Ta muốn thu đồ đệ, còn phải đáp ứng yêu cầu của người ta. Bà mẹ nó, hiện tại làm sư phụ đều khó như vậy sao? Chính là bất cứ lúc nào, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, người cũng không thể thương tổn Nhạc Nhi." Sở Dương trầm trọng nói, phế con mẹ ngươi đi, ta sao lại thương tổn đồ đệ của ta? Vũ Tuyệt Thành phẫn nộ, người quả thực là một tên vô liêm sỉ. Lại lo lắng vấn đề nhảm nhí như thế, quả thực là không thể nói lý mà. Sở Dương trầm ổn nói, vô liêm sỉ hay không vô liêm sỉ ta không biết, nhưng ta chỉ muốn một điều kiện này, bất luận lúc nào, bất cứ chuyện gì, người cũng không thể thương tổn nàng. Ta đáp ứng, Vũ Tuyệt Thành tức quá hóa cười, nói, lão phu có truyền nhân, cho dù mai mốt nhà đầu kia hạ độc giết ta, ta cũng cười đến nhắm mắt lại, vui mừng nói thanh xuất vu lam, nhi thắng vu lam. Như vậy được chưa, sở dương mỉm cười, đa tạ tiền bối thông cảm, kính xin tiền bối đến lúc đó chớ quên nói đi cái này một câu thanh xuất vu lam, nhi thắng vu lam. Thanh xuất vu lam, nhi thắng vu lam, màu xanh xuất phát từ màu lam, nhưng lại vượt trội hơn màu lam. Ý nói trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khảo ý, vũ tuyệt thành chán nản, cả giận nói, người thật sự nghĩ ta bị đồ đệ hạ độc chết. sở dương cười ha ha, đánh mắt cho sở nhạc nhi nói, nhạc nhi còn không bái kiến sư phụ của ngươi. sở nhạc nhi có chút ngây thơ, a à, một tiếng nhìn về phía vô tuyệt thành, thấy hai tay vô tuyệt thành liên tục lay động, khuôn mặt kích động đến đỏ bừng, nói bái sư thu đồ đệ đều là đại sự, sao có thể làm qua loa như thế? cần phải tìm vài cái nhân chứng, phải long trọng một chút. sở dương và sở nhạc nhi ngạc nhiên vị gia gia này ở tình huống như hôm nay còn muốn long trọng nữa. Lại thấy Vũ Tuyệt Thành thì thào tự nói, hiện tại, trước hết để cho Phong Nguyệt làm người chứng kiến, phân lượng hình như không đủ. Tất cả mọi người chứng kiến thì miễn cưỡng có thể, trước định ra quan hệ thầy trò, chờ thương thế ta tốt lại tổ chức một buổi đại lễ thu đồ đệ, thu một ít lễ vật. Mẹ kiếp, cửu đại gia tộc mà không đến tặng lễ, lão phu đến diệt nhà hắn. Chấp pháp giả cũng phải đến, không đến thì lão phu cũng giết luôn. a à. Sở Dương cười ngất, nói nhảm, lão phù thu đệ tử, chính là việc trọng đại của cửu trọng thiên. Không có người chúc mừng, đồ đệ của ta cũng bị mất mặt. Vũ tuyệt thành chừng hai mắt, sở Dương nhấc tay đầu hàng, người có lý, người cố chấp, ta phục. Trong lòng thật sự là không biết nói gì, Phong Nguyệt nổi tiếng là người không thể trêu vào ở cửu trọng thiên, hai vị trí tôn Phong Nguyệt còn phân lượng không đủ. Chỉ là thu một đồ đệ, không ngờ hắn lại muốn tổ chức đại lễ, cưỡng chế cả thiên hạ tới đưa lễ vật. Xem ra vị hậu nhân thần phong này làm việc có chút quái dị, cũng thật sự rất bá đạo. Nhưng mà, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, Vũ Tuyệt Thành coi trọng sở nhạc nhi đến tột đỉnh. Chỉ nghe thấy Vũ Tuyệt Thành kêu lên, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, Mạnh Siêu Nhiên, còn có mấy tiểu bối, đều tiến đến, đều tiến đến.